Lý Thiên Mệnh một bàn tay đập tại gáy của nó phía trên. Hừ, Tiên Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nó trắng ra là, hút máu tươi, huyết nhục tinh hoa, ta đây cũng có thể làm, nó chỗ lấy khống chế không nổi chính mình, sau cùng còn bị huyết oán khống chế, cuối cùng cũng là, nó quá cùi bắp, đối với ta khởi nguyên thế giới thụ tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Kỳ thật Thanh Vân Thần Mộc có thể đã lớn như vậy, đã là trật tự chi địa kỳ tích. Nhưng là, hắn sinh mệnh bản chất muốn cùng khởi nguyên thế giới thụ so, nói, đồ ăn, vậy cũng không có gì. Tiên Tiên, ý của ngươi là, ngươi có thể đem huyết oán cho hút tới. Sau đó tiêu hóa hết. Lý Thiên Mệnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hừ, ngươi thái độ không tốt, bản cô nương không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tiên Tiên quyết miệng nói. Khắc a, cô nãi nãi. Tiểu Lý Tử cho ngài thỉnh an, muốn hay không đấm bóp lưng. Lý Thiên Mệnh vội vàng trở mặt, miễn cưỡng vui cười. Phốc phốc, Tiên Tiên nhịn không được cười ra tiếng, sau đó lại sụ mặt, nói, vậy bản cô nương miễn cưỡng thử một chút đi, bất quá việc này ta cũng chưa từng làm, cũng không thể cam đoan a. Huyết oán, sẽ không ảnh hưởng ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi, ta cũng không biết. Vậy ngươi còn nói người ta đồ ăn. Ta còn nhỏ mà. Tốt a. Đừng nhìn ra hỏa này khởi nguyên thế giới thụ thân thể to lớn vô biên, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, nó cũng là một tiểu nha đầu. Nếu như không phải tình thế nghiêm trọng, Lý Thiên Mệnh sẽ không để cho nó đi mạo hiểm. Linh thể của ta muốn về hoa bên trong đi tọa chấn, ngươi cũng đừng đi, ta sợ chính mình thần trí rối loạn, muốn ngươi nói cho ta một chút, cùng ta cộng sinh liên tiếp. Tiên Tiên lôi kéo ống tay áo của hắn nói. Được, linh thể của nàng, cũng là nửa thực thể. Ước định cẩn thận về sau, nó thì treo ở Lý Thiên Mệnh trên lưng, hai cái tay nhỏ bắt lấy Lý Thiên Mệnh một hai cái lỗ tai, một mực hô hào, giá giá, nghiêm chỉnh đem Lý Thiên Mệnh trở thành tọa kỵ. Dương Sách cùng Long Uyển Oánh hai người, nhìn lấy hắn cái này thần kỳ cộng sinh thú, đều có chút mở rộng tầm mắt. Cái này tiểu oa nhi tựa như con gái của ngươi, Long Uyển Oánh nói. Mồ hôi! Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ. Có điều, ngươi lúc nào cho nữ nhi tìm mẫu thân a? Muốn hay không ánh gì giới thiệu cho ngươi. Chúng ta Hiên Viên Long Tông, có thể có không ít tốt cô nương đây. Long Uyển Oánh nói. Xinh đẹp a di, ta nửa cái mẫu thân tại trên cây đâu, cũng là này đóa hoa, tiểu Lý Tử mỗi ngày mò nàng. Tiên Tiên hưng phấn chỉ Khương Phi Linh hóa thành cạn đóa hoa màu xanh lam nói. Im miệng. Lý Thiên Mệnh vội vàng đem nàng từ trên lưng nắm chặt xuống, mang theo nó phóng tới khởi nguyên thế giới thụ. Lần này linh thể của nó muốn đợi địa phương. Là Thánh Quang Thủy Tiên. Đóa hoa này cầm giữ có thần thánh tịnh hóa lực lượng, có thể thanh trừ một số âm tà. Tiên Tiên cũng là muốn thi dựa vào nó, đến khu trục huyết oán. Vù vù. Lý Thiên Mệnh ôm lấy linh thể của nó, một người nhất linh thể, bị Thánh Quang Thủy Tiên cánh hoa cho bao hết đi vào, đắm chìm trong đó. Những cái kia cánh hoa dính sát Lý Thiên Mệnh thân thể. Lý Thiên Mệnh thông qua cùng Tiên Tiên cộng sinh tu luyện, đến vì nó ổn định tâm thần. Có thể bắt đầu chưa? Tiên Tiên hỏi. Cả. Được rồi, ngồi vững vàng tiểu Lý Tử, nhìn ta đua xe. Xì xì xì. Khởi nguyên thế giới thụ tất cả sợi rễ, lúc này thời điểm đều đâm vào Thanh Vân Thần Mộc trên cây khô, toàn thân nó đều treo ở trên cây, cái kia màu đen sợi rễ tựa như là ống tiêm một dạng, theo vào đi mở bắt đầu, thì theo Thanh Vân Thần Mộc phía trên bắt đầu hấp thu huyết oán. Xì xì xì. Cái kia một cỗ huyết sắc. Bắt đầu hướng về khởi nguyên thế giới thụ lan tràn. Lúc này thời điểm Thánh Quang Thủy Tiên, lóng lánh thuần trắng quang mang, một khi cái kia huyết oán tới gần, lập tức liền bị quang mang xua tan, bốc hơi biến mất. Hữu hiệu, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Bất quá, hắn không dám khinh thường. Dù sao, máu này oán niệm lượng, thực sự quá lớn, chỉ sợ cần thật dài một đoạn công phu. Nghe được hắn, Dương Sách cùng Long Uyển Oánh liếc nhau một cái. Ào ào thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, thật sự là không gì làm không được. Dương Sách tán thán nói. Nghe nói cái kia 1 triệu liên quân trên cơ bản đều chạy, nếu như thần mộc có thể giải trừ huyết oán, Thanh Vân Đại Lục chẳng khác nào đại hoạch toàn thắng. Long Uyển Oánh cảm khái nói. Cũng không biết, loại cây lại sẽ sinh ra biến hóa gì. Dương Sách nói. Chờ một chút nhìn liền biết. Long Uyển Oánh nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới một người, cau mày nói. Nghe nói Lý Vô Song bị hủy diệt một kiếp vòng, nàng loại này người, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Không biết là có hay không sẽ về trật tự thiên tộc tìm người.
dù sao, nàng sẽ lần nữa làm loạn, ngươi nên cẩn thận nàng đối ngươi sát tâm quá mạnh. Trên thực tế nàng đến Thanh Vân Đại Lục, cái mục đích thứ nhất cũng là giết ngươi. Dương Sách nói, ta hiểu. Long Uyển Oánh gật đầu. Nàng xem Dương Sách liếc một chút. Từ khi sau khi đến, hắn thì một tấc cũng không rời, kỳ thật cũng là tại bảo vệ mình. Ngươi hai ngày trước cùng Thánh Long Hoàng trao đổi a, tông môn bên kia ra sao? Long Uyển Oánh hỏi. Tình huống không tốt, đối phương từng bước ép sát, xâm chiếm càng ngày càng nhiều. Đúng, ta ngược lại thật ra nghe nói một việc. Dương Sách nói. Cái gì? Thái Dương Đế Tôn cái kia nữ nhi, Cửu Nguyệt Thần Nữ, giống như theo Ẩn Long Điện hậu nhân, muốn tới chúng ta Hiên Viên Long Tông. Dương Sách nói. Làm sao có thể, Đế Tôn như thế bảo bối nữ nhi, quang minh chính đại đến chúng ta chỗ thị phi này. Nàng không sợ bị chúng ta bắt cóc, để bọn hắn thả chúng ta Long Hoàng. Long Uyển Oánh lắc đầu nói. Ta cũng không tin, nhưng Thánh Long Hoàng nói như thế, nghe nói là cô nương này muốn giải sầu, Đế Tôn không lay chuyển được nàng, thì thả nàng tới. Đương nhiên, bảo hộ nàng người, chỉ sợ so bảo hộ Lý Vô Song cũng còn nhiều. Dương Sách nói. Ha ha, Đế Tôn đại nhân thật là biết lập nhân thiết lập. Long Uyển Oánh cười lạnh nói. Người nào thiết lập? Trước kia là muội muội nô, hiện tại là nữ nhi nô. Long Uyển Oánh nói. Người tin không? Dương Sách hỏi. Không tin lắm, hắn cũng là một cái tự tư, làm ra vẻ, biến thái, điên cuồng, vặn vẹo người. Long Uyển Oánh nói. Ừm. Dương Sách không phủ nhận. Liên quan tới Thái Dương Đế Tôn, mỗi người đều có cái nhìn của mình. Đó là cái làm việc từ trước tới giờ không dựa theo thói quen ra bài người. Tỷ như lần này, cầm xuống Hiên Viên Long Tông, thì xuất kỳ bất ý, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Làm cựu nhân của hắn, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách, đối với hắn chỉ có oán hận. Hai người chính trò chuyện đâu, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có chút lo lắng, đối bọn hắn nói, Oánh gì, Lý Vô Song tiến Thanh Vân Đại Lục. Bao nhiêu người? Chỉ nàng một cái, Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia không có việc gì, chỉ cần nàng không đến bên này quấy rối là được. Long Uyển Oánh nói. Nàng đang tìm loại cây, từng cái tìm, hiện tại loại cây đều biến mất, nhưng là chúng ta vị trí này phụ cận, trước kia thì một cặp loại cây, dựa theo phương hướng của nàng, có khả năng sẽ đụng tới chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Khởi nguyên thế giới thụ mục tiêu không coi là nhỏ, lúc này tất cả huyết oán, đều tại hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này hội tụ, Lý Vô Song rất có thể phát hiện bọn họ. Bao lâu có thể đến nơi đây? Long Uyển Oánh hỏi. Lấy nàng trước mắt tốc độ, đại khái một canh giờ. Lý Thiên Mệnh nói. Để Cổ Kiếm Thanh Xương cùng Vân Thiên Khuyết, lập tức phái ra 1000 cái tinh anh cường giả, hướng bên này trợ giúp, người hấp thu huyết oán quan trọng, nếu quả thật đụng phải, chúng ta trước ngăn lại nàng. Long Uyển Oánh nói. Cho dù là cửu nhân, Long Uyển Oánh cũng không nguyện ý cưỡng ép cậy mạnh. Lý Thiên Mệnh lập tức thông báo Vân Thiên Khuyết cùng Cổ Kiếm Thanh Xương. Trước mắt bọn họ hai đại tông môn không có việc gì, chính bọn hắn đều có thể tới. Lý Thiên Mệnh còn để Vân Thiên Khuyết mang lên Tuyết Dương Tứ Quỷ. Giải quyết về sau, Lý Thiên Mệnh tiếp tục cùng Tiên Tiên cùng một chỗ, hấp thu huyết oán. Máu này oán niệm thực sự nhiều lắm. Dựa theo Tiên Tiên hiệu suất, thì cùng là một con chim nhỏ đang ăn uống vạc nước giống như, không vội vàng được. Nàng mất đi một kiếp vòng, chiến đấu lực khẳng định sẽ hạ xuống rất nhiều. Đoán chừng cũng không bằng ngươi. Dương Sách nói. Ừm, bất quá, không thể khinh thường. Hai người bọn họ đứng tại phía trước, cản lại Lý Vô Song tới gần Lý Thiên Mệnh đường. Có thể tưởng tượng, cái này điên ma một dạng nữ tử, lần này giết trở về, khẳng định không có nhiều lý trí. Nàng một người đi đường, khẳng định so một đám người nhanh. Cho nên, Dương Sách cùng Long Uyển Oánh, sẽ không để cho nàng ảnh hưởng đến Tiên Tiên. Thần mộc phía dưới. Vẫn xương máu tràn ngập. Một đạo bóng mờ tại trong xương máu bay lượn mà qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Thường nhân căn bản là không có cách trông thấy. Nàng chính là Lý Vô Song. Nàng tại trong xương máu xuyên thẳng qua, quanh thân tinh luân nguyên lực bao trùm, hình thành một cái dày đặc hộ thuẫn, khoảng chừng tốt mấy trọng, xương máu căn bản là không có cách tới gần. Nàng híp nhìn về phía trước, toàn bộ thế giới đều là máu tanh. Xảy ra chuyện gì? Nàng nhớ đến tất cả loại cây vị trí. Rất nhanh, nàng thì lướt qua, dung nham hà cốc. Trong tầm mắt, loại cây, không tại nguyên chỗ. Bị hái đi. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, đều lâm vào hỗn loạn trạng thái, nàng người sớm đã chết cả rồi,
giờ phút này căn bản không có tình báo, có thể tới trong tay của nàng. Là bởi vì loại cây bị hái đi, dẫn đến Thanh Vân Thần Mộc phát sinh biến hóa a. Nàng trong ánh mắt tràn đầy oán hận, không cam tâm. Nàng còn không có từ bỏ, tiếp tục hướng phía trước truy, theo nguyên một đám loại cây bên người đi qua. Bên này cũng mất. Thiên Thần Kiếm Tông. Từng sợi huyết sắc, nhiễm lên con mắt của nàng. Sợ là hoặc nhiều hoặc ít, có chút giận điên lên. Nàng còn tại truy, đại khái là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Đáng tiếc nàng cũng không biết, những cây đó loại là tự động biến mất. Thiên Thần Kiếm Tông cái gì đều không mang đi. Thanh Vân Thần Mộc thân cây vị trí, ở vào Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung chỗ giao giới. Nàng muốn tiến về Thanh Hồn Điện cương vực, nhìn còn có hay không còn lại loại cây, liền sẽ đi qua Lý Thiên Mệnh vị trí. Một người hành động, nhanh như thiểm điện. Thế nhưng là nàng căn bản không biết, dù là nàng lại nhanh, tại nàng tiến lên trên đường, đều có từng cái con rắn nhỏ, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Giống như Lý Thiên Mệnh dự liệu như thế, nàng quả nhiên trùng hợp đi ngang qua bọn họ vị trí. Khởi nguyên thế giới thụ hút huyết oán động tĩnh rất lớn, nơi này là xương máu nồng nặc nhất địa phương, rất nhiều máu oán niệm hướng về nơi này hội tụ, những người chết trận kia mệnh hồn tụ tập ở chỗ này, phát ra từng đợt gào khóc thảm thiết, chỉ cần có người đi qua, đều sẽ cho rằng bên này có vấn đề. Ngăn cách Hứa Xa, Lý Vô Song ánh mắt xuyên qua xương máu, thấy được một đen một trắng Dương Sách cùng Long Uyển Oánh. Càng thấy được Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, bám vào tại Thanh Vân Thần Mộc phía trên, đem cái kia đầy trời huyết khí hướng trên người mình hút vào. Trừ cái đó ra, không còn gì khác người. Trốn đều chạy trốn, còn chủ động về đi tìm cái chết. Long Uyển Oánh ngăn cách Hứa Xa, thì nói với nàng một câu, thanh âm vô cùng lãnh khốc. Chỉ bằng ngươi, tăng thêm Dương Sách cái này chó xù. Lý Vô Song mỉa mai cười một tiếng, cầm trong tay ra cái kia huyết sắc loan đao, Thiên Nguyệt Thần Ma, bước ra một bước ngàn mét, phủ đầu hướng về Long Uyển Oánh bổ tới. Long Uyển Oánh, muốn giết ngươi rất lâu, không nghĩ tới tại cái này đụng tới ngươi, nếu như vậy, trên trời dưới đất, rốt cuộc không ai có thể cứu ngươi cái này tiện mệnh. TTT. Nương theo lấy Thiên Nguyệt Thần Ma, hết thảy bảy cái quỷ diện nguyệt thần sinh ra, tay cầm chiến đao, thức thần chi lực bạo phát. Dọc theo đường những cái kia tinh hồng sắc Thanh Vân Thần Mộc cành lá toàn bộ đứt gãy, bị màu bạc trắng ánh trăng đao cương chìm ngập. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lý Vô Song tuy nhiên không rõ ràng, khởi nguyên thế giới thụ, đang làm gì, nhưng khẳng định là đang ngăn trở tai họa. Cho nên, nàng còn phân ra đao cương, hướng về khởi nguyên thế giới thụ gào thét lên. Cái kia lít nha lít nhít lực lượng đủ để đem tiên tiên cho cắt nát. May mắn cũng may lúc này, Dương Sách cản trước người, giúp Lý Thiên Mệnh chặn một chiêu này. Há, xem ra cái kia thiên cung đệ tử ngay ở chỗ này mặt, vậy liền cùng một chỗ xuống địa ngục. Lý Vô Song cười lạnh. Tiên tiên chính đến thời khắc mấu chốt, nhất định phải hết sức chăm chú. Nó kỳ thật cũng khoác lác, máu này oán niệm đối tinh thần ảnh hưởng phi thường to lớn, coi như linh thể của nó trốn ở thánh quang thủy tiên bên trong, huyết oán cũng sẽ xâm nhập mà đến, đem linh thể của nó nhuộm thành đỏ như máu. Đây chính là tiên tiên muốn Lý Thiên Mệnh, ở chỗ này che chở nguyên nhân của nó. Nó cần phải có người không ngừng an ủi, nhắc nhở, phục hồi tinh thần. Nhưng nếu như bị Lý Vô Song công kích đến, khả năng này liền sẽ phí công nhọc sức. Mà lại, làm tiểu bối đệ tử, Lý Thiên Mệnh cũng không chịu nổi Lý Vô Song công kích. Phiền phức, may mắn nàng kiếp vòng phá, không có trước kia cường. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh một chút an tâm một số, cùng tiên tiên tiếp tục chống đỡ đi xuống. Cùng lúc đó, Dương Sách cùng Bát Đại Ám Dạ Chân Ma, còn có Long Uyển Oánh cùng nàng năm đầu, Tịnh Thế Bạch Linh Long, cộng sinh thú, đã đem Lý Vô Song vây quanh. Đây là năm đầu màu trắng tinh thần long. Trong suốt sáng long lanh sừng rồng, như bảo thạch một dạng long nhãn, trắng như tuyết như ngọc trai vảy rồng, đều tinh khiết xinh đẹp. Có thể nói đây là Lý Thiên Mệnh gặp qua đẹp nhất lớn nhất khí thần long, yêu nhã lại cao quý, mỗi một đầu đều là thất tinh thần thú, huyết thống cao thượng, chiến lực cũng rất cường. Nếu như Lý Vô Song thức thần, vẫn là nàng lúc còn trẻ bộ dáng. Cái kia ngược lại là có thể cùng Tịnh Thế Bạch Linh Long sánh ngang. Hiện ở đây, cái kia từng trương mặt quỷ, nhìn lấy đều đầy đủ dọa người. Bảy cái quỷ diện nguyệt thần, tăng thêm trong tay nàng Thiên Nguyệt Thần Ma, miễn cưỡng cùng Dương Sách đánh đến lực lượng ngang nhau. Tăng thêm Long Uyển Oánh mang theo Tịnh Thế Bạch Linh Long thêm vào chiến trường, nàng liền không có ưu thế. Ông, năm đầu Tịnh Thế Bạch Linh Long,
cùng một chỗ thi triển thần thông, Tịnh Thế Long Quang. Một chiêu này thần thông trực tiếp phá vỡ xương máu, quang mang lập lòe ở giữa, đem một số âm tà đốt cháy, ngọn lửa màu trắng bị bỏng tại quỷ diện nguyệt thần trên mặt, để cái kia 7 cái quỷ diện nguyệt thần đều tiếng kêu rên liên hồi. Oanh! Hắc ám như ác mộng giống như ám dạ chân ma, đè lại quỷ diện nguyệt thần, cắn xé, xé rách, thức thần đạo kiếp thi triển, toàn diện áp chế Lý Vô Song. Nàng thương thế chưa lành, chiến lực không đến 8 thành, là một cơ hội. Dương Sách nhắc nhở. Tốt, cái kia liền cầm xuống nàng, đi cứu 3 cái Long Hoàng. Long Uyển Oánh nói. Ý nghĩ này, bọn họ ngay từ đầu thì có. Đáng tiếc, cái này thật cần bá lực. Hiện ở chỗ này thì hai người bọn họ, cũng không có liên lụy những người khác, đơn thuần tại Hiên Viên Long Tông động thủ. Đối mặt chiến lực bất ổn Lý Vô Song, cơ hội đang ở trước mắt. Phốc phốc phốc, Lý Vô Song còn phân ra dư lực đi công kích Lý Thiên Mệnh. Oanh, Long Uyển Oánh mang theo 5 đầu thần long, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy màu trắng, đem cái kia Thiên Nguyệt thần ma giết ra đầy trời đao cương cho nuốt vào, có thể uy hiếp được khởi nguyên thế giới thụ chỉ có số ít. Xoẹt, Dương Sách từ trên trời giáng xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên lấp lóe. Một người thân thể đột nhiên hóa thành 100.000 hắc ảnh, lít nha lít nhít, căn bản nhìn không ra cái kia là bản thể. Siêu. Màu đen kiếm ảnh như đêm tối bao phủ, kiếm khí như mưa to một dạng rơi xuống. A. À, đối mặt cái này đòn công kích chí mạng, Lý Vô Song chỉ là băng lãnh cười một tiếng. Nàng xem thấy Long Uyển Oánh khuôn mặt càng thêm vặn vẹo. Kỳ thật, bát kiếp thức thần, liền đã chứng minh Dương Sách là một cái vô cùng ưu tú người. Nam nhân ưu tú như vậy, đồng dạng che chở Long Uyển Oánh. Cái này khiến Lý Vô Song lại lần nữa nhớ tới nàng nhục mạ mình. Không có người yêu ngươi. Quá châm chọc. Dựa vào cái gì? Nàng tự nhận là không có khả năng ghen ghét Long Uyển Oánh, thế nhưng là nàng làm ra hết thảy đều tại chứng minh, nàng cũng là ghen ghét. Bởi vì ghen ghét, cho nên hủy diệt. Đi chết đi. Tan thành mây khói, vậy liền thanh tịnh. Đối mặt Dương Sách tiến công, nàng ngược lại để mắt tới Long Uyển Oánh. Thiên Nguyệt thần ma chỉ hướng Long Uyển Oánh. Rầm rầm rầm, dữ tợn huyết khí theo trên người của nàng phóng xuất ra, đó là một loại cổ lão ma quỷ cảm giác. Đúng vào lúc này, ông, một người mặc áo bào đỏ, tóc dài lưỡi dài huyết tinh nữ quỷ, đột nhiên theo nàng đã từng phá nát kiếp vòng vị trí lao ra. Đây là một cái hoàn toàn mới thức thần, so với quỷ diện nguyệt thần đều muốn to lớn, cái kia một bộ trong váy dài bò đầy màu đen độc trùng, cơ hồ ngay đầu tiên, cái kia huyết sắc đầu lưỡi, tựa như là một đầu co duỗi trường kiếm một dạng, trong nháy mắt xuyên thủng ngàn mét, đâm tới Long Uyển Oánh trước mắt. Cái gì? Long Uyển Oánh ngây ngốc một chút. Quá nhanh, quá ác. Một chiêu chí mạng. Phá nát kiếp vòng, làm sao có thể sinh ra mới thức thần? Mà lại, so với ban đầu càng hung ác, xấu xí. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ai cũng không kịp cứu viện. Duy chỉ có trên trời Dương Sách phản ứng quá nhanh, trên tay kiếm chiêu lập tức chuyển di, toàn bộ bổ về phía cái kia mới xuất hiện áo bào đỏ nữ quỷ thức thần. Phốc phốc phốc, vạn kiếm xuyên qua, xuyên thủng áo bào đỏ cùng đầu lưỡi, xem như chỉ hoãn cái này thức thần thế công. Uyển Oánh, Dương Sách hô to một tiếng, trên mặt đã đổ mồ hôi. Tiếp theo trong nháy mắt, Long Uyển Oánh Tịnh Thế Bạch Linh Long toàn bộ trở về, dùng thần thông chặn cái này lưỡi dài công kích. Trong lúc nhất thời, bạch quang cùng tinh hồng giao phong, đã dẫn phát kịch liệt rung chuyển. May mắn, bởi vì Dương Sách trở ngại, Long Uyển Oánh tránh thoát cái này chí mạng một kiếp. Rầm rầm rầm, Long Uyển Oánh khống chế lấy một đầu Tịnh Thế Bạch Linh Long, xông lên mây xanh, bên người 4 đầu thần long làm bạn. Đôi mắt đẹp của nàng, nhìn lướt qua thời khắc này Lý Vô Song. A, à, Long Uyển Oánh cũng cười một tiếng, nói, không nghĩ ra người cái này thức thần làm sao tới, bất quá. Thật vô cùng thích hợp ngươi, bộ dáng của nó, xấu phải cùng ngươi, không có sai biệt. Lý Vô Song chính nắm Thiên Nguyệt thần ma, 8 cái thức thần nhìn chằm chằm Long Uyển Oánh, lại chợt nghe một câu nói kia. Nàng ngây dại, ngẩng đầu nhìn lên, cái kia tinh hồng áo bào đỏ nữ quỷ, ghê tởm đến cực hạn. Liền bên người quỷ diện Nguyệt thần, cũng không cách nào nhìn thẳng. Nàng nhớ tới vừa rồi trong gương nhìn đến chính mình. Gương mặt kia không đang cùng cái này áo bào đỏ nữ quỷ tương tự sao? Thế nhưng là đã từng, lúc còn trẻ, nàng cũng là khuynh thành nữ tử, thời điểm đó thức thần, đều là cao cao tại thượng tuyệt thế nữ thần. Tối thiểu nhất, sẽ không thua hiện tại Long Uyển Oánh. Thế nhưng là,
mình bây giờ, thành hình dáng ra sao. Trong trí nhớ đã từng, còn có thời khắc này ma chướng, đan xen vào nhau. Loại kia tương phản, để Lý Vô Song nhớ tới cái kia lấy thích vì danh tóc vàng nam nhân, trong lúc nhất thời khí huyết công tâm, cả cá nhân lực lượng rối loạn, ngốc tại chỗ. Một ngụm lớn máu tươi, đột nhiên phun ra. Ngươi! Nàng hung tợn nhìn lấy Long Uyển Oánh, cái kia lớn nhất tinh hồng ác quỷ giống như là dã thú một dạng, muốn hướng về Long Uyển Oánh nhào tới. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, nàng lại sắc mặt trắng bệch, mềm mại quỳ xuống, con mắt đảo một vòng, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Siêu! Thức thần nguyên một đám trở về. Liền cái kia áo bào đỏ nữ quỷ, đều không cam lòng lay lấy, lui về cái kia mặt quỷ kiếp phòng. Ông! Hết thảy bình tĩnh lại. Tình huống như thế nào? Bị ta mắng choáng rồi. Long Uyển Oánh thẻ lưỡi, một mặt không hiểu hỏi. Không phải, lực lượng của nàng không ổn định, hai loại thức thần chi lực tại thể nội xung đột, tăng thêm ngươi vừa mới một câu, khí huyết công tâm, mệnh hồn cũng bị hướng đụng phải. Cho nên lâm vào ngắn ngủi hôn mê, một khi nàng làm theo, khả năng sẽ còn tỉnh lại, đến lúc đó, khả năng so ngay từ đầu còn mạnh hơn. Cái này thức thần thật là đáng sợ. Dương Sách cau mày nói. Cái kia, tranh thủ thời gian trói lại nàng a, thừa dịp nàng hôn mê, nhanh. Long Uyển Oánh nói. Ừm. Dương Sách dùng một đầu màu đen dây thừng, đem một mực trợ giúp. Ta đây chỉ là sơ phẩm cấp 7 trật tự thần binh, đợi nàng tỉnh lại, khả năng khốn không được. Dương Sách nói. Bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Oánh Di, người xác định có thể đối nàng dùng vệ cốt nghĩ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người này, chung quy là không thể giết. Nếu như ngươi muốn không bại lộ phệ cốt nghĩ thủ đoạn này, đến không cho nàng tự mình biết. Phệ cốt nghĩ nhập thể, lại không cho nàng biết, dạng này có thể làm được sao? Chúng ta chỉ muốn lên một cái dự phòng tác dụng, chờ chúng ta dùng nàng đi cải biến Hiên Viên Long Tông bố cục, lại thả nàng. Long Uyển Oánh nói, có thể, phệ cốt nghĩ có thể đi vào ít một chút, chừng 100.000, còn có thể ẩn tàng ở, ngụy trang thành xương cốt, bình thường chỉ cần không loạn động, nàng hẳn là sẽ không phát giác. Đương nhiên, phát hiện cũng sẽ không muốn nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Nói thật, đối Lý Vô Song dùng thủ đoạn này, thật cần rất lớn đảm lượng. Bọn họ cũng chỉ là nghĩ, làm một cái bảo hiểm. Tiếp đó, bọn họ khẳng định sẽ dùng càng nhiều biện pháp, thủ đoạn đều xuất hiện, muốn triệt để vây chết nàng. Việc này không cần Lý Thiên Mệnh động thủ. Hiện tại nàng hôn mê, đối với loại này cường giả tới nói. Hôn mê là một loại vô cùng nghiêm trọng mất đi thần trí trạng thái, đối thân thể cơ hồ không có chi giác. Hiện tại giết nàng, đều là dễ như trở bàn tay. Long Uyển Oánh nằm mộng cũng nhớ giết nàng. Nàng ở một bên nắm chặt quyền đầu, vô số lần hít sâu, chính là muốn kháng cự sát niệm. Bởi vì, bọn họ cần phải dùng Lý Vô Song cứu người. Phụ cận ngân trần, ngay tại tự động hóa làm phệ cốt nghĩ, tràn vào Lý Vô Song xương cốt bên trong. Vì ngăn ngừa động tính quá lớn, lần này là lặng yên đi vào, cần thời gian hao phí rất dài. Cuối cùng núp ở bên trong, đại khái chỉ có 70.000 hai bên, khả năng hiệu quả sẽ không quá tốt. Ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, Dương Sách nói. Thiên Mệnh, Thanh Vân Thần Mộc bên này ra sao? Long Uyển Oánh hỏi. Nhanh! Lý Thiên Mệnh còn đang toàn lực bảo hộ lấy Tiên Tiên. Có thể nhìn đến, hiện tại Thanh Vân Thần Mộc cơ hồ có một nửa. Đã khôi phục xanh biếc, khôi phục lúc đầu sinh cơ. Còn lại huyết oán, đều tụ tập tại Lý Thiên Mệnh chung quanh đây. Khả năng còn phải một canh giờ. Hy vọng đoạn thời gian này, không muốn phát sinh những biến cố khác. Vân Thiên Khuyết cùng cổ kiếm Thanh Sương vốn là chính dẫn người đến, thật không nghĩ đến Lý Vô Song sẽ tự mình hôn mê, bọn họ liền đem người mang về. Thời gian trôi qua, hai người bọn họ trong khoảng thời gian này, thì dùng hết thủ đoạn. Đi phong cấm Lý Vô Song lực lượng. Tiên Tiên, không có vấn đề a? Lý Thiên Mệnh ôm trong ngực linh thể của nó, nhẹ giọng hỏi. Ừm, đau đầu đâu, ta chịu đựng, đem những này xấu xa đồ vật, đều cho xua tan. Nàng nói chuyện giống như là mộng nghệ, thần chí cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra không nóng nảy. Tốt, có vấn đề tùy thời cùng ta nói. Ừm, Lý Thiên Mệnh cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Đúng vào lúc này. Ánh mắt của hắn ánh mắt xéo qua, chợt nhìn thấy khởi nguyên thế giới thụ phía trên, cái kia thuộc về Khương Phi Linh này đóa hoa. Ừm, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, này đóa hoa vậy mà cũng đang hấp thu huyết oán. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, dò hỏi,
Tiên Tiên, Linh Nhi bên kia chuyện gì xảy ra? Không biết a, Tiên Tiên mơ hồ nói. Đúng vào lúc này, cái kia một đóa màu lam nhạt hoa, quả thực giống như là một cái vòng xoáy một dạng, lấy so Tiên Tiên phải nhanh hơn gấp trăm lần tốc độ, điên cuồng hút vào huyết oán. Cái này dẫn đến Thanh Vân Thần Mộc phía trên huyết oán, lấy trên trăm lần tốc độ biến mất, không có thông hướng Thánh Quang Thủy Tiên, mà chính là đều bị Khương Phi Linh này đóa hoa nuốt. Tiên Tiên, nhanh cắt ra. Lý Thiên Mệnh có ý tứ là, để Tiên Tiên đem khởi nguyên thế giới thụ sợi rễ, lập tức theo Thanh Vân Thần Mộc phía trên rút ra, dùng cái này đánh gãy đây hết thảy. Này đóa hoa cũng là Khương Phi Linh, để cho nàng nuốt vào đi như vậy huyết oán, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng sẽ hủy nàng. Không được, ô ô, không nhổ ra được. Tiên Tiên lập tức thì gấp khóc. Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác được nó bất lực, thời khắc này khởi nguyên thế giới thụ, giống như đều không tại nó trưởng khống dưới, này đóa hoa hút vào tốc độ quá nhanh. Mà lại là càng lúc càng nhanh. Siêu siêu siêu. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thư thái, mà một nhiều hơn phân nửa huyết oán, lấy tốc độ khủng khiếp tràn vào cái kia cạn đóa hoa màu xanh lam bên trong. Thẳng đến đem đóa hoa này, triệt để nhuộm thành đỏ như máu. Phốc phốc phốc. Cho đến lúc này, Tiên Tiên mới toàn bộ nhổ xong sợi rễ. Nhưng đã chậm. Thanh Vân Thần Mộc phía trên, đã không có huyết oán. Khởi nguyên thế giới thụ phía trên cũng không có. Cái kia xâm chiếm nửa cái đại lục huyết oán, hiện tại toàn bộ hội tụ tại Khương Phi Linh biến thành cái này một đóa hoa bên trong. Xì xì. Đóa hoa này, đã kinh biến đến mức đỏ tươi. Thậm chí, kiều diễm ướt át. Non đạt được huyết. Cái kia cánh hoa tựa như là một mặt quỷ quyệt lại xinh đẹp mặt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh đứng tại đóa hoa này trước, toàn thân đã cứng ngắc. Đây là trong cuộc đời, làm người ta sợ hãi nhất biến cố. Cứ như vậy, bỗng nhiên phát sinh. Khởi nguyên thế giới thụ rơi trên mặt đất, cắm rễ ở trong đất bùn, Tiên Tiên ngoại trừ hơi có chút mỏi mệt bên ngoài, trên cơ bản bình yên vô sự. Nó cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, vây quanh ở Khương Phi Linh đóa hoa này bên cạnh, hoa dung thất sắc. Tại sao có thể như vậy? Sao lại thế? Nó cái kia linh thể tiến lên, muốn ôm chặt đóa hoa này. Nhưng vừa vặn tới gần, cái kia nồng đậm huyết oán thì tiêu tán mà ra, biến thành một cái huyết sắc quỷ ảnh, đụng vào nó trên thân. Không ngừng đưa nó đánh lui lại. Còn tại xâm nhiễm thân thể của nó. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt khẽ run, tiến lên hai bộ. Vừa mới thân thủ, cái kia ngập trời huyết oán thì cuốn tới, hóa thành máu tanh phong bạo. Một chút đụng chạm, quanh thân huyết nhục đều có thể hư thối, héo rút, sinh ra kịch liệt đau nhức. Đây là uy hiếp chí mạng. Nghe được ta nói chuyện sao? Lý Thiên Mệnh gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Lồng ngực như lửa thiêu đốt. Hết thảy trước mắt, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Linh Nhi. Hắn lại lần nữa tới gần nơi này một đóa huyết tinh bao phủ bông hoa, cái kia huyết oán phun lên thân thể của hắn, loại kia táo bạo, âm trầm lực lượng, cơ hồ đem thân thể xé rách. Nếu như hắn không có thần hồn tháp tọa chấn, sợ là liền mệnh hồn, đều lại nhận máu này oán niệm ảnh hưởng. Có thể nghe được sao? Thanh âm hắn đều khàn khàn, một đôi tròng mắt cơ hồ nứt ra. Giờ phút này hắn lâm vào trong sự sợ hãi. Liền sợ tiếp theo trong nháy mắt, huyết oán liền sẽ đem nàng xé rách, từ đó tan thành mây khói. Mất đi nàng, này sẽ là vĩnh sinh ác mộng. Hắn cái gì đều không để ý tới, ra sức vò tới bên cạnh nàng. Chung quanh huyết oán như hải dương một dạng đem chìm ngập. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tầng ngoài da thịt đều đã hư thối. Huyết oán theo tai mắt mũi miệng lỗ chân lông tràn vào thân thể, đem nguyên một đám giới tử phá hư. Kịch liệt đau nhức bao phủ toàn thân, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng. Thiên Mệnh, Long Uyển oánh kinh hãi, vội vàng xông vào huyết oán bên trong, đem Lý Thiên Mệnh cứ thế mà cho hắn đi ra. Oánh gì, nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Lý Thiên Mệnh giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, chết bắt lấy cánh tay của nàng. Ta! Long Uyển oánh mắt lộ ra ngượng nghịu. Nói thật, nàng là thật không biết, hiện tại đây là cái gì tình huống. Tiên Tiên, còn có thể đem huyết oán nuốt trở lại tới sao? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Càng là thời khắc thế này, hắn càng là minh bạch, mình không thể mất lý trí. Long Uyển oánh xác thực giúp không được gì, cái này không thể trách nàng. Ta thử một chút. Tiên Tiên khẩn cấp phía dưới, bất đắc dĩ vận dụng tất cả thủ đoạn đi nếm thử. Dù sao,
Khương Phi Linh tại trên người của nàng. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xông đi vào, không để ý sinh tử, bàn tay của hắn rốt cục tiếp xúc đến cái kia huyết sắc cánh hoa. Đụng chạm một cái kia nháy mắt, hắn tựa như là cầm một cái mềm mại tay. Đó là Khương Phi Linh nhiệt độ, là Lý Thiên Mệnh quen thuộc xúc cảm. Linh Nhi, đừng sợ, ta tại bên cạnh ngươi, chúng ta cùng một chỗ ngăn cản, cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh cái gì đều không để ý tới, trực tiếp giang hai cánh tay, ôm lấy cái này một đóa cũng không lớn hoa, tựa như là cầm giữ nàng vào lòng. Ây! Huyết oán như kịch độc xâm lấn thân thể. Loại này hủy diệt, dù là Thanh Linh Tháp đều không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh toàn thân nổi gân xanh, đau đến run rẩy. Hắn không biết mình ôm lấy nàng, có thể có cái gì tác dụng. Hắn chỉ có thể hy vọng, nàng có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Nói như vậy, liền xem như nghịch thiên đoạt mệnh, đều sẽ có càng lớn dũng khí. Khác vứt bỏ ta, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh dán tại trên mặt cánh hoa, tại thảm liệt trong thống khổ, dùng hết toàn lực nói ra một câu nói kia. Quá khứ hết thảy xông lên đầu. 16 tuổi cùng mình đi xa thiên nhai. Thượng cổ thần táng sinh tử gắn bó. Thái cực phong hồ tương tư tưởng niệm. Càng tại nguyệt hạch bên trong, lấy dị độ chi thẳng, lẫn nhau sinh tử liên lụy. Người chịu đựng trăm lần vĩnh sinh niết bàn, mới sống tiếp được, tuyệt đối không thể thua tại thời khắc này. Ngươi là mệnh của ta, Linh Nhi. Thống khổ thời khắc, hai tay cùng gương mặt, nhưng thủy chung tại trên mặt cánh hoa. Xì xì xì. Huyết oán giống như là ngàn đao bầm thây, chậm rãi xé rách hắn, phá hủy hắn hết thảy. Ong ong ong. Càng rất nhiều máu oán niệm, tại hoa này bên trong khuấy động, giống như là hóa thành hải dương, giấu tại đóa hoa này bên trong. Lý Thiên Mệnh biết. Nàng nghe được, cảm thụ được. Giờ phút này, bọn họ tựa như là loại cây một dạng lẫn nhau ôm ấp, chăm chú giúp vào với nhau. Lý Thiên Mệnh quyết tâm, nóng rực mà chân thành thích, nàng đều có thể cảm nhận được. Xì xì. Theo Lý Thiên Mệnh trên thân nhỏ xuống huyết thủy, dung nhập bông hoa bên trong. Tí tách, tí tách. Đây là huyết mạch giao dung, vạn thế tình kết sao tâm lý phức tạp. Ông. Bỗng nhiên, những cái kia còn sót lại bên ngoài huyết oán, bị Lý Thiên Mệnh trong ngực đóa hoa này, hút thu vào. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh bên người huyết oán, đã không còn sót lại chút gì. Tất cả huyết oán, triệt triệt để, tiến vào Khương Phi Linh biến thành bông hoa bên trong. Đóa hoa này hấp thu huyết quang, giống như là triệt để tiêu hóa một dạng, thẳng đến sau cùng, liền trên đóa hoa đỏ tươi đều chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại có một số màu đỏ tươi yêu diễm tô điểm. Hoa chủ thể, vẫn là màu lam nhạt. Hô! Hết thảy lắng xuống. Lý Thiên Mệnh trong ngực, đóa hoa này vẫn là như trước kia một dạng nở rộ, cơ hồ chạy đến lớn nhất, vẫn là thơm như vậy vị xông vào mũi. Tựa như là Khương Phi Linh mùi thơm cơ thể, vẫn làm cho người mê say. Chỉ là loại mùi thơm này bên trong, một chút thêm một chút càng say lòng người nguyên tố, để cho nàng tại tươi mát trong tự nhiên, nhiều một chút tính nguy hiểm. Dọa một chút, Lý Thiên Mệnh trùng điệp thở hổn hển. Trên thân huyết oán tạo thành thương thế, có Thanh Linh Tháp thủ hộ, tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục. Đây đều là vết thương da thịt, tạm thời không ảnh hưởng căn bản. Dù sao, thần hồn của hắn cũng không có bị huyết oán ảnh hưởng. Hắn ngơ ngác nhìn trong ngực hoa. Nó tựa như là một cái nữ hài, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó co quắp tại trong ngực của mình, dùng mê say nụ cười, mơ hồ nhìn thoáng qua chính mình, an lòng về sau, liền ngủ thật say. Tiểu Lý Tử, nàng ra sao? Tiên Tiên trừng to mắt, sâu kín hỏi. Lý Thiên Mệnh tay cầm, có thể đụng chạm đến tim đập của nàng, tựa hồ phá lệ sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Sinh mệnh lực của nàng, giống như so trước kia mạnh hơn. Nói ra câu nói này, Lý Thiên Mệnh có loại mệt lạ cảm giác. Có lẽ, nàng lại vượt qua một đạo kiếp nạn. Tuy nhiên vẫn là không có triệt triệt để, trở lại bên cạnh mình. Có thể, theo mình ôm lấy đóa hoa này cảm giác đến xem, hắn chỗ chờ đợi, khát vọng thời gian, giống như không xa. Lý Thiên Mệnh biết, những cái kia huyết oán, cũng không có biến mất. Nó chỉ là bị hấp thu. Bây giờ còn ở lại chỗ này đóa hoa bên trong. Bọn họ cuối cùng sẽ dẫn phát biến hóa gì, tạm thời vẫn là ẩn số. Liền xem như giờ phút này, còn có một đạo đạo huyết quang, tại trên mặt cánh hoa du tẩu. Chỉ có Khương Phi Linh dùng nàng ôn nhu, nói cho Lý Thiên Mệnh, nàng không có việc gì. Quá tốt rồi, ô ô, ta kém chút cho là ta muốn mất đi nàng.
Tiên Tiên lại ở một bên lạch cạch rơi suy nghĩ nước mắt. Ta cũng vậy, ta kém chút coi là, ta chân tàng mấy trăm, khoái lạc tiểu cầu, muốn lãng phí. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Thứ đồ gì, Tiên Tiên mơ hồ hỏi. Không có, a. Lý Thiên Mệnh hét thảm một tiếng. Lại là không biết chỗ đó xuất hiện hai cái gai nhọn, đâm tại trên bụng của hắn. Cẩn thận cô nương, khác cắm đến thận. Lý Thiên Mệnh nhìn hằm hằm trước mắt đóa hoa này. Lý Thiên Mệnh vẫn là lo lắng tình huống của nàng, cho nên mới về kiểm tra thật lâu. Khương Phi Linh cũng cho hắn một số phản hồi. Thẳng đến hắn liên tục xác nhận, giống như tạm thời không có vấn đề, hắn mới một chút đem chú ý lực, theo Khương Phi Linh trên thân rời. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu thanh vân thần mộc, xanh tươi tốt. Chịu đựng huyết oán tra tấn, nó tựa hồ cũng nghênh đón tân sinh, một chút cũng không có giải yếu dấu vết, ngược lại càng thêm cường tráng. Vô số cành, lá cây đều, tươi cười rạng rỡ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Vạn vật tân sinh. Chiến trường mùi máu tươi, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là thảo mộc hương hoa, tràn ngập khắp nơi. Mây hồng quang mang, theo lá cây trong khe hở rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới tựa như là rừng rậm tiên cảnh, mỹ diệu vô song. Không ngoài dự liệu, những cái kia phong bế tại thành trấn, thần thành thủ hộ kết giới bên trong thanh vân dân chúng. Cũng đã đi ra, mừng rỡ, hưng phấn nghênh đón thanh vân thần mộc tân sinh. Sống sót sau tai nạn, tất có hậu phúc. Là Lý Thiên Mệnh mang theo hắn cộng sinh thú, còn có mang đi đại lượng huyết oán Khương Phi Linh, giải cứu hết thảy. Một cái chiến loạn đại lục, quay về an bình. Lần này, thanh vân trong đại lục, trật tự thiên tộc cùng Thái Dương Vạn Tông, cơ hồ tương đương tại ở chỗ này đánh nhất chiến. Bây giờ, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải vây cánh diệt, thiên thần kiếm tông chạy. Thảo mộc thần linh cũng hái xong. Như vậy, khối đại lục này, cũng coi như lại thấy ánh mặt trời. Duy nhất tung tích không rõ, khả năng cũng là, loại cây. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Tiểu Lý Tử, ngốc đại cá tử có lễ vật muốn tặng cho ngươi, muốn hồi báo chúng ta ân cứu mạng. Lý Thiên Mệnh mới vừa cùng Long Uyển Oánh, Dương Sách hội tụ, Tiên Tiên thì vui vẻ nói. Ngốc đại cá tử, ai vậy? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Khởi nguyên thế giới thụ phía trên tất cả nhánh cây, ào 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 chỉ hướng thanh vân thần mộc. Lý Thiên Mệnh phục, Tiên Tiên thì thích cho người ta thủ ngoại hiệu, mấu chốt là một cái so một cái đất. Lễ vật gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chính ngươi nhìn. Lời nói âm vừa hạ xuống xong, trên trời liền có hào quang màu xanh lục rơi xuống, ở trước mắt phát sáng giao thoa. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu thời điểm, bất ngờ nhìn đến nguyên một đám lẫn nhau ôm bóng người, rơi vào trước mắt của hắn. Cùng nhau tối thiểu có hơn 60 người. Nhưng hắn tập trung nhìn vào, phát hiện đó cũng không phải người, mà chính là hình người trái cây. Bọn họ mùi thơm nồng đậm, hàm ý sâu xa, lại đã thoát ly thanh vân thần mộc. Điều này nói rõ, bọn họ đã triệt để thành thục. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng là loại cây. Một chút đếm một chút, Lý Thiên Mệnh phát hiện vừa tốt có 35 đúng, không nhiều không ít. Trừ bỏ bị Lý Vô Song hủy đi một đôi. Toàn bộ đều ở nơi này. Cái này, nó nói thế nào? Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ hỏi. Trên thực tế, hắn đều hoàn toàn không hiểu rõ, cây này loại có làm được cái gì. Bọn họ là thanh vân thần một con nhỏ trạng thái, về sau sẽ từ từ lớn lên, một ngày nào đó, sẽ trưởng thành vì mới thanh vân thần mộc. Cho nên nó nói, đây là đưa lễ vật cho ngươi, cũng là nó một điều thỉnh cầu. Nếu như các ngươi bảo hộ bọn chúng bình an, tìm tới thích hợp trồng trọt chi địa, che chở bọn họ trưởng thành, một ngày nào đó, bọn họ thì sẽ trở thành 35 gốc thanh vân thần mộc. Mỗi một gốc thanh vân thần mộc, đều có thể giống như nó, đem địa phương hằng tinh nguyên hiệu quả và lợi ích, phóng đại gấp bội, sản xuất vô số thảo mộc thần linh. Tiên Tiên nói ra, ta đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói trắng ra là, đây là một loại cả hai cùng có lợi. Thanh vân thần mộc cần phải có người, có thể trợ giúp, che chở con của nó trưởng thành. Sau khi lớn lên, bọn họ cũng có thể tặng lại Lý Thiên Mệnh. Về phần tại sao lựa chọn Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên cùng hôm nay phát sinh hết thảy có quan hệ. Lý Thiên Mệnh mặc dù chỉ là cái tiểu bối, nhưng lại đạt được thanh vân thần mộc tín nhiệm. Nó nói nó biết, những cái kia trải rộng thân thể nó côn trùng, là ngươi một bộ phận. Nó còn nói, ngươi về sau nhất định sẽ là cái cường đại người, 35 khỏa thanh vân thần mộc, có thể trợ giúp ngươi kiến tạo một cái vô cùng vũ trụ đế quốc. Tiên Tiên kiêu ngạo nói,
dù sao Lý Thiên Mệnh cường đại, cùng hắn có quan hệ. Tốt! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vội vàng hướng Thanh Vân Thần Mộc bái. Lòng hắn chịu bành trướng, nói, Thần Mộc Lão Tổ Tông, vãn bối nhất định cẩn thận che chở bọn chúng trưởng thành, để chúng nó bình an không lo, để cho các ngươi nhất tộc, có thể ngọn nguồn lưu truyền, truyền thừa muôn đời. Ô ô! Đây là Thanh Vân Thần Mộc đáp lại. Mỗi một chiếc lá, đều tại rung động. Nhưng là lần này, cũng không phải là rên rỉ, mà là một loại cảm kích. Theo trong thanh âm, có thể nghe được nó đối Lý Thiên Mệnh khen ngợi. Vì sao khen ngợi? Đó là bởi vì, Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng, Thanh Vân Thần Mộc vì cái gì đối loại cây coi trọng như thế. Nguyên nhân là, bọn họ nhất tộc số lượng, tại thiên địa vũ trụ khẳng định không coi là nhiều. Nói không chừng, đây chính là dòng độc đinh. Đối loại này đặc thù siêu cấp sinh mệnh tới nói, truyền thừa, sinh sôi, để thị tộc kiên trì, mới là cả một đời trọng yếu nhất sứ mệnh. Đối Thanh Vân Thần Mộc tới nói, đây là lớn nhất chuyện trọng yếu nhất. Lý Thiên Mệnh trong lời nói nâng lên truyền thừa muôn đời, đây là Thanh Vân Thần Mộc mộng tưởng. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh hiểu nó đương nhiên minh bạch, nó nhờ vả giao người, đáng giá tín nhiệm. Có điều, Thần Mộc Lão Tổ Tông, bọn họ đều vẫn là loại cây. Ta cần muốn làm thế nào, mới có thể để cho bọn họ trưởng thành đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thanh Vân Thần Mộc sẽ không nói chuyện, cần Tiên Tiên cùng nó giao lưu. Qua một hồi lâu, Tiên Tiên mới khoanh tay, trở về đối Lý Thiên Mệnh nói, Ngốc Đại Cá Tử nói, bọn chúng loại cây hình thái, duy nhất cần cũng là hấp thu hằng tinh nguyên, ngươi chỉ cần đem bọn nó đặt ở một cái có thể hấp thu hằng tinh nguyên địa phương, cam đoan an toàn của bọn nó là có thể, bởi vì bọn họ trên bản chất là phi thường yếu ớt. Hiểu. Nếu là sinh mệnh, cái kia liền không thể thời gian dài đặt ở tu di giới chỉ bên trong, tùy thân mang theo. Trước mắt, khả năng đến đặt ở Thanh Hồn Kiếm Phong, hoặc là Hiên Viên Long Tông này địa phương, cần phải có chuyên gia bảo hộ. Còn chưa nói xong đâu. Tiên Tiên hét lên. Vậy ngươi ngược lại là nói a? Lý Thiên Mệnh nói. Cát, ngươi hãy nghe cho kỹ, phía dưới quan trọng hơn. Tiên Tiên trợn mắt một cái, lại hắng giọng một cái, nói. Nó nói, con của nó tại nảy mầm trước đó loại cây hình thái, cũng không phải là không còn gì khác, bọn họ bởi vì có thể chứa đựng siêu cấp đại lượng hằng tinh nguyên, cho nên thường xuyên bị dùng để làm tinh hải thần hạm, thay thế hằng tinh nguyên. Nhớ ngày đó, Ngốc Đại Cá Tử tại vẫn là một cái loại cây thời điểm, cũng là làm cái nào đó tinh hải thần hạm, thay thế hằng tinh nguyên, nó hấp thu đại lượng hằng tinh nguyên lực lượng, chứa đựng thể nội, chậm chạp phóng thích có thể vì tinh hải thần hạm sử dụng, cũng có thể cung cấp trình độ nhất định tu luyện. Bọn họ loại cây loại này, thay thế hằng tinh nguyên, cùng Thái Dương Thần Cung loại kia, cỡ nhỏ hằng tinh nguyên, so sánh, khác nhau ở chỗ, bọn họ thuộc về, thực vật năng lượng, phóng thích tương đối chậm, không thể thỏa mãn, tinh hải thần hạm, thủ hộ kết giới, trong nháy mắt bạo phát lực sát thương yêu cầu, không có cách nào cùng Thái Dương Thần Cung như thế tiến công, nhưng là, lại có thể thỏa mãn tinh hải thần hạm tại thiên địa vũ trụ cao tốc vận chuyển yêu cầu. Một khi loại cây bên trong hằng tinh nguyên sử dụng xong, hạ xuống hằng tinh nguyên thế giới. Tiếp tục bổ sung năng lượng, là được rồi. Hết thảy 35 đối loại cây, nếu như tại trật tự chi địa bổ sung năng lượng hoàn tất, đoán chừng có thể khởi động Cửu Long Đế Táng. Cửu Long Đế Táng, cũng là một chiếc tinh hải thần hạm, mà lại khuyết thiếu hằng tinh nguyên lực lượng. Thanh Vân Thần Mộc, biết ta có Cửu Long Đế Táng. Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Không biết a, là người ta nói. Tiên Tiên thẹn thùng nói. Một đoạn này lời nói. Nghe được Lý Thiên Mệnh gọi thẳng sinh mệnh chi thần kỳ. Người ta trật tự thiên tộc Thái Dương Thần Cung, sử dụng hai cái, nguyệt tinh nguyên, áp xúc có thể thành, cỡ nhỏ hằng tinh nguyên, có thể mà con thoi thiên địa vũ trụ, còn có thể cung cấp thường ngày tu luyện nhu cầu. Kết quả, cái này Thanh Vân Thần Mộc loại cây, tại nảy mầm trước hấp thu lượng cực kỳ lớn hằng tinh nguyên đồng thời, còn có thể chậm chạp phóng thích, 35 đối tụ cùng một chỗ, vậy mà có thể làm cho tinh hải thần hạm tại trật tự tinh không vận chuyển. Cũng có thể cung cấp tu luyện. Cái này thực sự quá thần kỳ. Cái này cần hấp thu bao nhiêu hằng tinh nguyên a? Tối thiểu nhất, cái lượng này cấp, không là nhân thể hấp thu hằng tinh nguyên số lượng, chỗ có thể so sánh. Về căn bản ở chỗ, người hoặc là cộng sinh thú, thậm chí là thức thần, đang hấp thu hằng tinh nguyên về sau, đều cần đem chuyển hóa thành vì lực lượng của mình, chính mình khống chế. Mà Thanh Vân Thần Mộc loại cây, cũng không có chuyển hóa quá trình này. Nó tựa như là một cái hạn mức cao nhất rất lớn chứ tồn khí, hấp thu chậm, phóng thích đến cũng chậm. Bọn họ không có cách nào dùng cái này hằng tinh nguyên lực lượng chiến đấu,
cho nên, liền xem như trưởng thành lớn như vậy Thanh Vân Thần Mộc, trên bản chất đều là yếu ớt. Nói trắng ra là, như là người khác đạt được loại cây, ở tại mọc rễ nảy mầm trước đó, căn bản vô dụng. Nhiều lắm là giống Thanh Vân Đại Lục loại tình huống này, có thể cầm loại cây, đi địa phương khác trộm một số hằng tinh nguyên. Nhưng, muốn thỏa mãn ngàn tỷ người tu hành, vậy cũng không có khả năng. Trùng hợp, Lý Thiên Mệnh nắm giữ Cửu Long Đế Táng. Đa tạ thần mộc lão tổ tông, ta nhất định sắp xếp cẩn thận bọn họ. Lý Thiên Mệnh lần nữa cảm tạ. Hắn cùng Tiên Tiên lần nói chuyện này, là không có giấu giếm Long Uyển Oánh cùng Dương Sách. Sau khi nghe xong, Long Uyển Oánh một mặt đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, có chút quay cuồng nói, Thiên Mệnh, các ngươi nói đây là ý gì a? Cửu Long Đế Táng chẳng lẽ cũng là một chiếc tinh hải thần hạm, còn trong tay ngươi? Đúng vậy, Oánh Di, đây là ta tại Vô Thiên Chi Chiến thu hoạch lớn nhất, Cửu Long Đế Tôn đem Cửu Long Đế Táng đưa cho ta, mà lại, nó bản thân liền là một chiếc không có cỡ nhỏ hằng tinh nguyên tinh hải thần hạm. Đương nhiên, ta hiện tại cũng chỉ có thể trưởng khống nó một bộ phận. Lý Thiên Mệnh nói, ông trời ơi, sẽ không phải ngươi mới là Cửu Long Đế Tôn dòng chính hậu nhân a? Long Uyển Oánh dở khóc dở cười nói. Không thể nói như thế, có thể được đến đế tôn tán thành, cá nhân mị lực cũng là không thể lấy được thiếu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Kéo. Long Uyển Oánh trợn trắng mắt. Nàng và Dương Sách liếc nhau một cái, trong lòng vẫn là thật lâu không thể nhẹ nhõm. Thiên Mệnh, chỉ có ngươi có thể khống chế Cửu Long Đế Táng mở ra cùng đóng lại, người khác còn không thể nào vào được, đúng không? Long Uyển Oánh hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chống trận, Long Côn, đều trên tay hắn đây. Cái kia liền trực tiếp đem tất cả loại cây, chuyển rời đến Cửu Long Đế Táng bên kia đi. Cửu Long Đế Táng ngay tại Vô Thiên Chi Cảnh. Vô Thiên Chi Cảnh bên trong là hằng tinh nguyên nồng nặc nhất địa phương, hút thu lại nhanh nhất, mà lại không ai có thể vào, vậy liền tuyệt đối an toàn, còn đã giảm bớt đi bảo hộ loại cây nhân lực. Long Uyển Oánh nói. Ngốc đại cá tử cũng là nói như vậy. Tiên Tiên nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Những thứ này loại cây quý giá như thế, tiềm lực vô cùng, còn đại biểu cho Thanh Vân Thần Mộc tâm nguyện, phạm sai lầm không được. Mang theo trên người, ngược lại dễ dàng ra chuyện. Lý Thiên Mệnh trước đem cái này 35 đối loại cây, tạm thời cất vào tu di giới chỉ. Bọn họ có sinh mệnh đặc tính, cũng có không phải sinh mệnh đặc thù. Lưu tại tu di giới chỉ bên trong, không bắt đầu hấp thu hằng tinh nguyên thời điểm, bọn họ cũng là phổ thông hạt giống. Có điều, bọn họ không có thể trường kỳ ngủ đông, ta giống như đến sớm một chút đi Vô Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, chúng ta ép buộc Lý Vô Song, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, cũng phải tranh thủ thời gian trở về Hiên Viên Long Tông. Hiên Viên Long Tông tới gần mặt trời Nam Cực, chúng ta trước tiên có thể đưa ngươi đưa đến Vô Thiên Chi Cảnh, cất kỹ loại cây, sau đó ngươi lại về Thanh Hồn Điện. Long Uyển Oánh dự định nói. Nhằm vào Long Uyển Oánh an bài. Lý Thiên Mệnh lại rơi vào trong trầm tư. Thế nào Thiên Mệnh, có dị nghị? Long Uyển Oánh cẩn thận hỏi. Oánh Di, Thanh Vân Đại Lục bên này, tất cả thảo mộc thần linh, trên cơ bản đều tại Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện kết giới bảo hộ bên trong, không dễ dàng bị cướp. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải lần này thụ trọng thương, bọn họ nếu là muốn báo thù, hàng đầu mục tiêu hẳn là Thiên Thần Kiếm Tông. Mà Thiên Thần Kiếm Tông bên này, cũng không có tiến công Vân Thượng Tiên Cung lý do. Cho nên Vân Thượng Tiên Cung, tạm thời không có chuyện làm. Lại nhìn hiện tại Thanh Hồn Điện, có chúng ta chống đỡ, bọn họ cũng so trước kia kiên cường rất nhiều, kinh lịch Thanh Vân Thần Mộc lần này đại biến, Thanh Hồn Điện hoàn toàn có thể có lý do, cùng Vân Thượng Tiên Cung một dạng, xuất ra quyết tâm, thể sống chết thủ vệ hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh, lại thêm loại cây đã có thuộc về. Kể từ đó, Thanh Vân Đại Lục mầm tai vạ, cơ hồ tính toán kết thúc, mục tiêu của chúng ta, cũng tiếp cận hoàn thành. Thanh Vân nhất thống, thảo mộc thần linh, loại cây, toàn trên tay. Lý Thiên Mệnh vẫn nắm trong tay, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục tầm mắt. Xâm lấn hai phe thế lực, tạm thời đều thối lui ra khỏi Thanh Vân. Thiên Mệnh, người nói đúng, tiếp đó, nếu như chúng ta đem chiến hỏa dẫn hướng Hiên Viên Long Tông, Thanh Vân sẽ càng thêm an toàn, Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, cũng có thể dựa vào thảo mộc thần linh, nhanh chóng phát triển. Cái này cùng ngươi ngay từ đầu mong muốn, hoàn toàn phù hợp. Long Uyển Oánh nói, đúng, hiện tại, ngươi chính là Thanh Vân Đại Lục Chi Vương. Dương Sách nói, không dám nhận, chủ yếu vẫn là muốn làm cho tất cả mọi người, đều dễ chịu một số. Lý Thiên Mệnh nói, tối thiểu nhất, bọn họ làm được.
Hiện tại Thanh Vân Đại Lục, Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện làm trở về chủ nhân. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên khống chế hết thảy, có thể ngoại trừ Thanh Vân Thần Mộc biếu tặng, hắn hoàn toàn không nhúc nhích, cái kia cùng nhau tiếp gần chục tỷ thảo mộc thần linh. Toàn bộ để lại cho Thanh Vân. Hiện tại thân phận của hắn, còn không thể bại lộ. Có thể một ngày nào đó, hắn sẽ lấy nơi này làm căn cơ, thành lập chính mình Thiên Mệnh Hoàng Triều. Thiên Mệnh, người nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn rời đi Thanh Vân Đại Lục sao? Long Uyển Oánh nhẹ giọng hỏi. Vẫn là Oánh Di hiểu ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đã làm xong, liền muốn đạp về cái kế tiếp chiến trường. Long Uyển Oánh bọn họ mang theo Lý Vô Song trở về, không thể nghi ngờ sẽ để cho Hiên Viên Long Tông, biến thành cái kế tiếp chiến tranh vòng xoáy. Bất quá, lần này Lý Thiên Mệnh không phải chạy chiến tranh đi. Ngươi không thể đi Hiên Viên Long Tông, quá nguy hiểm. Long Uyển Oánh cau mày nói. Oánh Di, không nói gạt ngươi, vừa mới ngân trần nghe được các ngươi trò chuyện, các ngươi nâng lên, Cửu Nguyệt Thần Nữ, sẽ đi Hiên Viên Long Tông, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Long Uyển Oánh cùng Dương Sách đều gật đầu. Các ngươi hẳn phải biết, cái gọi là Cửu Nguyệt Thần Nữ, nàng là gần nhất mới xuất hiện tại Trật Tự Thiên Tộc. Trật Tự Thiên Tộc đối ngoại tuyên bố, nàng là đế tôn tư sinh nữ, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Đúng. Long Uyển Oánh gật đầu. Có một số việc, ta tạm thời nói không rõ ràng, nhưng là... Cửu Nguyệt Thần Nữ Lý Khinh Ngữ, nàng nhưng thật ra là muội muội ta. Chúng ta huynh muội đều cùng đế tôn, không hề có một chút quan hệ. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Cái gì? Long Uyển Oánh cùng Dương Sách đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn họ lần này triệt để đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Không thể nào, nàng là thức thần tu luyện giả, ngươi là ngự thú sư. Long Uyển Oánh mở to hai mắt, môi đỏ khẽ nhếch, không ngừng lắc đầu. Không đúng, Cửu Nguyệt Thần Nữ không chỉ là thức thần tu luyện giả, nàng vẫn là cái ngự thú sư. Đế tôn đối ngoại tuyên bố, nàng là thiên cổ đến nay, cái thứ nhất thức thần tu luyện giả cùng ngự thú sư sinh ra hài tử. Bình thường tới nói, ngự thú sư cùng thức thần tu luyện giả, là không sinh ra hài tử. Coi như lần đầu tiên sinh ra, cũng sẽ không kế thừa song phương hệ thống tu luyện. Chẳng lẽ, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách, khó có thể tin nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cho tới bây giờ, Lý Thiên Mệnh cũng không có ở trước mặt bọn hắn, bày ra qua thức thần thủ đoạn. Đây là bí mật của ta không có cách nào lại nói, ta chỉ cần hai vị tin tưởng, Cửu Nguyệt Thần Nữ là muội muội ta sự thật này. Cho nên, nàng đi Hiên Viên Long Tông, chính là vì tìm chúng ta phải đi gặp nàng. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Không sao Thiên Mệnh, chúng ta biết ngươi thân thế phức tạp, tuyệt đối không chỉ là Giang Thanh Lưu nuôi lớn hài tử. Ngươi có thể cùng chúng ta lộ ra nhiều như vậy, đã nói lên ngươi đầy đủ tin tưởng chúng ta. Còn lại, không tiện nhiều lời cũng không quan hệ, mặc kệ cái gì, Oánh Di đều hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi. Long Uyển Oánh chân thành nói. Ừm, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đương nhiên tin tưởng hai vị này. Đến thời khắc này đến, đây đều là quá mệnh giao tình. Lý Thiên Mệnh xưa nay sẽ không quên, hắn đến Trật Tự chi địa mục đích duy nhất. Cái kia chính là, chấp hành nghĩa phụ nhắc nhở, đem Lý Khinh Ngữ cứu ra, cam đoan an toàn của nàng. Đúng lúc này thời điểm, Thanh Vân Đại Lục tiếp cận ổn định. Hắn Hiên Viên Long Tông chuyến đi, bắt buộc phải làm. Tại đi Hiên Viên Long Tông trước đó, Lý Thiên Mệnh đến trở về, Thanh Hồn Kiếm Phong, một chuyến. Bởi vì, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu đều còn tại cái kia đây. Còn nữa, bọn họ tạm thời còn không thể xác định. Tại phát hiện Thanh Vân Đại Lục nguy cơ tiêu trừ về sau, Bắc Đầu Kiếm Tôn xuất lĩnh Thiên Thần Kiếm Tôn, có thể hay không lại giết một cái hồi mã thương. Thu hồi loại cây, cùng Thanh Vân Thần Mộc cáo biệt, bọn họ mang theo tạm thời hôn mê, Lý Vô Song, lấy Long Uyển Oánh, Tịnh Thế Bạch Linh Long, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Thanh Hồn Kiếm Phong. Bắt cóc Lý Vô Song, việc này quá lớn. Cho nên, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách tại Thanh Hồn Kiếm Phong bên ngoài thì dừng lại, không cùng đi vào. Càng không đem chuyện này, cáo chi bất luận kẻ nào. Tại bọn họ trở về đồng thời, có gần 1 triệu ngân trần thân thể, theo Thanh Vân Đại Lục các nơi rút khỏi, hướng về Thanh Hồn Kiếm Phong hội tụ. Bọn họ sắp trở về Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian. Như vậy, hắn mang theo người ngân trần số lượng, trọn vẹn đạt tới 4 triệu. Còn lại 1 triệu, hóa thành 10 triệu vô hình con rán, phân tán ra tới. Vẫn có thể giám thị Thanh Vân Đại Lục động tĩnh. Trở lại Thanh Hồn Kiếm Phong sau,
Chuyện cụ thể, tại trên đường đi, Ngân Trần liền đã cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu nói qua. Cho nên, hai người bọn họ đã sớm kết thúc lâu dài tu luyện. Trực tiếp các loại Lý Thiên Mệnh trở về, cùng một chỗ tiếp đi bọn họ. Tiêu Tiêu, Hiên Viên Long Tông bên kia, khả năng so nơi này nguy hiểm nhiều, người khẳng định muốn cùng chúng ta đi qua. Lý Thiên Mệnh hỏi, tạm thời tới nói, Thanh Vân Đại Lục ở tại trưởng khống phía dưới, hai đại thủ hộ kết giới bên trong, coi như tương đối an toàn. Ta đương nhiên đi cùng, không phải vậy một người lưu tại nơi này, không có ý gì. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Được. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đều là vì Lý Khinh Ngữ mà đến. Cho nên Hiên Viên Long Tông chuyến đi, Dạ Lăng Phong khẳng định phải đi. Hắn trong khoảng thời gian này không ngừng khổ tu, tăng thêm Vô Tử Thiên Cầm Thanh Vân Thần Mộc Thảo Mộc Thần Linh, điên cuồng bắt hắn tới thử đan, hắn tốc độ tiến bộ nhanh đến kinh người. Sau cùng cũng là Vô Tử Thiên. Lão đại, ta ngược lại thật ra muốn cùng các người đi, bất quá, bên này Thảo Mộc Thần Linh nhiều lắm, ta suy nghĩ một chút luyện đan chi đạo. Cái này với ta mà nói, là ngàn năm một thuở trưởng khống thôn giới thần đỉnh cơ hội. Vô Tử Thiên mò cái đầu nói. Ngươi là không nỡ sư tỷ sư muội của ngươi nhóm A. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Tuyệt đối đừng nói như vậy, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, đây là lão đại ngươi dạy đạo lý của ta. Vô Tử Thiên cười nói. Lan, kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn để hắn qua bên kia mạo hiểm. Hiên Viên Long Tông chuyến đi, bởi vì Lý Vô Song mà tràn ngập biến số. Hắn thích hợp lưu tại nơi này thật tốt luyện đan. Làm. Lặng lẽ nói cho ngươi, ta được đến thần mộc loại cây, tương lai, nếu là có thể đem những thứ này loại cây, đều đào tạo thành thuộc về chúng ta Thanh Vân thần mộc, vậy chúng nó chỗ sản xuất thảo mộc thần linh vô số kể. Ngươi nếu có thể đem mức độ, đề cao đến ngươi cái kia tùy thân lão gia gia trình độ, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Lý Thiên Mệnh nói, thật, Vô Tử Thiên ánh mắt sáng lên, cả người hưng phấn đến phát run. Rất hiển nhiên, hắn thấy được tương lai mình tiền đồ tươi sáng. Trước đừng tìm bất luận kẻ nào nói. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Hắn nắm xong quyền, cắn răng nói, tiểu đệ ta nhất định thật tốt nỗ lực, không cho ca ngươi thất vọng. Nói xong, lại là đem một hộp con trong suốt sáng long lanh đồ vật, đưa đến Lý Thiên Mệnh trong tay. Lão đại, xin vui lòng nhận, cực phẩm hàng, siêu cấp mỏng. Vô Tử Thiên tề mi lộng nhãn nói. Cái này lại là cái gì? Lâm Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Khục khục. Lý Thiên Mệnh nhận lấy, hối lộ, chừng Lâm Tiêu Tiêu liếc một chút, để cho nàng đừng hỏi nhiều. Gặp lại huynh đệ. Gặp lại. Trùng điệp ôm một cái, tạm thời cùng Vô Tử Thiên tạm biệt. Bất quá, Thanh Hồn Kiếm Phong phía trên còn có rất nhiều Lý Thiên Mệnh lưu lại ngân trần. Lý Thiên Mệnh tùy thời đều có thể cùng hắn giao lưu. Tiểu Phong, các ngươi muốn là ổn định lại, ta khiến người ta cho ngươi đưa thần đan, nhớ đến uống thuốc A. Vô Tử Thiên nói. Biết. Nghe nói Lý Khinh Ngữ sẽ đi Hiên Viên Long Tông tin tức, Dạ Lăng Phong lập tức liền tiến vào khẩn trương trạng thái, thần sắc có chút nghiêm túc. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là không biết, nàng lại biến thành hình dáng ra sao. Dạ Lăng Phong thầm hai mắt màu đỏ bên trong, cất giấu một số đối không biết u buồn. Người đây là đối với ta muội không có lòng tin, Khinh Ngữ là cái cứng cỏi hài tử. Cha nàng ngơ ngơ ngác ngác cái kia 14 năm, đều không có thể đánh ngược lại nàng, huống chi là hiện tại. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Chưa từng thiên chi chiến, đến thanh vân chi chiến. Lăn lộn đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh cuối cùng có như vậy một chút tư cách, cùng trật tự thiên tộc mặt đối mặt. Tối thiểu nhất, đánh bại Lý Hạo Thần, hắn cũng là trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện người trẻ tuổi, không cách nào ma diệt vết thương. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn sống. Đối diện người đồng lứa, đều không ngóc đầu lên được. Nghe nói Hiên Viên Long Tông bên kia, còn có rất nhiều trật tự thiên tộc cùng ẩn long bọc hậu duệ, sự hiện hữu của bọn hắn, thì là thông qua chèn ép, phá hủy Hiên Viên Long Tông người tuổi trẻ tự tin, từ đó từng bước một tẩy não, để Hiên Viên Long Tông đời mới, tiếp nhận bị trật tự thiên tộc thống trị sự thật, càng làm cho Hiên Viên Long Tông người trẻ tuổi, đối vạn tông, không nghĩ cách cứu viện, sinh ra oán hận. Nhiều đời tẩy não. Để Hiên Viên Long Tông triệt để theo vạn trong tông độc lập đi ra. Hiện tại hai trong một Hiên Viên Long Tông, danh xưng có 10 cái Long Hoàng, không biết chẳng mấy chốc sẽ ban bố Tân Thiên Bảng, sẽ đem Hiên Viên Long Tông xếp tại tên thứ mấy. Nói như vậy,
trăm tuổi bên trong tiểu bối đệ tử cùng thanh hoa đệ tử, đều xem như người trẻ tuổi, đều là hậu nhân. Trước mắt, Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc hậu nhân quân chủ lực, vẫn là lấy 30 tuổi đến 100 tuổi thanh hoa đệ tử làm chủ. Bao quát Lý Hạo Thần một cái huynh trưởng, đều ở bên kia. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Thái Dương Đế Tôn thật sự là lợi hại. Hắn cứ thế mà đem Hiên Viên Long Tông cùng Trật Tự Thiên Tộc tranh đấu, đổi thành Hiên Viên Long trong tông đấu. Tính chất hoàn toàn khác biệt. Không nói vạn tông bên trong các đại tông môn từng người mang ý xấu riêng, cũng là vạn tông nhất thống, đối Hiên Viên Long trong tông đấu, đại đa số người đều lực bất tòng tâm. Tại Thanh Hồn Kiếm Phong nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất về sau, Lý Thiên Mệnh mang lên Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, cùng Cổ Kiếm Thanh Xương bọn họ cáo biệt. Yến Nữ Hiệp xuất lĩnh Thiên Nữ Cung, đạt được Cổ Kiếm Thanh Xương đưa tặng 300 triệu thảo mộc thần linh, cũng chuẩn bị rời đi. Thiên hạ không có không rời buổi tiệc, các vị, giang hồ gặp lại. Tất cả mọi người tụ tập tại Nghinh Thiên Điện. Cáo biệt về sau, đang chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, phương Nam có một đám người ngự kiếm bay tới, cái kia đen nghịt đám người, nói ít đều có 200.000 người. Lý Thiên Mệnh biết đó là ai? Thiên Thần Kiếm Tông, Bắc Đầu Kiếm Tôn. Quả nhiên, nhìn đến Thanh Vân Thần Mộc hoắc loạn kết thúc, bọn họ vẫn là trở lại Thanh Vân Đại Lục. Bất quá lần này, không có vạn tông liên minh, vẻn vẹn chỉ là Thiên Thần Kiếm Tông. Chiêu bài khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia mang theo thất tinh mặt nạ Bắc Đầu Kiếm Tôn, đứng tại đám người phía trước nhất. Đám người bọn họ ngự kiếm mà đến, trong nháy mắt, đã đến Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới bên ngoài. Thanh thế to lớn. Vừa mới mọi người tuy nhiên tại tạm biệt, nhưng kỳ thật Lý Thiên Mệnh, đã cùng bọn họ nói qua Bắc Đầu Kiếm Tôn giết cái hồi mã thương sự tình. Đổi lại trước kia, loại chiến trận này Thanh Hồn Điện có thể sẽ sợ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hơn 600.000 đại quân, cũng không dám đổ sát Vân Thượng Tiên Cung, huống chi là hiện tại. Lực lượng đủ, xương cốt cứng rắn, có người làm chỗ dựa, cũng là không giống nhau. Càng mấu chốt là, hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh, đều tại trong kết giới. Cổ kiếm thanh xương bọn họ, cũng không sợ lâu dài trốn ở trong kết giới. Sau đó, cổ kiếm thanh xương đơn độc đi lên, tại trong kết giới, cùng bên ngoài kết giới Bắc Đầu Kiếm Tôn mặt đối mặt. Thần mộc bình thường a? Bắc Đầu Kiếm Tôn méo một chút đầu hỏi. Đúng vậy, Kiếm Tôn. Cổ kiếm thanh xương nói. Tổn thất đại sao? Bắc Đầu Kiếm Tôn hỏi. Rất lớn, vẫn là có thật nhiều người tao ương. Cổ kiếm thanh xương nói. Nhìn đến loại cây sao? Không có, tự theo thần mộc biến đến huyết tinh, loại cây thì biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cổ kiếm thanh xương nói. A, Thiên Thần Kiếm Tông hơn 200.000 người. Đều lãnh khóc nhìn lấy cổ kiếm thanh xương. Thất thần làm gì, còn không mở ra kết giới, để cho chúng ta đi vào. Phong kiếm hoàng quát lớn. Kiếm tôn, xin lỗi, lần này, chúng ta Thanh Hồn Điện, đến giữ vững những thứ này thảo mộc thần linh. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cổ kiếm thanh xương cúi đầu nói. Rất hiển nhiên, đối phương thanh thế cuồn cuộn mà đến. Muốn là mở ra kết giới, thả cái này hơn 200.000 người đi vào. Thanh Hồn Điện thì tương đương với bị ấn xuống vị trí hiểm yếu. Lý do đâu? Bắc Đầu Kiếm Tôn nói. Vân Thượng Tiên Cung bảo lưu lại hoàn chỉnh thảo mộc thần linh, nếu như chúng ta không có giữ vững, cái kia tương lai vạn năm, chênh lệch của song phương sẽ càng lúc càng lớn. Vì con cháu truyền thừa, chúng ta nhất định phải thể sống chết bảo vệ. Chỉ có thể chờ đợi lần sau thần mộc kết quả, lại đến hiếu kính Thiên Thần Kiếm Tông. Cổ kiếm thanh xương nói. Cái này buồn cười. Lúc trước vì Vân Thượng Tiên Cung làm chứng, không phải liền là ngươi cổ kiếm thanh xương sao? Bắc Đầu Kiếm Tôn cười lạnh nói. Nói thật, tại thảo mộc thần linh chuyện này, trực tiếp tiến công thủ hộ kết giới cướp đoạt, thực sự có chút khó coi. Nhất là tại Thanh Vân biến cố sau. Trước kia bọn họ lấy, trợ giúp người, thân phận đến cường thủ hào đoạt, nhờ là trấn nhiếp. Không sợ, thì không sợ trấn nhiếp. Kiếm Tôn, chúng ta cùng Vân Thượng Tiên Cung đấu lâu như vậy. Nguyên nhân gây ra đều là tư nguyên tranh đoạt. Làm đối thủ, bọn họ vì đánh giết Trật Tự Thiên Tộc chó săn làm ra cống hiến, chúng ta cũng không nguyện ý vu hãm bọn họ, bỏ đá xuống giếng. Cái này là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng. Cổ kiếm thanh xương nói. Nói trắng ra là, người chính là cảm thấy cánh cứng cáp rồi. Bắc Đầu Kiếm Tôn cười lạnh. Cổ kiếm thanh xương cúi đầu không nói. Chờ xem đi, có nhiều thứ, thủ được nhất thời, thủ không được cả đời.
cổ kiếm thanh xương, người đem chúng ta đắc tội tới trình độ nào, người trong lòng mình rõ ràng. Cuộc sống về sau, thanh hồn điện, mơ tưởng an bình. Phong kiếm hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Loại này trấn nhiếp, dọa không được cổ kiếm thanh xương, sẽ chỉ làm thanh hồn kiếm tu trong lòng ý phản kháng, càng thêm dồi dào. Được, nhiều lời vô ích, một đám bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa thua thiệt ta mới còn chủ động cân nhắc, đem thảo mộc thần linh lưu cho các ngươi. Ha ha, bọn họ trở về, nếu như thanh hồn điện chủ động mở ra kết giới, bọn họ còn có thể ít cầm điểm. Hiện tại, cửu oán tiếp nhận. Thanh hồn điện vẫn là rất nhiều người lo lắng. Dù sao, đây là triệt để đắc tội thiên thần kiếm tông, về sau đối phương còn nhiều chơi ngáng chân cơ hội, khó lòng phòng bị. Bắt đầu kiếm tôn lười nhắc nhiều lời. Hắn muốn đi thời khắc, thấy được trong đám người Lý Thiên Mệnh. Ta đoán người đứa nhỏ này, khiến cái này vô năng trưởng bối tẩy não lâu như vậy, sẽ đối với chúng ta thiên thần kiếm tông tràn ngập địch ý, ta cũng không tranh thủ ngươi, chính mình nhiều suy nghĩ một chút con đường phía trước đi. Ngươi nếu là nguyện ý đến thiên thần kiếm tông, chúng ta vẫn đường hẻm hoan nghênh. Bắt đầu kiếm tôn nói. Đa tạ kiếm tôn hảo ý. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này bắt đầu kiếm tôn, căn bản sẽ không biết, Vân Thiên Khuyết cùng cổ kiếm thanh xương, nghe là Lý Thiên Mệnh. Tẩy não. Bọn họ lần này, hồi mã thương, bởi vì thanh hồn điện không sợ chết, không nể mặt mũi lại thái độ cường ngạnh, đã định trước tự rước lấy nhục, không thu hoạch được gì. Bọn họ chỉ có thể đe dọa, uy hiếp. Muốn là tiến công, vậy thì phải bị vạn tông chỉ trích. Cổ kiếm thanh xương, người có thể nghĩ kỹ, đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, mà chính là thiên thu vạn đại. Phong kiếm hoàng sau cùng nói một câu. Cái này thiên thần kiếm tông một đoàn người, lúc này mới khí thế hung hăng, quay người rời đi. Bất quá, bọn họ hướng về phương Bắc mà đi, rõ ràng là muốn tìm loại cây. Chỉ là rất rõ ràng. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, còn có thể nhìn đến đối thanh vân thần mộc hoảng sợ. Cho nên, bọn họ không dám phá hư thần mộc. Bọn họ đã định trước không thu hoạch được gì, cho nên Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn họ. Về sau lại nhận thiên thần kiếm tông chèn ép, thì tính sao, chỉ cần vân thượng tiên cung cùng thanh hồn điện đoàn kết, thanh vân đại lục, thì phòng thủ kiên cố, không người có thể nhúng chàm. Hiện tại loại cây biến mất, thảo mộc thần linh đều tại thủ hộ kết giới bên trong. Trừ phi công chiếm hai cái tông môn, nếu không thanh vân đại lục, đã không có chất béo. Liền vạn tông liên minh đều chạy, chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải giết trở về, càng không ý nghĩa. Vạn tông liên minh mới là đồ giết bọn hắn tộc nhân người. Có điều, vẫn không thể đại ý. Thủ hộ kết giới, một khắc cũng không thể đóng lại. Ngân Trần còn muốn giám thị toàn bộ đại lục động tĩnh, một khi xuất hiện địch nhân, lập tức phòng bị. Chỉ có dạng này. Lý Thiên Mệnh mới có thể yên tâm đi Hiên Viên Long Tông. Tiếp đó, mới thật sự là cáo biệt. Long Uyển Oánh không hề lộ diện, Yến Nữ Hiệp tự mình đi cùng nàng tạm biệt, một đám tiên nữ mới trở về các nàng tiên nữ cung. Mà Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, thì theo Long Uyển Oánh, Dương Sách, lấy Tịnh Thế Bạch Linh Long, hướng về phương Nam bay đi. Lý Thiên Mệnh đem Tuyết Dương Tứ Quỷ, lưu tại Thanh Vân Đại Lục, để bọn hắn về sau thì ở tại Thanh Vân Thần Mộc phía trên. Thủ vệ cái này khỏa thần thụ. Không có có mệnh lệnh, không được rời đi, càng không được hại người. Đây cũng là để bọn hắn chuộc tội. Cái này bốn người thực lực rất mạnh, mỗi một cái đều chỉ so cổ kiếm thanh xương kém một chút. Có bọn họ bán mạng, thanh vân đại lục an toàn hơn. Có nhiều như vậy thảo mộc thần linh, nhất định phát triển không ngừng. Hy vọng chờ ta trở về ngày đó, thanh vân, lại là ta mạnh nhất cánh tay trái bờ vai phải. Thần long gào thét. Bay vút thượng thiên, phóng tới xa xôi phương nam sông núi. Mục tiêu thứ nhất, vô thiên chi cảnh, cửu long đế táng. Thanh hồn kiếm phong bên ngoài, một dòng suối nhỏ bên trong. Một cái thụ cầm xanh cây dù nữ tử, bàn chân để trần ngồi tại trên tảng đá, để cái kia thanh tịnh khe suối, theo trắng như tuyết hai chân chảy xuôi đi qua. Rất nhiều tiểu ngư nhi quay chung quanh ở chung quanh nàng chơi đùa. Thế mà... Lực chú ý của nàng lại không tại khe suối phía trên, mà chính là nhìn lấy chính mình trơn mềm bàn tay trắng noãn. Tại trong bàn tay của nàng van xin, đang có một cái ngân sắc kim loại con rắn nhỏ, huy động xúc tu, hai cái chấm đen nhỏ ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy cái này mặc màu xanh lá tóc dài khuynh thành nữ tử. Người nói, hắn chạy Hiên Viên Long Tông nha. Thiếu nữ hỏi, đúng a, như thế nào? Con rắn nhỏ ra vẻ nói, thật đáng ghét a, một mực không thấy tiểu ngư.
đi cũng không cùng tiểu ngư nói. Thiếu nữ bĩu môi, một mặt yêu thương. Ngươi tính toán, cái bóng, khoái lạc, tiểu cầu. Con rán nhỏ tự lẩm bẩm. Ao ao. Nàng theo trong nước đứng lên, ngóng nhìn phương nam, nhíu mày. Vô Mộng Tiên Quốc cũng tại vô thiên chi cảnh phụ cận, tiểu ngư không muốn trở về, thế nhưng là. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lắc lắc vai, đi lên bờ một bên, cái kia trơn bóng bàn chân dẫm tại đá vụn phía trên. Sâu nhỏ, người muốn cùng đi với ta sao? Nàng hỏi. Không đi, nữ nhân, giống như, y phục. Con rán nhỏ tốn sức nói. Tốt a, đau đầu. Thiếu nữ lắc đầu cười khổ. Đúng vào lúc này, cái kia con rán nhỏ nâng lên phần đuôi, run run vài cái, tại bàn tay của nàng phía dưới lưu lại màu bạc một đống, về sau lập tức nhảy đi. Ai nha? Thiếu nữ hoa dung thất sắc. Kim loại con rán, đều có thể đi ị. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia một đống ngân sắc đồ vật, biến thành mấy cái ngân sắc con kiến nhỏ, tại bàn tay nàng phía trên bò qua bò lại. Thiếu nữ lúc này mới thở dài một hơi. Bỗng nhiên ở ngực đau xót. Nàng kinh hô một tiếng, thân thủ tiến vào bên trong vạt áo, tại cái kia trắng như tuyết trong khe hở, nắm một con kiến nhỏ. Biến thái. Giận mắng một tiếng, cắn răng rời đi. Ong ong ong. Mặt trời mưa lửa hoành tảo thiên địa. Tại cái này trật tự chi địa, bắc bán cầu hỏa diễm phong bạo, so nam bán cầu tới càng thêm hung mãnh. Toàn bộ thế giới đều tại thiêu đốt. Vô số thức thần, tắm rửa tại lửa trong mưa. Nửa thực thể bọn họ, càng thích hợp tại thiêu đốt hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Dần dần đốt ra nóng này, bền bỉ thị tộc tính cách. Tại cái này hỏa nhiệt, đốt cháy thế giới, cái kia ánh trăng mê ly, cửu nguyệt cung, là một cái khác loại. Nơi này ánh sáng nhu hòa, tĩnh mịch tự nhiên, thiên sơn vạn thủy trong suốt sáng long lanh. Đây là Thái Dương Đế Tôn, chuyên môn vì nữ nhi của hắn chế tạo cung điện. Hắn 10 con trai, đều không có đãi ngộ như vậy. Lúc này, cửu nguyệt cung bên trong. Thần nữ, cái này y phục phải mang theo sao? Thảo mộc thần linh mang đủ chưa? Nghe nói bên kia hằng tinh nguyên khuyết thiếu, kém xa chúng ta cái này. Chúng ta muốn đi bao lâu nha? Có thể hay không chậm trễ thần nữ tu hành? Một đám mỹ mạo bọn thị nữ, tập hợp một chỗ, ồn ào không ngừng. Tràng diện 10 phần hỗn loạn. Đúng vào lúc này, không khí đột nhiên lâm vào tĩnh mịch bên trong. Bọn thị nữ toàn thân cứng đờ, sau đó chậm rãi quay người lại con. Chỉ thấy cái kia cửu nguyệt cung cửa, xuất hiện một cái đốt cháy ngọn lửa màu vàng bóng người cao lớn. Khoảng chừng cao 5-6 mét. Tựa như là một tòa núi cao. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một cái thế giới, đặt ở mỗi người trên đầu. Bái kiến đế tôn. Đế tôn vạn thọ vô cương. Tuổi trẻ mỹ mạo bọn thị nữ, đều nhịp cúi đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất, lại đồng loạt đem cái trán dán tại trên mặt đất. Rất nhiều cô nương mồ hôi trên trán đã nhỏ xuống tại bóng loáng trên sàn nhà. Ngọn lửa kia bên trong nam nhân hừ một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, nói, lui ra. Đúng. Bọn thị nữ khom người lui lại, mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận, nguyên một đám dần dần lui ra cái này xương trắng lượn lờ đại điện. Thẳng đến sau cùng, chỉ còn lại một cái mọc ra nguyệt mái tóc dài màu trắng thiếu nữ, đứng cô đơn ở trong đại điện này, cùng ngọn lửa kia nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ sắc mặt lãnh đạm, chỉ nhìn một chút, liền muốn quay người rời đi. Nàng rõ ràng không muốn gặp người này. Chỉ là, muốn lúc xoay người, mới phát hiện toàn thân cứng ngắc, nửa bước khó đi. Ào ào ào. Mồ hôi lạnh loạn bốc lên. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cái này mới không thể không ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt người khổng lồ này. Phanh phanh phanh. Hỏa diễm nam nhân một bước lại một bước, đi tới trước mắt của nàng. Thẳng đến sau cùng, hai người cách xa nhau không đến nửa mét. Trên người hắn liệt hỏa, đã thiêu tại thiếu nữ trên thân. Nữ nhi. Hỏa diễm nam nhân khóe miệng hơi hơi câu lên, hô một tiếng. Thiếu nữ không có đáp lại. Hiển nhiên hai chữ này, nàng đã nghe qua vô số lần. Nàng không phản bác, chỉ là trong ánh mắt toát ra một tia oán niệm giận. Cái này chứng minh, nàng không muốn nghe đến xưng hô thế này. Ta muốn lên đường, đừng cản đường, có thể sao? Thiếu nữ nhìn thẳng hắn, cắn răng nói ra. Mặc kệ ánh mắt của nàng, đến cỡ nào cương liệt, chỉ là chỗ sâu ẩn tàng, đều là đối nam nhân này hoảng sợ. Trước khi chuẩn bị đi, cha có một món lễ vật, muốn tặng cho ngươi. Nam nhân cái kia bị ngọn lửa bao phủ mặt, lộ ra một tia ôn nhu, nụ cười.
hắn lúc nói chuyện, trong tay nhiều hơn một cái màu đen cái bình. Cái bình xem ra rất phổ thông, có thể bên trong có tinh chất lỏng màu đỏ, chính ở trong đó nhấp nhô. Ngăn cách cái bình, các thiếu nữ cảm nhận được loại kia ác mộng một dạng khí tức. Đây là cái gì? Nàng cảnh giác, giãy giụa, muốn đào thoát. Có thể đây hết thảy đều là phí công. Ngoại trừ có thể nói chuyện bên ngoài, tại hắn chấn áp xuống, nàng ngay cả động một chút ngón tay cũng khó khăn. Ta tại trật tự tinh không bên trong, một chỗ gọi là tử linh hư không, địa phương, lấy được bảo bối. Cái này nhưng là chân chính bảo bối, là thức thần tu luyện giả trong mắt thánh vật. Nó có thể thúc đẩy thức thần tiến hóa. Người có thể đem nó làm cộng sinh thú vũ trụ thần nguyên. Nam nhân tiếp tục ôn nhu cười. Cùng lúc đó, hắn duỗi ra cái kia thô to tay cầm, kéo lại tay của thiếu nữ cánh tay. Cái này giống như là một cái gấu to kéo lại trẻ sơ sinh cánh tay một dạng. Hắn nhẹ nhàng kéo ra ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí không thương tổn đến thiếu nữ da thịt, sau đó đem ánh mắt, rơi vào cái kia năm tháng sáng kiếp vòng phía trên. Buông tay, ngươi lăn, lăn đi. Thiếu nữ ánh mắt hoảng sợ, ra sức giãy giụa, thanh âm đều khàn khàn. Thế nhưng là, cánh tay của nàng vẫn là không nhúc nhích. Khinh nữ, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cha là yêu ngươi, về sau, ngươi sẽ siêu việt ta, ngươi sẽ trở thành vĩnh hằng, ngươi phải hiểu được ta dụng tâm lương khổ. Thứ này hiệu quả, tại ngươi cô cô trên thân, đã được đến nghiệm chứng. Nam nhân cau mày, tận tình nói. Ta không có cô cô, từ nhỏ đều không có, ta càng không nhận ra ngươi. Ngươi muốn giết cứ giết, đừng giày vò ta được không? Thiếu nữ hỏng mất. Cái kia trong mắt màu trắng bên trong, nước mắt chảy xuôi mà ra, cả người đã tuyệt vọng. Ai, ngươi là ta nuôi lớn hài tử, từng giờ từng phút, đều khắc trong lòng ta, ngươi sao có thể quên nữa nha? Hỗn độn thiên lao ngươi, cái kia cũng không phải thật ngươi, làm sao có thể rối loạn đâu? Ngươi từ vừa mới bắt đầu, cũng là cửu kiếp, ngũ kiếp chỉ là da của ngươi, ngươi lại trầm mê ở da của ngươi. Nam nhân lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ đau lòng. Thế nhưng là, hắn cũng không có buông tay ra, mà chính là mở ra màu đen cái bình. Hắn đem miệng bình nhắm ngay thiếu nữ trên cánh tay ánh trăng kiếp vòng. Tí tách, một cái tinh hồng máu tươi, ngưng kết thành một trương mặt quỷ, nhỏ ở cái kia tinh khiết ánh trăng kiếp vòng phía trên. Ông, máu tươi thẩm thấu trong đó. Cái kia trong nháy mắt, thiếu nữ toàn thân đều tản ra một cỗ máu tanh cảm giác. Thậm chí ngay cả nàng cái kia nguyệt trong mắt màu trắng, đều có một trương dữ tợn mặt quỷ, chợt lóe lên. Huyết sắc theo da thịt của nàng bên trong nổi lên, lại ẩn giấu đi đi vào. Thả ta ra, ngươi chỉ là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Thả ta ra. Nàng khàn cả giọng, sắc mặt đau thương, làm cho toàn thân run rẩy. Có thể ở trước mặt hắn, nàng nhu yếu như là một con thỏ. Ngoại trừ ánh mắt tuyệt vọng, căn bản không cải biến được hết thảy. Thậm chí, tiếp đó, nàng liền âm thanh đều không phát ra được. Rõ ràng môi đỏ đang động, cổ họng cũng đã thất thanh. Chỉ có cái kia phẫn nộ, chán ghét, ánh mắt sợ hãi, lần lượt lóe qua từng trương khác biệt mặt quỷ. Thứ năm giọt tinh hồng chi huyết, nhỏ xuống đến cái thứ năm kiếp vòng phía trên. Sau đó, hắn cầm lên thiếu nữ cái tay còn lại. Cái cánh tay này bên trên có 4 tháng sáng kiếp vòng, cùng nhau hết thảy 9 cái. Tí tách. Tí tách, tinh hồng chi huyết, thẩm thấu tiến vào mỗi một cái màu xanh nhạt kiếp vòng bên trong. Có thể nhìn đến, cái kia tuyệt mỹ thức thần, ngay tại kiếp vòng bên trong run rẩy. Huyết sắc như giòi trong xương, quấn quanh hắn trên thân, dung hội tiến hắn trong thân thể. Kết thúc, giọt hết cái cuối cùng kiếp vòng, cái kia màu đen cái bình rỗng tuếch. Quá tốt rồi, trước kia dùng 8 giọt, lần này dùng 9 giọt, vừa tốt sử dụng hết. Đồ tốt nhất. Cho hai cái ta thích nhất người. Nam nhân ngọn lửa kia đốt cháy trên mặt, toát ra nụ cười thỏa mãn. Giống như hắn là một cái phụng hiến người. Ba, hắn buông lỏng tay ra. Thiếu nữ sắc mặt ảm đạm, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nàng vội vàng nhìn mình kiếp vòng. Lúc này hết thảy khôi phục bình thường, kiếp vòng vẫn là ngân nguyệt, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng là, giống như trên bản chất, biến hóa. Dọa một chút. Nàng co quắp tại mặt đất, cả người lâm vào mê mang bên trong. Nam nhân ngồi xổm xuống, duỗi ra đại thủ, sờ lên đầu của nàng, nói, khinh ngữ, ngươi quá nhỏ, ý giải không được tình thương của cha trầm trọng, nhưng là tin tưởng cha, ngươi sẽ trở thành trật tự tinh không một cái người vĩ đại,
nếu có ngày nào đó, cha sẽ vì ngươi tự hào. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau gáy nàng, nụ cười trên mặt cất giấu vô tận ôn nhu. Đi thôi, cùng bọn hắn đi phương xa chơi một chút, tán tản gia tâm, bên kia cũng nhanh thỏa đáng, ngươi cũng nhanh xuất giá. Hy vọng, có thuộc về ngươi gia đình của mình về sau, ngươi có thể trưởng thành, cởi xuống da của ngươi, làm về chính ngươi. Sau khi nói xong, hắn nắm một chút thiếu nữ gương mặt, cười nói. Ta nữ nhi ngoan, hiện tại trưởng thành đâu, rất lâu đều không có ngồi tại phụ thân trên bờ vai, để cho ta khống chế Thái Dương thần cung, mang ngươi ngao du tinh không. Nói xong, hắn đứng dậy, lắc đầu cười khổ, lại quay người đi ra ngoài. Thái Dương đế tôn. Bỗng nhiên, thiếu nữ hô một tiếng, để hắn lưu tại nguyên chỗ. Tại phía sau hắn, thiếu nữ kia giãy giụa lấy bỏ lên. Nàng ánh mắt lãnh khốc, hai tay nắm tay, giống như khi còn bé một dạng, té ngã, đứng lên. Ngươi có thể tiếp tục lừa gạt ta, đe dọa ta, nếu quả thật có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi, vậy ta muốn làm chuyện làm thứ nhất, cũng là giết ngươi. Ha ha! Thái Dương đế tôn cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Nữ nhi, ngươi không sẽ cam lòng. Hắn cười lớn rời đi. Lưu lại Cửu Nguyệt cung, trống rỗng. Liền cái kia bay tán loạn màu trắng màn tre, dường như đều nhiễm lên quỷ ảnh. Ầm ầm, ầm ầm. Thời gian qua đi mấy tháng, lại trở về cái này tràn đầy hỏa diễm phong bạo, vô thiên chi cảnh, lúc, Lý Thiên Mệnh cái này một cái không đến 30 tuổi tiểu bối đệ tử, đã nắm trong tay một tòa đại lục mệnh mạch. Trật tự chi địa phía trên Thanh Vân đại lục, so Viêm Hoàng đại lục, cũng còn muốn lớn hơn nhiều. Trong đó cao đẳng chủng tộc tổng thể mức độ, cùng hạt bụi thế giới, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Vù vù. Tại cái này bão từ trường bên trong tiến lên, ngọn lửa cuồng bạo, nuốt sống ánh mắt, người bình thường nửa bước khó đi. Lý Thiên Mệnh bên người, chỉ có Long Uyển Oánh một cái. Dương Sách, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu ba người bọn hắn không có theo vào tới. Đó là bởi vì, Dương Sách bắt cóc lấy tiếp tục hôn mê Lý Vô Song, lo lắng để Thiên Cung người phát hiện. Oánh gì, là ở nơi này. Lý Thiên Mệnh trên thân, hơn 1 triệu kim loại dòng nước lũ theo cộng sinh không gian bên trong tuôn ra, biến thành từng cái châu chấu. Bọn họ đâm vào trên bùn đất, xé mở một cái thông đạo, khai quật tốc độ cực nhanh. Hai người một cái lắc mình, thì chui vào lòng đất thông đạo bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, ngọn lửa cuồng bạo gió, cuốn sạch lấy bùn đất cùng cát đen, đem lối đi này miệng lấp chôn, phong bế, tựa như chưa từng người đi vào. Phốc phốc phốc, mắt trước 1 triệu người châu chấu, xinh xinh ăn ra một đầu thông hướng tĩnh mịch lòng đất thông đạo. Chôn đến sâu như vậy à? Long Uyển Oánh váy dài phần phật, yêu nhiều dáng người, mang theo Lý Thiên Mệnh trong lòng đất phi nhanh. Nhanh đến, Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dứt lời dưới, cái kia tĩnh mịch, to lớn, cổ lão cẩn trọng cửu long đế táng, thì xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đương nhiên, nó chôn sâu lòng đất. Lý Thiên Mệnh bọn họ có khả năng nhìn đến, chỉ là một mặt bức tường. Quả thật là tinh hải thần hạm. Cái này phần ngoài tài liệu, đều là từ đỉnh phong thiên địa thần khoáng chế tạo, chỉ là 5 tháng quá lâu, không biết nội bộ trật tự thần văn, có hay không còn có thể phát huy công hiệu. Long Uyển Oánh ánh mắt trong suốt, vuốt ve cái này cửu long đế táng phần ngoài cái kia sặc sỡ dấu vết, vô cùng cảm khái nói. Nàng lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh liền lấy ra một cái kia mặt trống phía trên. Có một cái 9 đầu hắc long chống trận. Cái này chống trận, lộ ra lại chính là cửu long đế tôn kết giới hạch, tương đương với hiên viên long tông, long tuyền, là nắm giữ cái này cửu long đế táng căn bản. Ta có thể sử dụng sao? Long Uyển Oánh hỏi. Thử một chút. Lý Thiên Mệnh đem trong tay chống trận giao cho nàng. Không nghĩ tới, vừa đụng chạm ngón tay của nàng, chống trên mặt 9 đầu hắc long thì gầm thét một tiếng, bỗng nhiên tiêu tán. Về sau. Chống trận hóa thành hắc vụ, tuôn ra về Lý Thiên Mệnh trên tay. Điều này nói rõ, cửu long đế tôn hoàn toàn đem cái này cửu long đế táng đưa cho ngươi, người khác đạt được chống trận đều vô dụng. Long Uyển Oánh mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây là chuyện tốt. Người khác muốn cướp đều không được. Mở ra đi, vào xem. Long Uyển Oánh thanh âm, tại cái này tĩnh mịch, không người trong lòng đất quanh quẩn. Lý Thiên Mệnh có thể sơ bộ thao túng. Cho trong tay kết giới này hạch một số chỉ lệnh. Hắn thông qua 8 cái long côn, thi triển cửu long thiên kiếp kiếm trụ cột kiếm pháp, gõ chống trận để hoàn thành. Đông. Một tiếng dày đặc xa cẩn trọng tiếng chống truyền ra đi, tựa như là viễn cổ long ngâm, chấn động tại cửu long đế táng phía trên.
Trong lúc nhất thời, trước mắt cái này to lớn lòng đất cung điện bắt đầu chấn động. Tại oanh minh bên trong, mặt ngoài một cái bình thường vị trí, mở ra một cái lối đi. Bên trong ánh sáng chiếu bắn ra, chiếu vào Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh trên mặt. Bên trong có ánh sáng. Long Uyển Oánh ngơ ngác một chút. Đúng, ngoại trừ hằng tinh nguyên bên ngoài, ta khả năng cần chút sáng càng nhiều long cung, mới có thể triệt để khống chế cái này cửu long đế táng. Trước mắt ta đã đốt sáng lên hai tòa, cái này cùng ta học tập cửu long thiên kiếp kiếm có quan hệ. Lý Thiên Mệnh nói. A. À. Long Uyển Oánh khẽ gật đầu, trong suốt song mắt thấy đế táng chỗ sâu, trong mắt tràn đầy rung động. Oánh Di, áp giải Lý Vô Song trở về quan trọng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Hai người bọn họ cấp tốc tiến vào cửu long đế táng cửa lớn, lập tức đóng lại. Lý Thiên Mệnh tại cái này rắc rối phức tạp trong thông đạo, đi được nhẹ nhàng như thường. Toàn bộ đế táng nội bộ kết cấu, trên cơ bản đều tại trong óc của hắn. Đế táng chẳng những không có ngăn cách hằng tinh nguyên, ngược lại, nó sẽ chủ động hấp thu càng nhiều hằng tinh nguyên tiến đến, chỉ là không có chứa đựng hằng tinh nguyên chi vật. Nó cùng thanh vân thần mộc loại cây, quả thực là ông trời tác hợp cho. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Thanh vân thần mộc loại cây, nếu như có thể hấp thu đủ nhiều hằng tinh nguyên, liền có thể để cửu long đế táng sống tới. Loại này lực lượng, không có cách nào cùng nguyệt tinh nguyên áp xúc, cỡ nhỏ hằng tinh nguyên, so sánh, nhưng cũng đầy đủ tinh không vận chuyển. Đồng thời, loại cây khẳng định cũng là điều động cái này tinh hải thần hạp, phát động trình độ nhất định chiến đấu lực, tối thiểu nhất tại cái này cửu long đế táng nội bộ, làm trưởng khống giả, người sẽ vô địch. Đế táng nội bộ quang mang, còn tại Long Uyển Oánh ánh mắt lưu chuyển. Bằng tinh thần thủ hộ kết giới, tụ biến kết giới, hơi còn lại hằng tinh nguyên, tinh hải thần hạp. Đây hết thảy đều đại biểu cho trật tự tinh không tu luyện giả tối cao tạo nghệ, tối cao trí tuệ. Bởi vì cái gọi là, nhân lực không thể thắng thiên, nhưng là, như tinh hải thần hạm loại này khéo léo tuyệt vời kỳ thích, tới một mức độ nào đó, giá trị vượt qua một cái đế tôn. Cái kia còn quá xa, xem trước một chút loại cây công hiệu. Muốn đạt thành Long Uyển Oánh nói một bước kia, cần thỏa mãn hai điều kiện. Đệ nhất, loại cây hấp thu hằng tinh nguyên về sau, thật có thể khu động tinh hải thần hạm. Thứ hai, thắp sáng càng nhiều long cung. Cụ thể một chút sáng bao nhiêu long cung, mới có thể điều động cửu long đế táng, Lý Thiên Mệnh còn không thể xác định. Nếu như muốn 9 tòa long cung đều thắp sáng, vậy hắn cần đem cửu long thiên kiếp kiếm tu luyện hoàn tất, cái kia còn lâu cực kỳ. Tiếp đó, hắn cùng Long Uyển Oánh cùng một chỗ, đem 35 đối loại cây, đều phân phối tại cửu long đế táng bên trong. Bọn họ hấp thu hằng tinh nguyên về sau, sẽ từ từ biến lớn. Thẳng đến sau cùng, 35 đối loại cây, có thể sẽ chiếm cứ toàn bộ đế táng 2/3 không gian. Đương nhiên, còn lại 1/3, cũng đầy đủ mang theo hơn 10 triệu người. Phải biết lúc ấy cửu long đế táng xuất hiện thời điểm, có thể có mấy chục triệu người ở bên trong chiến đấu. Sau cùng một đôi loại cây, bày đặt hoàn tất. Trước mắt cái này loại cây, tại tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh, bắt đầu hấp thu cửu long đế táng bất chợt tới hút vào tiến đến hằng tinh nguyên lực lượng. Nguyên bản chỉ có hình người lớn nhỏ bọn họ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Hấp thu hằng tinh nguyên về sau, cái này thanh sắc loại cây, bắt đầu hiện ra một số màu vàng kim nhàn nhạt. Đây chỉ là bắt đầu. Lý Thiên Mệnh tại cái này cửu long đế táng bên trong, lưu lại 10.000 cái ngân trần. Bọn họ có thể vì Lý Thiên Mệnh, tùy thời giám sát loại cây trưởng thành. Bản thân, mặc kệ, nơi đây, không thể, tắm rửa. Ngân trần náo loạn tinh khí, oán khí phi thường lớn. Ta rửa em gái ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, không thèm để ý nó. Tiếp đó, hắn phân biệt dùng long côn, sử dụng hỏa bào long kiếm, thâm nguyên kiếm thứ cùng thánh nguyên diệu hồn, đem viêm long cung, hắc long cung, bạch long cung toàn bộ thắp sáng. Rầm rầm rầm. 9 cái long cung, 5 cái lập lòe, đã vượt qua một nửa. Mỗi một cái trống không long cung bên trong đều ra đời lập lòe cung điện, trong cung điện bộ tạm thời rỗng tuếch. Không biết đến lúc đó, đế táng chính thức mở ra, những thứ này long cung bên trong cung điện, lại sẽ có thay đổi gì? Lý Thiên Mệnh một lần nữa xem kỹ trong tay chống trận. Hắn phát hiện thắp sáng 5 tòa long cung về sau, chống trận phát sinh một chút biến hóa. Cửu long đế táng hiển nhiên mở khóa càng nhiều công năng, nhưng những thứ này đoán chừng cần hắn từ từ suy nghĩ. Lý Vô Song sự tình quan trọng. Oánh Di, đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói.
thành. Hai người tại ánh sáng trong thông đạo, bay lướt đi ra. Thiên mệnh. Long Uyển Oánh ôn nhu hô một câu. Ừm. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, quang mang bên trong nàng, ánh mắt 10 phần thâm thúy. Người biết, một chiếc tinh hải thần hạm ý nghĩa sao? Long Uyển Oánh hỏi. Biết, Vạn Tông cũng là bị Thái Dương Thần Cung cản tay, vĩnh viễn ở vào hạ phong. Có Thái Dương Thần Cung, trật tự thiên tộc tương đương có một cái siêu cấp vũ khí, chẳng những có thể mang 10 triệu quân đoàn, tới vô ảnh, đi vô tung, làm một cái di động khu vực, còn có thể trực tiếp oanh mở chúng ta thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy a, cho nên, người nhất định muốn nhiều nghiên cứu cái này Cửu Long Đế Táng. Coi như thua, có thể bỏ trốn tinh không, đó cũng là cuối cùng đường lui. Trật tự tinh không quá lớn, thăm dò tinh không ảo diệu, là mỗi người tu luyện người mộng tưởng. Trật tự chi địa lại lớn, đều giống như một cái đảo hoang, có tinh hải thần hạm, tựa như là tại biển cả bên trong có một chiếc thuyền, bởi vậy có hy vọng cùng vô hạn khả năng. Long Uyển Oánh nói. Minh bạch. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới cuống cuồng đem loại cây đưa tới. Cho đến ngày nay, hắn có dự cảm, chính mình sớm muộn đắc tội Thái Dương Đế Tôn. Nếu như muốn mang đi khẽ nói, chung quanh đây hạt bụi thế giới, căn bản trốn không thoát Thái Dương Đế Tôn lòng bàn tay. Chỉ có chân chính cao chạy xa bay. Ầm ầm. Hắn đóng lại Cửu Long Đế Táng. Bùn đất đem nơi này tầng tầng phong bế. Vô số đến từ tụ biến kết giới hằng tinh nguyên, tràn vào Cửu Long Đế Táng bên trong, vì loại cây hấp thu. Loại cây tự động bổ sung năng lượng, tiếp đó, thì xem ta Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Tưởng tượng thấy cùng người thân, bằng hữu, ngao du trật tự tinh không ngày nào đó, Lý Thiên Mệnh xông ra lòng đất, cùng Dương Sách bọn họ hội hợp. Hiên Viên Long Tông, chúng ta tới. Cách mấy tháng, cuối cùng về đến nơi này. Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Lý Thiên Mệnh, đã sớm không chỉ là đế tinh bảng đệ nhất. Tịnh thế Bạch Linh Long, tại Thương Thiên phía trên, cao tốc chạy như bay. Bởi vì tới gần vô thiên chi cảnh, cái này Hiên Viên Long Tông cương vực bên trong, thiên thượng hỏa thiêu mây càng thêm cuồng bạo. Khắp nơi đều là mưa như chút nước mưa lửa, thì liền không khí đều tại thiêu đốt. Đương nhiên, tại Thanh Vân Đại Lục ngốc lâu, đi tới nơi này, cái kia nóng nảy, mênh mông hằng tinh nguyên, trực tiếp hướng giới tử bên trong chen chúc, tu luyện hiệu quả tuyệt đối càng mạnh. Hống hống hống. Đây là một cái thuộc về thần long thế giới. Khắp nơi đều là thần long cộng sinh thú. Có lớn có nhỏ. Lớn như thất tinh thần thú Tịnh Thế Bạch Linh Long, tiểu nhân tựa như là một đầu tiểu xà, quấn quanh ở trên cổ. Nhưng loại này hình thể, trong mắt đều có thể có hơn ngàn điểm sao. Điều này nói rõ Hiên Viên Long Tông huyết mạch tầng thứ, cao hơn Viêm Hoàng quá nhiều. Ầm ầm, vạn long bay vút lên. Trước mắt cái thế giới này, bây giờ xem ra coi như náo nhiệt, kỳ thật kém xa ẩn long điện trở về trước. Khi đó, thần long chạy như bay, tinh thần phấn chấn dồi dào. Vạn long thần sơn, lập tức sắp đến. Long Uyển Oánh đứng tại đầu rồng phía trên nhìn ra xa. Vạn long thần sơn tại Hiên Viên Long Tông. Giống như thanh hồn kiếm phong tại thanh hồn điện. Nơi này là thần long cộng sinh thú nhất tộc khởi nguyên chi địa. Chân chính thái cổ Hiên Viên thì cũng là ở chỗ này quật khởi, phát triển, tại mấy triệu năm lịch sử phía trên, trở thành duy nhất có thể một chút chống lại trật tự thiên tộc ngự thú sư nhất tộc. Vạn long thần sơn, có 10.000 tòa hình như thần long sơn phong. Làm thiên bảng thứ 2 tông môn, vạn long thần sơn bên trong hằng tinh nguyên phun trào, tại toàn bộ Thái Dương vạn tông số 1 số 2. Dù là bây giờ biến thành thiên bảng thứ 2, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhìn đến, trên đường chân trời chỗ cần đến, có mấy ngàn vạn hằng tinh nguyên hình thành long hình phong bạo, theo mặt đất sông lên mây xanh. Rầm rầm rầm. Thanh hồn kiếm phong là một chỗ yên tĩnh, mà cái này vạn long thần sơn vừa vặn ngược lại. Nó cẩn trọng, đại khí, dồi dào. 10.000 tòa ngọn núi hình rồng phóng lên tận trời, nhìn chằm chằm thiên thượng hỏa thiêu mây, có một loại quần long tê thiên ý chí. Chỉ nhìn một chút, đều có thể bị hắn ý chí rung động. Đây là một cái tràn ngập đấu chí siêu cấp thị tộc. Hỏa quang trùng thiên, phong bạo bao phủ, nộ long bay vút lên. Còn không có tới gần, vạn long thần sơn phía trên dỗi đưa tới hỏa dược. Vị, liền đã bao phủ ra, khiến người ta thở không nổi. Nơi này mới là vạn tông cùng trật tự thiên tộc chiến tranh bạo phát điểm. Thanh Vân Đại Lục, đó là chó săn cùng tiểu tốt tiểu đả tiểu nháo. Duy nhất khác nhau là, nơi này một mực không có đánh lên. Thế nhưng là một khi đánh lên, cái này vạn long thần sơn,
nhất định sẽ hủy thiên diệt địa. Ông, tại sắp đến gần thời điểm, Long Uyển Oánh để Tịnh Thế Bạch Linh Long về tới cộng sinh không gian. Cử động lần này là vì trước không lộ ra Lý Vô Song sự tình. Bọn họ điệu thấp tới gần Vạn Long Thần Sơn. Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc, vì trưởng khống ngày này bảng thứ hai tông môn, tự nhiên sẽ thiết trí rất nhiều tuần tra, tai mắt. Lý Vô Song cái này con tin, nhất định muốn dùng đến nhanh hung ác chuẩn. Đi tới nơi này, vô duyên vô cớ nhiều hơn một loại trật tự cảm giác. Uyển Oánh, Dương Sách. Bọn họ trên mặt đất tiến lên. Không lâu sau đó, phía trước trong núi sâu, bỗng nhiên lóe ra hai người tới. Đây là hai vị lão giả. Bọn họ là Thanh, Tử hai vị Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh tại vô thiên chi cảnh, chỉ thấy qua bọn họ. Bên này, nhìn đến bọn họ ngoắc, Dương Sách cùng Long Uyển Oánh, vội vàng áp lấy hôn mê Lý Vô Song dẫn đi. Nàng vẫn còn đang hôn mê. Thanh Long Hoàng nhìn chằm chằm Lý Vô Song, có chút ngoài ý muốn hỏi. Nàng kiếp vòng cùng thức thần, giống như xảy ra chút vấn đề, thể nội tạo thành xung đột. Dương Sách nói, như thế một cái có thể sử dụng cơ hội, cái kia càng muốn tăng thêm tốc độ. Tử Long Hoàng nói, đúng, chúng ta thêm một hai trọng giam cầm, bảo đảm nàng không thể động đậy, sau đó lập tức trở lại, Thánh Long Hoàng bên kia đã chuẩn bị xong, lập tức liền làm khó dễ. Thanh Long Hoàng nói, tốt, bọn họ dự định cầm Lý Vô Song, đổi bọn họ bị cầm tù ba vị Long Hoàng. Cái kia ba vị Long Hoàng không rõ sống chết, chính là Hiên Viên Long Tông tay cầm. Đối phương phàm là dùng tính mạng bọn họ uy hiếp, Hiên Viên Long Tông đều không có phản chế biện pháp. Nếu như có thể cứu trở về ba vị Long Hoàng, cho dù là bọn họ Long Tuyền càng nhiều, tối thiểu nhất, Hiên Viên Long Tông không đến mức bị động như thế. Hai vị Long Hoàng lại cho Lý Vô Song lên hai loại đỉnh cấp trật tự thần binh, đem nàng khóa đến ngón tay đều không thể động đậy. Đi! Bốn vị trưởng bối, ngoại trừ Dương Sách mang theo Lý Vô Song bên ngoài, còn lại ba vị Long Hoàng, mỗi người mang theo một tên tiểu bối đệ tử. Hô hô hô! Cuồng phong gào thét! Tốc độ này, nhanh đến mức Lý Thiên Mệnh đều mắt mở không ra. Uyển Oánh, làm sao đem ba cái tiểu hài mang về, Vạn Long Thần Sơn quá nguy hiểm, nhất là, chúng ta lập tức liền muốn làm khó dễ, rất có thể bạo phát đại quy mô xung đột. Thanh Long Hoàng hỏi. Thanh Thúc, hiện tại Thanh Vân Đại Lục không ai, đem bọn hắn đặt ở cái kia, ta không quá yên tâm. Không có việc gì, ta sẽ nhiều nhìn. Long Uyển Oánh nói. Ân. Hai vị này trưởng bối rất là hiền lành, chỉ là dặn dò Lý Thiên Mệnh vài câu, thì không can thiệp. Tuy nhiên đều là thế hệ trước phu thê, thế nhưng là bọn họ cùng Phong Vũ Kiếm Hoàng hoàn toàn khác biệt. Lập tức liền phải vào Vạn Long Thần Sơn, vừa đến đã có thể là đại quy mô xung đột, làm cho này siêu cấp tông môn đấu tranh, biên giới người, Lý Thiên Mệnh lại rất muốn biết, trước mắt Vạn Long Thần Sơn bên trong, song phương binh mã phối trí. Oánh Di, có thể hay không cùng ta nói một thứ đại khái? Lý Thiên Mệnh hỏi, đương nhiên có thể nha. Long Uyển Oánh chính dẫn theo cổ của hắn, ở trên mặt đất bay lượn ngang dọc đây. Nàng ngóng nhìn Vạn Long Thần Sơn, ánh mắt lạnh xuống, nói. Trước kia Thái Dương Đế Tôn công phá chúng ta thủ hộ kết giới, thì mang đến 10 triệu Ẩn Long Điện chiến sĩ cùng 5 triệu trật tự thiên tộc. Cho đến nay, cái này 15 triệu người, vẫn bá chiếm Vạn Long Thần Sơn, 3.000 thiên long ngọn phong, mà chúng ta tông môn nguyên bản đội ngũ, thối lui đến vòng ngoài, 7.000 địa long sơn. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng có thể nhìn đến. Cái này Vạn Long Thần Sơn trung gian 3.000 tòa hạch tâm sơn phong, càng bao la, vĩ đại cao lớn. Mà chung quanh hơn 7.000 sơn phong, thì giải rác phân bộ. Hiên Viên Long Tông có nội tông cùng ngoại tông khác nhau. Nội tông, là hạch tâm tinh anh chi địa. 3.000 thiên long phong, nơi ở, cũng là nội tông. Nói ngắn gọn, Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc, hiện tại chiếm cứ nội tông địa bàn, ngược lại đem tất cả Hiên Viên Long Tông người, chạy tới ngoại tông, 7.000 địa long sơn. Rất hiển nhiên, nội tông, 3.000 thiên long phong, mặc kệ là hằng tinh nguyên, vẫn là thiên hồn, linh khoáng, đan dược các loại tài nguyên tu luyện, đều cao cấp hơn. Bây giờ, đều bị Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc chiếm đoạt. Không có cách, trên tay bọn họ có 6 cái long tuyền, nắm trong tay nội tông đại bộ phận kết giới. Chúng ta không rút lui, lại càng dễ bị tiến công. Long Uyển Oánh bất đắc dĩ nói. Long Tuyền bị lấy đi, tương đương với cổ bị đối phương ấn xuống. Ẩn Long Điện theo Hiên Viên Long Tông phân liệt thời điểm, thì mang đi tổ tông 3 cái Long Tuyền.
điểm này, Thánh Long Hoàng bọn họ hoàn toàn không có cách nào. Cái này 10 triệu ẩn long điện chiến sĩ, cùng 5 triệu trật tự thiên tộc, đại khái thực lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ẩn long điện 10 triệu người, trên cơ bản đều thuộc về ẩn long quân cánh cửa là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, hai bên, nói cách khác, ẩn long điện cơ hồ đem bọn họ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên người, toàn bộ triệu tập tới. Ở trong đó, tu vi vượt qua tinh tướng thần cảnh cấp 9, đều có 1 triệu người. Cái này một nhóm người gọi, Trúc Long Hồn, bọn họ có thể cường độ, đại khái tương đương với 100.000, thanh hồn kiếm tu, đi. Long Uyển Oánh nói. Hơn 10 triệu, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, trở lên, ẩn long quân, hơn 1 triệu, tinh tướng thần cảnh cấp 9, trở lên, Trúc Long Hồn. Lý Thiên Mệnh nghe được có chút tê cả da đầu. Cái này trật tự chi địa hàng tinh nguyên dựng dục cường giả, thực sự nhiều lắm. Điều này nói rõ, trật tự chi địa, binh lính, mức độ, đại khái tập trung ở tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất đến cấp 9. Cấp 9 trở lên, xem như cường giả quân đoàn, tinh anh quân đoàn. Ẩn Long Điện, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, trở lên, đều có hơn 10 triệu người, cái này rõ ràng so Vân Thượng Tiên Cung mạnh hơn nhiều. Lúc trước Vân Thượng Tiên Cung, tập trung 10 triệu tinh tướng thần cảnh, trong đó 99% đều là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở xuống. Cái này muốn tính toán ra, Ẩn Long Điện vượt qua tinh tướng thần cảnh tu luyện giả, khả năng hơn 100 triệu. Trình độ này, tại Vạn Tông đều xem như nhất lưu tông môn. Thậm chí, có thể so với một cái thiên thần kiếm tông. Bọn họ 1 triệu, Trúc Long Hồn, mức độ thì cùng đi qua Thanh Vân Đại Lục 300.000, thiên thần kiếm tu tương đương. Loại này tinh anh quân đoàn, nói thật, thiên thần kiếm tông cũng chỉ có 1 triệu hai bên. Tăng thêm trật tự thiên tộc, này bằng với, một cái nửa thiên thần kiếm tông, chú đóng ở Hiên Viên Long Tông hạch tâm vị trí. 5 triệu trật tự thiên tộc đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Bọn họ là trật tự thiên tộc một cái thống nhất quân đoàn, gọi là Viêm Ma Quân, mỗi một cái cũng đều là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên, hắn bên trong vượt qua tinh tướng thần cảnh cấp 9 thức thần tu luyện giả, cũng có 500.000 trở lên. Nói cách khác, tổng số 15 triệu chiến sĩ, 1,5 triệu tinh anh. Thanh Vân Đại Lục bên kia, cái kia Vạn Tông Liên Minh trăm vạn đại quân, đều là tinh anh. Nhưng cùng nhau, số lượng còn không bằng Vạn Long Thần Sơn bên này. Ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc tinh anh tăng theo cấp số cộng. Cường giả nhiều lắm. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh ngược lại cũng sẽ không nhục chí. Những người này có thể trên chiến trường, tối thiểu tu luyện mấy trăm năm, từng cái đều là tu luyện kiếp sống đỉnh phong, cùng tiểu bối đệ tử không là một loại khái niệm. Bọn họ loại này số tuổi, hai bên thiên hạ đại cục rất bình thường. Vậy chúng ta bên này đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Long Uyển Oánh hé miệng nở nụ cười, nói. Trước mắt tụ tập tại Vạn Long Thần Sơn, bên trong Cửu Long Đế Quân, hết thảy có 25 triệu, trong đó tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên, Thánh Long Hồn cũng có 2 triệu hai bên. Đây là chúng ta Hiên Viên Long Tông toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở xuống tu luyện giả rất nhiều, nhưng phân bộ quá rộng, tạm thời không có cách nào vận dụng. Cửu Long Đế Quân, Thánh Long Hồn, đây đều là biên chế bên trong chiến lực. Trong đó, Cửu Long Đế Quân đại khái giống như là Ẩn Long Quân. Thánh Long Hồn, giống như là Trúc Long Hồn. Chỉ là rất rõ ràng, Hiên Viên Long Tông tại binh lính cùng tinh anh phía trên, đều vượt qua đối thủ. 25 triệu, so sánh 15 triệu. Tuy nhiên chúng ta nhiều người, nhưng là Long Tuyền tại đối diện trên tay, mà còn có 3 cái Long Hoàng bị bắt cóc, đánh loại này hoàn toàn không có kết giới tao ngộ chiến, giết địch 1.000, tự tổn 800. Coi như có thể cầm xuống đối thủ, chúng ta Hiên Viên Long Tông cơ hồ cũng hủy đi. Nếu như chúng ta cùng Ẩn Long Điện đồng quy vô tận, trật tự thiên tộc nhất định thật cao hứng. Long Uyển Oánh lắc đầu nói. Ta minh bạch. Đây chính là Hiên Viên Long Tông chỉ có hơn 20 triệu đại quân, lại khắp nơi cản tay nguyên nhân. Căn bản không đánh được. Bất quá Lý Thiên Mệnh vẫn là cảm khái, Hiên Viên Long Tông thật không hổ là Thái Dương Vạn Tông nội tình hùng hậu nhất tông môn. Cái này 25 triệu, Cửu Long Đế Quân, bên trong còn có 2 triệu, Thánh Long Hồn, thực lực vẫn phải có. Trò chuyện đến nơi đây, Lý Thiên Mệnh bọn họ, đã bước vào Vạn Long Thần Sơn phạm vi bên trong. Trước mắt từng tòa ngọn núi hình rồng, lộ ra càng thêm bá khí, cẩn trọng. Mỗi trên một ngọn núi, đều có đại lượng ngự thú sư cùng thần long. Đây là quả thực là thần long thiên đường. Đến sau này, Lam Hoang đều thập phần hưng phấn.
Điều này nói rõ mặc kệ nó lớn lên nhiều kỳ quái, trên bản chất đều là rồng. Giống giống. Đúng vào lúc này, phía trước hơn ngàn cái tiền bối cường giả đến. Trong đó cầm đầu, chính là mọc ra sừng rồng, Thánh Long Hoàng. Uyển Oánh, Dương Sách, các ngươi lập xuống đại công. Trông thấy Lý Vô Song về sau, Thánh Long Hoàng ánh mắt nóng rực. Sau lưng tất cả cường giả, đều khó mà che giấu kích động trong lòng. Thật là Lý Vô Song. Loại thời điểm này, nàng còn tại Thanh Vân Đại Lục loạn lắc, cũng quá coi thường chúng ta. Bạch Long Hoàng cùng Đại Mạc Ti có thể bắt lấy nàng, đoán chừng hao phí không ít công phu. Tại bọn họ nghị luận thời điểm, Thanh Long Hoàng trực tiếp xử cái nhan sắc. Thánh Long Hoàng gật đầu, quay đầu mặt hướng mọi người, thanh âm trầm giọng nói. Lập tức thống ngự đế quân, áp tiến 3.000 thiên long phong, dùng Lý Vô Song mở đường. Vâng. Thanh âm vang dội, chấn động ra đi. Cái này hơn nghìn người chính là Cửu Long đế quân thống soái. Bọn họ phân tán ra, tiếng kèn nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Long Thần Sơn đều bị chấn động. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, chung quanh ngọn núi hình rồng bên trong, nguyên một đám ngự thú sư khống chế lấy thần long cộng sinh thú lao ra, vô số thần long phóng hướng chân trời. Rầm rầm rầm, 10 triệu thần long, hướng tới bầu trời, sắp hàng chỉnh tề. Tràng diện này, thực sự quá hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh được chứng kiến Thanh Vân Đại Lục 1 triệu cấp bậc quy mô đại chiến, thế nhưng là vừa tới nơi này, phát hiện Vạn Long Thần Sơn, đây là càng kinh khủng quy mô. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời, tất cả đều là nộ long. Cửu Long đế quân nghe lệnh. Thánh Long Hoàng thanh âm, chấn động dãy núi. Theo ta cùng một chỗ, gặp mặt Ẩn Long Điện, Trật Tự Thiên Tộc, vì ba vị Long Hoàng, lấy lại công đạo. Là. Ong ong. Đinh tai nhức óc. So sánh Thanh Vân Đại Lục tu luyện giả, Hiên Viên Long Tông quân đoàn, rõ ràng càng thống nhất, quản lý càng nghiêm minh, càng giống là bện thành một sợi dây thừng siêu cấp quân đoàn. Xuất kích. Rầm rầm rầm. Lúc này mới vừa tới, Lý Thiên Mệnh liền bị đại quân vây quanh, theo 7.000 địa Long Sơn, xông về nội tông 3.000 thiên Long Phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, 3.000 thiên Long Phong bên trong, tiếng giống nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Hiên Viên Long Tông hội bỗng nhiên làm khó dễ. Bất quá, nơi này thời gian dài đều là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cho nên đối phương cảnh giác rất đủ. Trong thời gian thật ngắn, nội tông vị trí, cũng có phía trên 10 triệu trở lên thần long xông lên mây xanh. Rầm rầm rầm. Thần long đại quân, ngay tại trong ngoài tông đường ranh giới ăn ảnh ngộ. So sánh đến xem, chịu đủ lấn ép Hiên Viên Long Tông Cửu Long đế quân, khẳng định khí thế càng hung. Chỗ lấy khí thế hung, đó là bởi vì rất nhiều người đều nhìn đến, Thánh Long Hoàng trong tay, áp tải một cái Trật Tự Thiên Tộc nhân vật mấu chốt. Đó là Thái Dương đế tôn muội muội, Lý Vô Song. Nghe nói, nàng nắm giữ Trật Tự chi địa, lớn thứ hai quyền thế, trước kia, liền Thất Long Hoàng cũng không dám trêu chọc nàng. Ta hiểu được, Long Hoàng nhóm đây là muốn. Cơ hội tới. Bị đè nén lâu như vậy, mỗi cái chiến sĩ, đã sớm lửa giận ngập trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thần long ngự thú sư. Trật tự chi địa dạng này bao la thế giới, lớn hơn nữa cộng sinh thú, đều quen thuộc bên ngoài. Lý Thiên Mệnh gặp nhiều các loại thần diệu cộng sinh thú, giờ phút này nhìn đến mấy chục triệu thần long phi vũ thương thiên, vẫn là có nhìn mà than thở cảm giác. Hống hống hống. Hai quân rỗi. Ngoại trừ Ẩn Long Điện, Ẩn Long Vệ, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến rất nhiều Trật tự thiên tộc. Bọn họ đứng tại Ẩn Long Điện mọi người sau lưng, tụ tập cùng một chỗ, ước chừng có mấy triệu người dần dần xuất hiện. Rất rõ ràng có thể nhìn đến, bởi vì thị tộc cường đại, trong lòng bọn họ phá lệ tự tin, tự cao tự đại. Ánh mắt cùng thần thái, lộ ra phá lệ bế nghế, bá đạo. Dù là hơn 10 triệu, Cửu Long đế quân, tụ tập, bỗng nhiên làm khó dễ, những người này vẫn mặt không đổi sắc. Hiên Viên Long Tông điên rồi. Bọn họ không biết, chúng ta ước gì bọn họ chủ động tiến công a. Chỉ cần bọn họ dám giết thương tổn chúng ta người, chúng ta thì có lấy cớ, giết hắn gấp 10 gấp trăm lần. Đúng, Ẩn Long Điện bên này, tuy nhiên 10 triệu Ẩn Long vệ đô tới chỗ này, là bọn họ tất cả chiến lực, nhưng chúng ta Trật tự thiên tộc, chỉ cần có lấy cớ, tiếp viện 30 triệu, 40 triệu đều không là vấn đề. Không nên cùng Trật tự thiên tộc so quân đội. Chỉ là, Viêm Ma quân, loại này 5 triệu quy mô thần quân, bọn họ đều nắm chắc 10 chi. Chỉ là tạm thời không có lấy cớ tới thôi. Chính vì vậy,
đối mặt Hiên Viên Long Tông đột nhiên làm khó dễ, Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên tộc người, tựa hồ cũng có vui vẻ ra mặt ý tứ. Ba vị Long Hoàng đến. Viêm Ma Hoàng, Lý Tiêu Diêm, đến. Trúc Long Hoàng, Huyết Long Hoàng cùng Minh Long Hoàng, là Ẩn Long Điện tam đại chí tôn. Viêm Ma Hoàng, Lý Tiêu Diêm, thì là Viêm Ma Quân Nguyên Soái. Cũng là Thái Dương Đế Tôn trái phải bên cạnh. Ong ong ong. Tại vô số người nóng rực trong ánh mắt, bốn vị này đảo loạn đến Hiên Viên Long Tông không được an bình cường giả, xuất hiện tại Thánh Long Hoàng bọn họ trước mắt. Đầu tiên là cái kia Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm. Đây là một cái vóc người cao lớn tóc vàng trung niên nhân, thân mặc đồ trắng viền vàng trường bào, trước ngực thêu lên lửa nóng mặt trời ấn ký. Xem xét cũng là tiêu chuẩn Trật Tự Thiên tộc cường giả. Ba vị Ẩn Long Điện Long Hoàng, đó cũng là nhân vật không đơn giản. Ở giữa Trúc Long Hoàng, ngược lại trẻ tuổi nhất, cùng Lý Tiêu Diêm, Lý Vô Song tương đương. Ngay tại trong cả đời, lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Trúc Long làm lửa, cho nên cái này Trúc Long Hoàng, khí chất cùng Lý Tiêu Diêm tương tự. Chỉ là, Lý Tiêu Diêm là Thái Dương chi hỏa, nhiệt liệt đốt cháy. Mà Trúc Long Hoàng, là âm tà chi hỏa. Cái kia một thân hắc bào tĩnh mịch như quỷ, khuôn mặt phá lệ trắng xám, tiếp cận không còn nét người. Làm tam nhãn chân long mạch, hắn cũng có ba con mắt. Chỉ là mi tâm mắt dọc bình thường đóng lại. Vậy còn dư lại trong hai mắt, đốt cháy hắc ngọn lửa màu đỏ, dường như có thể bị bỏng thần hồn. Ở bên cạnh hắn Minh Long Hoàng, Huyết Long Hoàng, một người mặc áo bào xanh, một người mặc huyết sắc áo giáp. Hai người cũng đã có tóc trắng, số tuổi cùng xanh tử Long Hoàng không sai biệt lắm. Loại kia bá đạo, cường thế cảm giác, không kém chút nào. Muốn đến, thì coi như bọn họ bởi vì thọ nguyên đại nạn, thực lực bắt đầu suy kiệt, hiện tại cũng có rất mạnh thủ đoạn. Cái này bốn cái đại nhân vật, trên cơ bản cũng là Hiên Viên Long Tông cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dù là Hiên Viên Long Tông cường giả, Cửu Long Đế Quân số lượng càng nhiều, nhưng muốn nhổ bọn họ, vẫn là vô cùng khó khăn. Nhất là Trúc Long Hoàng. Nghe nói thực lực của hắn, cũng không so Thánh Long Hoàng kém. Càng mấu chốt là, hắn so Thánh Long Hoàng tuổi trẻ nhiều lắm. Số tuổi chênh lệch, cũng là Thái Dương Đế Tôn mưu lược. Hắn đều không cần động thủ, theo thời gian trôi qua, này lên kia xuống, Ẩn Long Điện đều có thể dựa vào Trúc Long Hoàng nhóm người này, từ đầu đến đuôi trưởng khống Hiên Viên Long Tông. Giờ phút này, cường giả song phương, tại vạn quân trước đó dỗi. Bầu không khí như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thánh Long Hoàng trong tay dẫn theo hôn mê Lý Vô Song. Hiện tại Lý Vô Song, mặt như giấy trắng, vô cùng suy yếu, hấp hối. Xem ra rất chật vật, thê thảm. Đối diện cái kia bốn vị, tự nhiên trước tiên, liền thấy nàng hình dáng. Nhất là Lý Tiêu Diêm. Hắn như thế nào không biết Lý Vô Song. Chỉ là tại loại này điều kiện tiên quyết, Lý Thiên Mệnh phát hiện, bốn người bọn họ biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Giống như không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Lại hoặc là nói, đây là, không có sợ hãi. Bọn họ ép buộc Vô Song cô nương. Tin tức này, dẫn bạo toàn trường. Cái gì? Đại bộ phận Ẩn Long vệ cùng Trật Tự Thiên tộc, đến thời khắc này mới biết rõ Hiên Viên Long Tông ỷ vào. Thật là lớn gan chó, bọn họ không biết, đế tôn đến cỡ nào sủng ái cô muội muội này sao? Ha ha, Hiên Viên Long Tông những người này, xong đời. Cả tòa Vạn Long Thần Sơn tiếp tục ồn ào. Song phương bên trong, đa số người hai mắt bốc hỏa. Trong tay đã cầm binh khí. Thẳng đến Trúc Long Hoàng giơ tay lên, ra hiệu để mọi người an tĩnh, hai bên phong ba, lúc này mới tiêu tán một số. Thánh Long Hoàng, người làm sao làm, Vô Song cô nương thế nhưng là chúng ta Hiên Viên Long Tông khách nhân, sao có thể vô lễ như thế đâu. Trúc Long Hoàng mặt mỉm cười, ánh mắt lại hùng hổ dọa người. Đừng nói những thứ nhàm chán này, chúng ta mục đích hôm nay rất đơn giản, dùng an nguy của nàng, đổi chúng ta ba vị Long Hoàng. Ba vị Long Hoàng an toàn, nàng thì an toàn, bọn họ không bình an, cái kia cũng đừng trách chúng ta không có thương hương tiếc ngọc. Thánh Long Hoàng nói, ngươi dám công nhiên bắt cóc ta Trật Tự Thiên tộc nhân vật trọng yếu. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, Thái Dương Đế Tôn cùng Trật Tự Thiên tộc lửa giận, ngươi chịu đựng nổi sao? Bên cạnh Viêm Ma Hoàng, Lý Tiêu Diêm, nói, thì cho phép người Trật Tự Thiên tộc bắt cóc ba chúng ta vị Long Hoàng, thì không cho phép ta nhóm bắt cóc người sao của các ngươi. Là các ngươi làm loạn trước đây, chúng ta đây chỉ là hướng các ngươi học tập. Bạch Long Hoàng, Long Uyển Oánh, trợn mắt một cái nói.
chớ nói nhảm, cái kia ba vị Long Hoàng, chỉ là tại chúng ta Ẩn Long Điện, làm khách cùng trật tự thiên tộc không quan hệ. Các ngươi lại vô cớ trọng thương, làm nhục đế tôn muội muội, xem ra là muốn cho trật tự thiên tộc xuất binh, đến giải cứu Lý Vô Song đâu. Thánh Long Hoàng, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, một khi trật tự thiên tộc đại quân giết tới, chúng ta Ẩn Long Điện có thể không nguyện ý cho các ngươi ngu xuẩn tính tiền. Đến lúc đó, thật vất vả trọng tổ Hiên Viên Long Tông, nếu là bởi vì các ngươi gặp nạn, các ngươi cũng là thiên cổ tội nhân. Trúc Long Hoàng hơi hơi hí mắt, nói đến hời hợt, có thể trong lời nói uy hiếp có rất nhiều tác dụng. Bọn họ giảo hoạt ở chỗ, đem chính mình định nghĩa vì Hiên Viên Long Tông một bộ phận. Bọn họ cùng Thánh Long Hoàng bọn họ là một đạo, mà trật tự thiên tộc là khách nhân. Thứ này cũng ngang với, bọn họ đuổi bắt Lý Vô Song, cũng là hồ nháo bên trong hồ nháo. Nói trắng ra là, hành động như vậy, quả thật có thể để trật tự thiên tộc, có lấy cớ xuất binh đối phó Hiên Viên Long Tông. Đây hết thảy, Long Uyển Oánh bọn họ đều hiểu. Loại này đánh cược, khẳng định không thể bị hù sợ. Thánh Long Hoàng chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, nói, các ngươi nói nhăng gì đấy. Ba chúng ta vị Long Hoàng, muốn là tại Ẩn Long Điện làm khách, cái kia Lý Vô Song cô nương, cũng chỉ là tại chúng ta cái này làm khách, tất cả mọi người là làm khách, tại sao bắt cóc nói chuyện. Khác che che lấp lấp, cái gọi là Ẩn Long Điện, không có gì hơn cũng là trật tự thiên tộc chó săn, lần này mượn trở về lấy cớ, dẫn sói vào nhà, đem tổ tông truyền thừa, chắp tay để cho chủ nhân của các ngươi, như thế ti tiện khí tiết, mất hết tiền bối mặt mũi, càng có lỗi với các ngươi trên thân chảy thần long chi huyết. Đúng, làm phiền các ngươi, làm người chó săn liền dứt khoát một số, chớ cho mình tìm đường hoàng lý do. Từ xưa đến nay, Thái Dương Vạn Tông cùng trật tự thiên tộc đều là tử thù. Các ngươi mời cái này 5 triệu trật tự thiên tộc, lưu lại chúng ta Vạn Long Thần Sơn, còn nói gì trở về. Chó săn cũng là chó săn. Trúc Long Hoàng, người thật muốn cầm Hiên Viên Long Tông tới nói sự tình, thật muốn đứng tại chúng ta nhất tộc trên lập trường, người nên lập tức đuổi đi trật tự thiên tộc, cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, đây mới gọi là trở về, hiểu không? Long Uyển Oánh nói. Ai cũng biết, cái gọi là trở về, là chuyện gì xảy ra. Những lời này nói ra miệng. Hiên Viên Long Tông bên này, quần hùng xúc động phẫn nộ. Thánh Long Hoàng dẫn theo Lý Vô Song, giơ lên trước mắt, hô một tiếng. Đừng nói nhảm, thả người. Thả người. Vạn chúng nộ hống. Bất kể nói thế nào, đường đường đế tôn muội muội bị người dạng này cầm trên tay, vậy cũng thẳng mất mặt. Cái kia Lý Tiêu Diêm xuất lĩnh 5 triệu trật tự thiên tộc, đầu tiên liền nhìn không được. Thánh Long Hoàng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại không thả Vô Song. Ta trật tự thiên tộc, sẽ làm cho ngươi cái này Vạn Long Thần Sơn, biến thành nhân gian luyện ngục. Lý Tiêu Diêm trầm giọng nói. Nếu như các ngươi cái này thất mạch chết xong, cái kia đều là các ngươi mấy cái trách nhiệm. Trúc Long Hoàng âm u nói bổ sung. Không quan trọng, tới đi, chúng ta đều không sợ chết, cho dù chết, đều có thể thẳng tắp sống lưng, không giống các ngươi những thứ này làm chó, chỉ có thể bốn chân chạm đất, chó vẩy đuôi mừng chủ. Liền để trật tự thiên tộc xuất binh. Đến diệt vong chúng ta, ta ngược lại muốn nhìn xem, một cái khắp nơi đều có vong hồn tông môn, các ngươi chiếm có làm được cái gì? Thánh Long Hoàng cười to. Ẩn Long Điện trở về cùng hủy diệt Hiên Viên Long Tông, cái kia là hai chuyện khác nhau. Thái Dương Đế Tôn chính là dùng Ẩn Long Điện trở về lấy cớ, mới khiến cho còn lại Vạn Tông không có cách nào giúp đỡ. Chiến tranh. Nói thật, Thái Dương Đế Tôn chưa hẳn hy vọng loại tình huống này phát sinh. Đối mặt loại này anh dũng chịu chết đối thủ, giết địch 1.000, tự tổn 800. Tạch tạch tạch, Thánh Long Hoàng lúc nói chuyện, ngón tay thì nắm bắt Lý Vô Song phần gáy. Hắn làm cho đối phương 15 triệu người, đều có thể nhìn đến Lý Vô Song thời khắc này bộ dáng. Chúng ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần ba vị Long Hoàng, bình an trở về. Thánh Long Hoàng híp mắt nói. Hắn không muốn Long Tuyền. Bởi vì hắn biết, vậy căn bản không có khả năng. Long Tuyền là Thái Dương Đế Tôn cầm xuống, trưởng khống Hiên Viên Long Tông hạch tâm chi vật, muốn dùng Lý Vô Song giải quyết hết thảy, rất dễ dàng làm cho đối phương đều mất đi kiên nhẫn, tiếp theo dẫn phát không thể vãn hồi kết cục. Dùng Lý Vô Song đổi ba vị Long Hoàng, có thể nói vô cùng công bình. Rầm rầm rầm, Cửu Long Đế Quân bên này, hơn 10 triệu người cùng thần Long, nhìn chằm chằm đối thủ, còn đang gào thét thả người, hai chữ này. Khí thế rời núi lấp biển. Đây hết thảy đều đang nói rõ, muốn chinh phục cái này thị tộc, gánh nặng đường xa. Đối bọn hắn tới nói, người có thể chết,
nhưng là muốn bọn họ cúi đầu, khó. Đối mặt dạng này nội tình thâm hậu, truyền thừa mấy triệu năm thần long nhất tộc, Thái Dương Đế Tôn muốn thông qua tẩy não đời sau, triệt để hàng phục bọn họ, khó tránh khỏi có chút lạc quan. Thế mà, ẩn long điện tồn tại, là một cái mỉa mai. Lại cứng rắn khí thị tộc, còn không phải sẽ làm chó. Hoặc do chính là ẩn long điện, cho trật tự thiên tộc lòng tin. Chỉ là hôm nay, như thế xương cứng cửu long đế quân, vẫn là để ẩn long điện cùng trật tự thiên tộc cảm thấy khó chơi. Chinh phục, so đồ sát càng khó. Thả người. Tiếng giống lại lần nữa rời núi lấp biển. Lý Vô Song toàn thân rũ cụp lấy, tóc rối tung, da thịt trắng bệch. Giống như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng, lại bị người giẫm tại dưới chân. Oanh! Tiếp lấy thời khắc này tình thế, 25 triệu cửu long đế quân cơ hồ toàn bộ xuất hiện, hướng về 3.000 thiên long phong, trấn áp tới. Trong lúc nhất thời chống trận thông thiên, long ngâm nổi lên bốn phía. Ẩn long vệ cùng trật tự thiên tộc bị tiếp cận gấp hai đối thủ vây quanh, tăng thêm đối phương mượn nhờ trấn áp Lý Vô Song tình thế, niềm tin mạnh đến mức nổ tung, nguyên một đám nhiệt huyết dâng trào, thấy chết không sờn. Khí thế phía trên linh hồn kiên cường, đây là ẩn long điện ẩn long vệ, không có. Tại cỗ này trấn áp phía dưới, bọn họ thậm chí cảm giác, đối phương rất có thể sẽ hô nhau mà lên. Cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Thả người. Càng thanh âm điếc tai nhức óc, tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Rất nhiều người đều chấn động đến thất khiếu chảy máu. Thánh Long Hoàng trực tiếp dẫn theo Lý Vô Song, đến Trúc Long Hoàng bọn họ trước mắt. Tuy nhiên không nói chuyện, thế nhưng là bốn cái Long Hoàng tăng thêm dương sách ánh mắt, nói rõ ý chí của bọn hắn. Chiến hỏa tại lúc này cơ hồ dẫn bạo. Khác đều sợ chết, những xúc sinh này vẫn luôn tại thông qua chèn ép chúng ta tiểu bối tự tin, muốn để con của chúng ta, cùng bọn hắn cùng một chỗ làm người chó săn. Không giết chết bọn họ, sớm muộn có một ngày, các người đời đời con cháu, cùng bọn hắn cùng một chỗ, đối ngoại tộc chó vẩy đuôi mừng chủ. Mạng của chúng ta không đáng tiền, nhưng cũng không thể không tử chiến một trận, thì cho người ta quỳ xuống. Mảnh đất này, là chúng ta tổ tiên dựa vào hai tay đánh xuống, chỉ có bất hiếu, vô năng con cháu, mới bán tổ cầu vinh. Đừng nhìn cái này cái gì Trúc Long Hoàng, Minh Long Hoàng, Huyết Long Hoàng, nguyên một đám dạng chó hình người. Danh xưng thông thiên cường giả, lão tử cái thứ nhất xem thường bọn họ, ha ha, thật mẹ nó hạ tiện. Đây là Hiên Viên Long Tông bị đè nén hơn mấy tháng phẫn nộ. Nói thật, nếu như lúc này thời điểm Thánh Long Hoàng cái kế tiếp chiến lệnh, bọn họ thật sẽ không để ý hậu quả, cứ như vậy giết tới. Trong vòng mấy tháng, đời đời con cháu đều tại bị đánh, bị người nhục nhã, có nhà cũng không thể về. Ai chịu nổi loại khuất nhục này? Nếu như lo lắng chết người, diệt vong. Liền muốn để cho người khác cưỡi ở trên đỉnh đầu đi tiểu, vậy chúng ta tu luyện làm gì? Theo xuất sinh đi học tập đối cường giả vẫy đuôi, không cũng có thể sống sót. Thà rằng làm người chết, không muốn làm chó sinh. Tâm tình như vậy, tại 25 triệu người trong lòng lan tràn. Lại không thả người, toàn bộ cùng chết. Rầm rầm rầm, như thủy triều tiếng gầm, khí thế ngập trời, để ẩn long điện cùng trật tự thiên tộc liên tục lùi về phía sau. Nếu không phải cửu long đế quân quản lý tốt, lúc này thời điểm phàm là xuất hiện một người động thủ trước, tràng diện đều muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại loại này ngập trời khí thế chân áp xuống, ẩn long điện cùng trật tự thiên tộc các cường giả, sắc mặt đã sớm thay đổi. Phải chăng muốn xin chỉ thị đế tôn? Trúc Long Hoàng hỏi. Không còn kịp rồi. Lý Tiêu Diêm nói. Được, vậy trước tiên thả ba cái kia lão bất tử, dù sao long tuyền nơi tay, bọn họ cũng không có tác dụng gì. Trúc Long Hoàng nói, Vô Song quá tôn quý, bị Thánh Long Hoàng dạng này bắt, xác thực có hại ta trật tự thiên tộc mặt mũi. Bất quá, hôm nay phiền toái nhất chính là bọn hắn nhân cơ hội trấn áp chúng ta, hôm nay không có chút nào phòng bị, không phải khai chiến thời cơ, nhưng bọn hắn bắt cóc, lăng nhục Vô Song đã là sự thật, vạn chúng có thể thấy được, chúng ta trước tiên đem Vô Song tiếp đến, lại nghe đế tôn chỉ lệnh, phải chăng muốn nhờ cơ hội này, hung hăng bị thương bọn họ. Lý Tiêu Diêm âm thanh lạnh lùng nói. Huynh đệ, người chờ không nổi muốn thấy máu đi. Trước kia, chúng ta quá hòa khí. Trúc Long Hoàng nói. Vậy phải xem đế tôn có cho hay không cơ hội này, ha ha. Lý Tiêu Diêm nói. Lần trước có người đối Vô Song cô nương bất kính, chết hiểu ở Vạn Long Thần Sơn bên ngoài, vẫn là cái đế tôn chi tư đâu, ha ha. Nói lên Long Quân Hiên, Trúc Long Hoàng càng là cười lạnh. Trò chuyện đến nơi đây. Hắn liền đứng dậy.
ngàn vạn người ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Được, chúng ta thả người. Nghe được câu này, Thánh Long Hoàng giơ tay lên, Cửu Long Đế Quân cái này mới chậm rãi an tĩnh lại. Đối Thánh Long Hoàng tới nói, nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng lấy mạng người chồng chất, đến vì Hiên Viên Long Tông bảo vệ tôn nghiêm. Mời. Thánh Long Hoàng nói. Người tới, đem ba vị Long Hoàng mời đi ra. Trúc Long Hoàng cắn răng nói. Đây là Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc một lần nhượng bộ. Đại đa số người bọn hắn, tự nhiên tương đương khó chịu. Vạn chúng chú mục bên trong, ba vị tuổi tác không nhỏ Long Hoàng, đi tới trước mắt mọi người. Có thể nhìn đến, thân sắc của bọn hắn đều rất mệt mỏi, hiển nhiên nhận lấy không ít tra tấn. Mà dù sao đều là cứng cỏi nhân vật, chỉ cần có thể thở một cái, bọn họ còn có thể thẳng tắp cái eo. Tối thiểu nhất, bọn họ so Lý Vô Song trạng thái tốt hơn nhiều. Tạch tạch tạch, Trúc Long Hoàng bọn họ, giải trừ ba vị này trên người gông xiềng. Đây là làm khách, người người cười lạnh. Giải trừ gông xiềng về sau, ba vị Long Hoàng hoạt động một chút gân cốt, quay đầu ngắm Trúc Long Hoàng liếc một chút. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nhận qua làm nhục, sớm muộn có một ngày, gấp 10 lần còn cho ngươi. Ở giữa, Thương Long Hoàng, nói. Hai vị khác, thì là Xích Long Hoàng cùng Lam Long Hoàng. Trúc Long Hoàng cười lạnh, lười nhác đáp lại. Ba vị Long Hoàng không thế nào dừng lại, cấp tốc về tới Thánh Long Hoàng bọn họ bên này. Kể từ đó, Thất Long Hoàng đủ. Như thế nào? Thánh Long Hoàng liền vội hỏi. Chịu không ít khổ đầu, bất quá không có việc gì, tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, lão cốt đầu, không chết được. Thương Long Hoàng nói. Ừm. Gật đầu về sau, Thánh Long Hoàng tại vạn chúng chú mục bên trong, giải trừ đi Lý Vô Song trên người gông xiềng. Nói thật, nữ nhân này là cái khoai lang bỏng tay. Mục đích đạt đến, còn không bằng tranh thủ thời gian xuất thủ. Long Uyển Oánh thế nhưng là tương đương không cam lòng. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nhìn, Thánh Long Hoàng đem Lý Vô Song ném tới đối diện đi, bị Lý Tiêu Diêm tiếp được. Hắn kiểm tra một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Thất Long Hoàng, lạnh giọng hỏi, các ngươi đối nàng làm cái gì? Nàng là mình hôn mê, muốn biết đáp án, hỏi các ngươi đế tôn đi. Long Uyển Oánh nói. Hừ. Lý Tiêu Diêm lạnh hừ một tiếng. Vô ý ở giữa, hắn thấy được Lý Vô Song một cái kia mặt quỷ kiếp vòng. Trong lúc nhất thời, hắn nheo mắt, vội vàng giúp nàng ngăn trở. Vô Song cô nương thế nào? Trúc Long Hoàng bọn họ quan tâm hỏi. Không có đại sự, cũng là hôn mê, không bị thương tổn. Lý Tiêu Diêm nói. Vậy là tốt rồi. Ẩn Long Điện ba vị Long Hoàng, đều thở dài một hơi. Ta trước mang nàng đi nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Lý Tiêu Diêm liền đi trước. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Lý Vô Song còn lại kiếp vòng. Cũng bắt đầu biến hóa a. Nhìn kỹ, đều có thể phát hiện, mỗi một vầng trăng kiếp vòng, tựa hồ cũng tại hướng lấy mặt quỷ chuyển biến. Có ánh trăng bên trong, đã xuất hiện một đôi tinh hồng hai mắt. Kinh lịch lần lột xác này, Vô Song chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên. Ta liền nói. Nàng làm sao có thể bị Long Uyển Oánh Dương Sách bắt lấy đâu, nguyên lai là chính mình hôn mê. Lý Tiêu Diêm quay đầu nhìn xa xa Long Uyển Oánh liếc một chút, trong ánh mắt, tràn đầy sát cơ. Con tin đổi, tranh phong đối lập thì không cần thiết. Đối Hiên Viên Long Tông tới nói, ba vị Long Hoàng an toàn trở về, đây là đại hỷ sự. Hôm nay đã huyết kiếm lời. Rút lui. Thánh Long Hoàng ra lệnh, hơn 20 triệu đại quân lui về sau. Rầm rầm rầm, đám người giống như là thủy triều tán đi. Khác đắc ý, không xong đâu. Ẩn Long Điện bên này, rất nhiều người tiếp tục gọi rầm rĩ. Để cho các ngươi tiểu hài tử nấp kỹ, chớ lộ diện. Nói đến rất có cốt khí bộ dáng, còn không phải một đám rác rưởi. Trách không được rơi xuống đến thiên bảng thứ hai, đời đời con cháu, đều quá phế vật. Đoạn thời gian này, Hiên Viên Long Tông tiểu bối đệ tử, Thanh Hoa đệ tử, đều tương đương không tốt qua. Lần trước người kia kêu người nào, nắm giữ Cửu Long Đế kiếm cái kia, long lang lung đúng không, trứng đều cho chém rơi một cái. Ha ha, vốn là bất nam bất nữ, hiện tại thành nữ nhân, đây là Thánh Long Hoàng tôn nhi đâu. Ẩn Long Điện chính là dựa vào loại biện pháp này, vô hạn nhục nhã Hiên Viên Long Tông. Nhiều người như vậy tụ tập tại Vạn Long Thần Sơn bên trong, chắc chắn sẽ có va chạm, xung đột. Ngay cả như vậy, hôm nay khẳng định không đánh được. Bất quá. Đúng vào lúc này, có người mắt sắc,
thấy được Long Uyển Oánh bên người, có một cái thiếu niên tóc trắng. Đó là ai? Khá quen. Tựa như là Lý Thiên Mệnh a. Hắn không phải tại Thanh Vân Đại Lục sao? Trong lúc nhất thời, Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc, có quá nhiều người trẻ tuổi, để mắt tới hắn. Lý Thiên Mệnh. Có rất nhiều người hô to. Lý Thiên Mệnh quay đầu. Thật là hắn. Trong lúc nhất thời, bên này tiểu bối đều tao động. Cũng là hắn, đánh bại Lý Hạo Thần 2 lần. 30 tuổi trở xuống, hắn vô địch. Quản cái gì 30 tuổi, chúng ta Long Hoàng nói, chỉ cần 100 tuổi trở xuống, đều là người trẻ tuổi luận bàn, chiếu đánh không lầm. Cơn giận này, ta giúp Lý Hạo Thần ra. Khác khoác lác, nhanh đi tìm, Lý Thần Giám, cùng, Long Nhân Xá, đi, Lý Thiên Mệnh loại này người, cần bọn họ xuất mã, mới có thể đạt tới nghiền ép, nhục nhã hiệu quả. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thật tình không biết, bọn họ trong miệng hai người, cũng ngay tại nơi nào đó nơi hẻo lánh, nhìn lấy thiếu niên tóc trắng kia. Bọn họ vượt qua 30 tuổi, thuộc về Thanh Hoa đệ tử. Hai vị, có mục tiêu mới, đã cái này Lý Thiên Mệnh là Thái Dương Vạn Tông gương mẫu, đánh lên, càng có ý tứ a. Lúc này, rất nhiều người đều đang tìm bọn hắn. Một bên khác, Ẩn Long Điện 3 vị Long Hoàng, để toàn thể Ẩn Long Hoàng rút lui. Hết thảy yên lặng về sau, bọn họ về tới một tòa đại điện bên trong. Đột nhiên, một cái màu vàng óng truyền tin thạch, từ phương xa truyền đến, phút chốc đến bọn họ trước mắt. Tại cái kia ngọn lửa màu hoàng kim đốt cháy bên trong, Thái Dương Đế Tôn bóng người, tại truyền tin trên đá, như ẩn như hiện. Bái kiến Đế Tôn. 3 vị Long Hoàng, vội vàng nửa quỳ. Vô Song còn tốt đó chứ? Thái Dương Đế Tôn hỏi. Viêm Ma Hoàng nói nàng không có việc gì, chỉ là hôn mê, hắn đã mang nàng đi nghỉ ngơi. Trúc Long Hoàng nói. Ừm. Đế Tôn gật đầu. Trúc Long Hoàng khẽ cắn môi, nói, Đế Tôn, từ đối phương hôm nay phản ứng nhìn, muốn một chút xíu chinh phục bọn họ, kỳ thật không rất dễ dàng. Bởi vì nói cho cùng, bọn họ còn có 25 triệu người, dù là bị chúng ta cản tay, bọn họ vẫn sẽ có về mặt chiến lực tự tin, dạng này rất khó đánh ngã ý chí của bọn hắn. Ta cho rằng, muốn bọn họ thần phục, tối thiểu phải đem bọn hắn đánh sợ một lần, mặt khác, chúng ta quân đoàn nhân số, đến vượt qua bọn họ, mới có thể tạo thành trấn nhiếp. Ngươi nói rất có đạo lý. Nhất là điểm thứ hai, Thái Dương Đế Tôn mỉm cười nói. Cái kia, Vạn Long Thần Sơn là Thái Dương Vạn Tông địa bàn, các người Ẩn Long Điện ngàn vạn người trở về không có việc gì, ta 5 triệu Trật Tự Thiên Tộc ở lại đây, cũng là Vạn Tông trong mắt đâm, nếu như lại phái người, không quá thỏa đáng. Đế Tôn nói, cái này, vậy chúng ta đến tìm cơ hội, cho bọn hắn một lần trấn nhiếp. Để bọn hắn tránh thức sợ chúng ta, Trúc Long Hoàng nói, không có việc gì. Thuận theo tự nhiên liền tốt, khác lão nghĩ đến chấn nhiếp. Thái Dương Đế Tôn mỉm cười nói. Vâng, Trúc Long Hoàng cúi đầu. Hắn tuy nhiên cảm thấy trước mắt tiến độ hiệu tỷ lệ rất thấp, nhưng là Đế Tôn giống như không nóng nảy, hắn cũng không có cách nào. Còn có một chuyện, ta muốn phân phó ngươi. Thái Dương Đế Tôn bỗng nhiên nói. Mời nói, Trúc Long Hoàng nói. Hiên Viên Long Tông đã bắt cóc muội muội ta, lá gan không nhỏ. Việc này Vạn Tông nhìn ở trong mắt, vô lại không được. Gần nhất nữ nhi của ta, cũng muốn đi Vạn Long Thần Sơn giải sầu một chút, tìm, Long Nhân Xá, chơi đùa, ta có thể được phái một số người, chuyên môn đi bảo hộ nàng, tránh khỏi Hiên Viên Long Tông bắt nàng đến làm con tin. Thái Dương Đế Tôn nói. Đế Tôn muốn phái bao nhiêu người bảo hộ nàng? Trúc Long Hoàng ánh mắt sáng lên. Mặc dù là cửu nguyệt thần nữ xuất hành, tư sự tình trọng đại, nhưng cũng không thể quá khoa trương, hết thảy giản lược. Thì phái 15 triệu người đi. Thái Dương Đế Tôn cười nói. 15 triệu Trật Tự Thiên Tộc. Tương đương với hiện tại Vạn Long Thần Sơn bên trong, Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc tổng cộng. Đế Tôn, ta nhất định chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón thần nữ hộ vệ đội, đến. Trúc Long Hoàng cười nói. Hắn chỉ có thể nói, Đế Tôn quá tuyệt a. 15 triệu hộ vệ đội. Đây là tới bảo vệ người sao? Cửu Nguyệt thần nữ coi như hiện tại không muốn tới giải sầu, cũng phải bị áp lấy đến đây. Trúc Long Hoàng cười. Hắn liền nói đi. Loại thời điểm này, Đế Tôn làm sao lại yên tâm để Cửu Nguyệt thần nữ đến chỗ thị phi này đâu. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, cùng Long Uyển Oánh cùng một chỗ, ở tại Trắng Nguyên Long Phong. Đây là 7.000 địa Long Sơn, vùng đất Trung ương, tương đối an toàn, cả ngọn núi thủ hộ kết giới, đều tại chính mình trưởng khống xuống. Thiên Mệnh,
Ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc trăm tuổi trở xuống đệ tử, sẽ thường xuyên đến tìm phiền toái, cẩn thận một chút, đừng lên bộ. Bọn họ cũng là ôm lấy nhục nhã mục đích tới. Long Uyển Oánh nhắc nhở. Minh bạch. Long Uyển Oánh ngược lại không phải là cảm thấy hắn yếu. Lúc này mới vừa tới, Lý Thiên Mệnh 20 triệu vô hình con rán, đã bắt đầu lan tràn cả tòa Vạn Long Thần Sơn. Chủ nếu là bởi vì, đối phương quá mức gian trá, mà lại có một bộ phận đệ tử, đều 7-80 tuổi. Thủ đoạn rất nhiều, khó lòng phòng bị. Sau khi an định, Lý Thiên Mệnh bài trước vào huyễn thiên chi cảnh. Cầm xuống tử tinh bảng đệ nhất về sau, một mực không có cơ hội tiến tử diệu tinh thần tháp tầng thứ 9, thử một chút đế tôn thiên hồn hiệu quả. Hiện tại, lấy tu luyện làm chủ. Cửu Nguyệt Cung bên trong. Thần nữ, đế tôn phân phó chúng ta, thời khắc đi theo phụng dưỡng ngài. Thỉnh thần nữ không phiền chán chúng ta. Một đám trẻ đẹp trật tự thiên tộc thiếu nữ, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại Lý Khinh Ngữ trước mặt, cúi đầu nói chuyện. Tốt a. Thiếu nữ bất đắc dĩ nhếch miệng. Thần nữ, hộ tống ngươi người đến. Tiếng nói hạ xuống xong, bên ngoài có người cầu kiến. Đạt được sau khi cho phép, hắn bước vào Cửu Nguyệt Cung bên trong, như một trận màu xám khói bụi, đi tới Lý Khinh Ngữ trước mặt. Vù vù. Hồi vụ ngưng kết thành thần, thành một cái áo bào xám lão giả. Lão giả này da thịt hiện lên màu xám đen, trên đó tràn đầy nếp nhăn, có chút giống là con ếch loại da thịt, còn rất khô ráo, ngón tay cùng bộ mặt đều đã chóc ra. Nắm giữ dạng này ra thịt, hiển nhiên sẽ không quá tốt nhìn. Đây là một cái xấu xí, khom người lão giả. Lẽ ra loại này người cần phải 10 phần quái gở, tối thiểu cũng là dở hơi, nhưng hắn cũng không có. Gặp mặt Lý Khinh Ngữ về sau, cái kia lão chiếu mặt, triển khai cởi mở nụ cười, nửa quỳ Lý Khinh Ngữ, cười hì hì nói. Ra mắt thần nữ, lão hủ tên là Lý Dược Sư, lần này thụ đế tôn chi mệnh, chuyên hộ tống người tiến về Hiên Viên Long Tông. Lão hủ là người thô hào, trên đường nếu là có chiếu cố không chu toàn địa phương, còn mời thần nữ thông cảm nhiều hơn. Lý Khinh Ngữ không biết hắn. Thế nhưng là thấy hắn về sau, nàng rõ ràng phát hiện, chung quanh những thứ này thì nữ, toàn bộ cúi đầu xuống, nhịn không được lui lại. Thậm chí, có người vụng trộm phát run. Có thể thấy được cái này, Lý Dược Sư tuyệt đối là trật tự thiên tộc một cái nhân vật kinh khủng. Thái Dương đế tôn bộ hạ. Tập trung quá nhiều cái này hằng tinh nguyên thế giới năng nhân dị sĩ. Chỉ một mình ngươi sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Lý Dược Sư nở nụ cười, nói. Thần nữ là không thích quá lộ ra sao? Lý Khinh Ngữ gật đầu. Lý Dược Sư không có nhiều lời, hắn khom người đứng ở một bên, làm một cái tư thế xin mời. Thần nữ, mời. Thần nữ nhóm vây quanh nàng, một đoàn người đi ra ngoài ra, rời đi Cửu Nguyệt Cung. Tranh thủ lâu như vậy. Rốt cục có cơ hội, có thể cùng Lý Thiên Mệnh bọn họ tại Thái Dương Vạn Tông chạm mặt, Lý Khinh Ngữ tâm tình là kích động. Thế nhưng là, khi nàng cùng một đám thị nữ, đi ra Cửu Nguyệt Cung một khắc này, các nàng đều sững sờ ngay tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt bên trong đều là người. Vô cùng vô tận người. May mắn bọn họ đều là thức thần tu luyện giả, không có cộng sinh thú. Bằng không, càng biết là giả thiên tế nhật, không nhìn thấy cuối cùng. Trước mắt toàn bộ thế giới, đều là người. Hơn nữa, còn là người mặc thống nhất màu bạch kim chiến giáp, sắp xếp chỉnh tề, khí thế ngập trời quân đội. Bái gặp thần nữ. Tại nàng đi ra một khắc này, vô số trật tự thiên tộc mang sùng kính ánh mắt, nửa quỳ xuống tới, hướng nàng hành lễ. Cái kia bàng bạc tiếng gầm, chấn động Cửu Nguyệt Cung thủ hộ kết giới, đều đang kéo dài chấn động. Thô sơ giản lược đoán chừng, đều có hơn 10 triệu người. Ta xem không chỉ. Cần phải có 20 triệu trở lên. Hẳn là 15 triệu, Lý Dược Sư thống soái ba cái quân đoàn, cần phải đến đông đủ. Bọn thị nữ sắc mặt trắng bệch, tập hợp một chỗ, thấp giọng xì xào bàn tán. Các nàng nhìn không được hâm mộ nhìn lấy các nàng hầu hạ Cửu Nguyệt thần nữ. Một lần xuất hành, 15 triệu người hộ vệ. Cái này phô trương, trên đời này còn có thể có người có thể so sánh sao? Đây mới gọi là chân chính thiên chi kiều nữ. Đổi một cái Lý Hạo Thần đi ra ngoài, có 10.000 người bảo hộ cũng không tệ. Đế tôn đối nữ nhi thích, thật là khiến người ta líu lưỡi. Chúng tiểu cô nương lẻ lưỡi, kinh tâm động phách nói. Hâm mộ, cảm khái. Các nàng đồng loạt nhìn về phía Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ sửng sốt thật lâu, mi đầu sâu nhăn. Trước mắt cái tràng diện này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng.
thần nữ, an nguy của ngươi đối với chúng ta tới nói, so cái này 15 triệu người tánh mạng đều trọng yếu, ngươi là chúng ta trật tự thiên tộc tương lai, cho nên thỉnh thần nữ tuyệt đối không nên ghét bỏ chúng ta. Nhiều người mặc dù có chút chướng mắt, có thể tối thiểu nhất, chúng ta có thể bảo hộ thần nữ, tuyệt đối an toàn, không ra một chút ngoài ý muốn. Thỉnh thần nữ, lý giải đế tôn dụng tâm lương khổ. Lý Dược Sư vội vàng tới, thái độ thành khẩn, một mặt nịnh nọt mà cười cười nói. 15 triệu người, bảo hộ ta. Nói thật, nhiều người thì mang ý nghĩa tiến trình chậm, quản lý hỗn loạn. Thật muốn bảo vệ, 15 triệu người, còn không bằng 100 cái đỉnh cấp cường giả đây. Đúng, thần nữ nghe nói không? Trước mấy ngày, cái kia to gan lớn mật Bạch Long Hoàng, vậy mà ép buộc Vô Song cô nương, may mắn nàng phúc lớn mạng lớn, lúc này thời điểm mới thoát ly nguy hiểm. Vì phòng ngừa chuyện giống vậy phát sinh, để những cái kia tâm hoài quỷ thai người trả giá đắt, đế tôn ra lệnh cho chúng ta, tuyệt đối không thể để cho Vô Song cô nương tao ngộ sự tình, phát sinh ở thần nữ trên thân. Lý Dược Sư nói, quá huy động nhân lực, đã hắn lo lắng như vậy ta, được. Ta để hắn bớt lo một chút, Hiên Viên Long Tông, ta không đi. Lý Khinh Ngữ rất thẳng thắn. Sau khi nói xong, mặt không đổi sắc, trực tiếp đi trở về. Thần nữ. Lý Dược Sư vội vàng ngăn cản nàng, buồn bực nói, thần nữ làm sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý đâu. Cái này không cần thiết a, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, ngươi đi Thái Dương Vạn Tông, đó cũng là nữ hoàng giống như tồn tại, đám tặc tử kia, ở trước mặt ngươi, căn bản không có cách nào ngẩng đầu. Thật sao, ta thế nào cảm giác, các ngươi là lấy, bảo hộ ta, vì lấy cớ, đại quân vào ở Hiên Viên Long Tông, muốn nhân cơ hội xâm chiếm người khác địa bàn đâu. Lý Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Thần nữ, ngươi hiểu lầm. Lý Dược Sư cuống cuồng nói. Tản đi đi. Lý Khinh Ngữ biết, dù là chính mình lại nghĩ gặp Lý Thiên Mệnh bọn họ, loại này bị lợi dụng, bởi vậy cho Hiên Viên Long Tông mang đến tai nạn sự tình, nàng không thể làm. Những lão hồ ly này. Chỉ cần có cơ hội, có lấy cớ, lập tức liền sẽ sử dụng. Nàng chỉ là muốn gặp Lý Thiên Mệnh mà thôi. Bởi vì Lý Vô Song bị bắt cóc sự tình, dẫn phát hiện tại trật tự thiên tộc kiếm cớ xuất binh 15 triệu, nàng ngay từ đầu căn bản đoán trước không đến. Sau khi nói xong, nàng vượt qua Lý Dược Sư, khăng khăng trở về Cửu Nguyệt Cung. Ngay tại nàng đi ngang qua Lý Dược Sư thời điểm, lão đầu nhi kia nhẹ nhàng thổi một ngụm. Vũ khí bao phủ Lý Khinh Ngữ. Nàng còn chưa đi hai bộ, cả người thì mềm xuống dưới, ánh mắt đều nhắm lại. Lớn mật, tiểu thị nữ nhóm đều rất bối rối. Các nàng vội vàng xông tới, đem Lý Khinh Ngữ bảo vệ. Nhìn kỹ, các nàng Cửu Nguyệt thần nữ hô hấp đều đều, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Ngoại trừ bất tỉnh nhân sự, cũng không có vấn đề gì. Ngạc nhiên, thần nữ chỉ là ngủ thiếp đi, các ngươi tốt sinh hầu hạ tốt, đợi nàng tỉnh lại, chúng ta liền đến nơi muốn đến. Lý Dược Sư nói, là, các cô nương nghe nói đối thoại của bọn họ, biết đại khái chuyện gì xảy ra. Cho nên, cứng rắn muốn đem thần nữ kéo đến Hiên Viên Long Tông, đây chính là Thái Dương đế tôn ý tứ. Bằng không, cho Lý Dược Sư bao nhiêu đảm lượng, hắn cũng không dám đối Lý Khinh Ngữ động thủ. Khặc khặc, người đều thỉnh cầu nhiều lần như vậy, đế tôn cũng đáp ứng, sao có thể nuốt lời đâu. Thần nữ, vẫn là để lão hủ, đem ngươi an an toàn toàn. Hộ tống đến Hiên Viên Long Tông đi. Lý Dược Sư cái kia rộng lớn miệng, phát ra tiếng cười quái dị. Xuất phát. Vâng. Tại hắn xuất lĩnh dưới, 15 triệu, thần nữ hộ vệ đội, chính thức lên đường. Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất lấy, tử tinh bảng đệ nhất, thân phận, leo lên Tử Diệu Tinh thần tháp tầng thứ 9. Đây là nắm giữ 25 triệu, Cửu Long Đế Quân, Hiên Viên Long Tông, đều không cho được điều kiện tu luyện. Nơi này có 100 cái đế tôn thiên hồn. Nghe nói, 50 cái đến từ Tử Tiêu Đế Cung, mặt khác 50 cái đến từ Thần Diệu Hoàng Triều. Mỗi người ra 50, rất công bình. Bọn họ hai thế lực lớn tại hiện thực thế giới, khẳng định cũng còn có đế tôn thiên hồn, mà lại số lượng cũng không ít. Mặc kệ là Thần Diệu Hoàng Triều vẫn là Tử Tiêu Đế Cung, vậy cũng là trật tự thiên tộc cấp bậc thế lực bá chủ thế lực. Mang dạng này tâm tình. Lý Thiên Mệnh bước vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9. Tử Tiêu Đế Cung, Tử Huyền Đế Tôn, đản sinh tại trăm vạn năm trước, hưởng thọ 3,8 năm một tuổi, hắn Đế Tôn Thiên Hồn, chỉ dẫn nhiều đời Tử Tiêu Đế Cung đệ tử leo lên tu luyện chi lộ. Huyễn Thiên Chi Cảnh sáng lập về sau, Tử Tiêu Đế Cung liền đem Tử Huyền Đế Tôn Thiên Hồn, đóng góp cho Huyễn Thiên Chi Cảnh,
cung cấp tử diệu toàn tinh tu được, đương nhiên, chỉ có mỗi cái lĩnh vực tử diệu tinh đệ nhất, mới có tư cách, chiêm ngưỡng tiền nhân phong thái. Nương theo lấy huyễn thiên tinh linh một đoạn này máy móc giải thích, trước mắt tinh quang trong thông đạo, đột nhiên xuất hiện một cái tử sắc to lớn ngôi sao. Lý Thiên Mệnh phi tốc tới gần, cái kia tinh thần cho hắn thiên hồn mang tới rung động, tựa như là hằng tinh nguyên một dạng to lớn. Ông! Ngôi sao màu tím phía trên, mơ hồ có tai mắt mũi miệng quang ảnh xuất hiện. Đó là một trương thâm thúy lão nhân mặt, có cổ lão, tang thương, còn có nhìn thấu nhân sinh siêu nhiên cảm giác. Chỉ là một ánh mắt, liền để Lý Thiên Mệnh ý thức được, theo thần dương vương cảnh đến đế tôn cảnh giới, đó là một cái to lớn vượt qua. Hậu nhân, hữu duyên cùng một chỗ, cùng ngộ nhân sinh. Đến từ cái này ngôi sao màu tím thanh âm giàn nua, tại Lý Thiên Mệnh bên tai quanh quẩn. Tiền bối. Lý Thiên Mệnh chân thực cảm giác bị, vị tiền bối này còn giống như còn sống một dạng. Dù là mệnh hồn của hắn tản, địa hồn không có, có thể còn lại ngày này hồn, nó lưu lại nguyên chủ nhân lạc ấn, so với đế tôn trở xuống thiên hồn, phải sâu thúy rất nhiều. Ong ong ong. Bên tai là đinh tai nhức óc oanh minh. Vô số tạp nhạp thanh âm theo bên tai bay lượn mà qua, giống như vô số người ở bên tai trò chuyện. Chồng chất cùng một chỗ. Liền tựa như là có 10 triệu con ruồi, ở bên tai vỗ cánh. Trước mắt quang ảnh biến hóa, nguyên một đám bóng người lướt qua. Ầm ầm, Lý Thiên Mệnh va vào cái kia ngôi sao màu tím bên trong, quang mang trong nháy mắt đem hắn chìm ngập. Hắn thiên hồn, va vào tự huyền đế tôn thiên hồn. Trong lúc nhất thời, hắn giống như là xông vào một cái thế giới chân thật. Trước mắt là một gian phồn hoa cung điện. Hắn vừa thấy rõ ràng chung quanh. Cung điện chỗ sâu thì truyền đến một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm. Thanh âm này đến từ trăm vạn năm trước. Tử huyền đế tôn, ra đời. Quá chân thực. Theo hắn xuất sinh bắt đầu. Con đường sau đó, ta cùng ngươi chậm rãi đi. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi. Một ngày này, trật tự chi địa phía trên bay tán loạn truyền tin thạch tổng đếm, đột nhiên tăng lên hơn 100 lần. Tất cả mọi người tại thông báo một tin tức. Cái kia chính là... Mới, Vạn Tông Thiên bảng bài danh, công bố. Hoàn chỉnh bảng danh sách, tại Vô Thiên Chi Cảnh, Tề Thiên Bia, phía trên phô bày đi ra, thay thế ban đầu đế tinh bảng. Vạn Tông Thiên bảng, càng thêm lập lòe. Hoàn toàn mới bài danh vừa ra tới, gần trong gang tấc Vạn Long Thần Sơn, trong một chớp mắt trở thành lửa nóng nhất địa phương. Thời gian qua đi vạn năm, Hiên Viên Long Tông, lại lần nữa trèo lên đỉnh thiên bảng. Trèo lên đỉnh, chính là đệ nhất. Đây là hoàn toàn mới thiên bảng náo động nhất tính biến hóa. Hiên Viên Long Tông, đem Vô Mộng Tiên Cung tại vị trí thứ nhất phía trên kéo xuống. Bọn họ dựa vào là cái gì? Không hề nghi ngờ, cũng là Ẩn Long Điện trở về. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, Thiên Cung ngầm thừa nhận Ẩn Long Điện trở về, trở thành Hiên Viên Long Tông một bộ phận? Đáp án đã rõ ràng. Sau đó, Vạn Long Thần Sơn bên trong, tiếng người huyên náo, ồn ào nổi lên bốn phía. Nói thật, lại lên đệ nhất, hoàn thành Hiên Viên Long Tông phục hưng, đó là thần long nhất tộc các đời tu luyện giả mộng tưởng. Thế nhưng là, dựa vào Ẩn Long Điện cưỡng ép trở về, bỗng nhiên đệ nhất, tăng thêm bây giờ Vạn Long Thần Sơn cục diệt, kỳ thật tại trật tự thiên tộc trưởng khống dưới, Hiên Viên Long Tông đám người, tự nhiên cao hứng không nổi. Ngược lại là Ẩn Long Điện cái kia 10 triệu người, vui mừng khôn xiết, cao hứng bừng bừng. Giống như bọn họ thật là Hiên Viên Long Tông một phần tử giống như. Bởi vì Tân Thiên Bảng, Vạn Long Thần Sơn bên trong, có người hoan hỉ, có người lãnh đạm, hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lý Thiên Mệnh theo huyễn thiên chi cảnh đi ra. Hắn nhạy cảm phát hiện, Vạn Long Thần Sơn giống như không đồng dạng. Làm sao hằng tinh nguyên cường độ, giống như tăng lên. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Mới Thiên Bảng bài danh công bố, Hiên Viên Long Tông leo lên Thiên Bảng đệ nhất, Thiên Cung sửa đổi hằng tinh nguyên phân phối. Tăng lên Hiên Viên Long Tông cương vực bên trong hằng tinh nguyên, cắt giảm Vô Mộng Tiên Quốc hằng tinh nguyên. Dạ Lăng Phong nói, Thiên Thần Kiếm Tông người không phải nói, Thiên Cung coi như sẽ cải biến thiên bảng bài danh, cũng sẽ không sửa đổi hằng tinh nguyên, ngược lại sẽ thông qua hằng tinh nguyên, để cái này hai trong một tông môn suy yếu sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu đều lắc đầu. Bọn họ không biết rõ. Lý Thiên Mệnh tại Thiên Cung những cái kia vô cùng hình con rán. Đồng dạng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thiên Cung đến bây giờ, đều là một điều bí ẩn. Hằng tinh nguyên tạm thời tăng lên, cũng không biết là chỗ tốt, vẫn là chỗ xấu.
Lâm Tiêu Tiêu lo lắng nói. Thiên mệnh ca, khinh ngữ nhanh tới rồi sao? Dạ Lăng Phong nhẹ giọng hỏi. Cũng nhanh, ta còn dán nhỏ chậm rãi răng ra, có đồ vật gì, trước tiên đều có thể biết tin tức. Lý Thiên mệnh nói. Ừm, bởi vì nàng đến, hai người đều muốn sớm ngày nhìn thấy nàng, xác nhận tình cảnh của nàng. Thanh hồn điện đâu? Lý Thiên mệnh lại hỏi. Hiện tại bài danh 31, đề cao mấy tên? Lâm Tiêu Tiêu nói. Nếu như vậy, tương đương Thanh Vân Đại Lục Hằng Tinh Nguyên có thể nhiều một ít. Cái kia lần tiếp theo Thanh Vân Thần Mộc kết quả, còn có thể càng nhiều. Được. Hằng Tinh Nguyên gia tăng, là chỗ tốt vẫn là chỗ xấu. Lý Thiên Mệnh đồng dạng không biết. Nhưng tối thiểu hiện tại, có thể vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Trò chuyện hết vài câu, hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tại Đế Tôn Thiên Hồn bên kia tu luyện một đoạn thời gian, hắn thu hoạch to lớn. Mệnh kiếp thiên ý trưởng thành mãnh liệt, hoàn thành một lần thuế biến. Hắn muốn thử xem, có thể hay không thừa thế xông lên tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Thiên bảng đệ nhất Hằng Tinh Nguyên, quả nhiên rất thô bạo. Rầm rầm rầm, Lý Thiên Mệnh đã cảm giác, chính mình có thể trưởng khống cảnh giới này lực lượng. Vô Mộng Tiên Quốc, tĩnh mịch mộng trung thành, giấu ở bên trong biển sâu, bốn phía đều là mê huyễn. Hằng Tinh Nguyên giảm bớt. Mỗi người thể nghiệm đều hết sức rõ ràng. Mộng trung thành, trong lúc nhất thời lâm vào đại loạn. Người người chửi rủa. Trong thành, một cái yêu dị thanh niên, đứng tại tạo hình thanh lãnh trên cung điện, ngửa đầu nhìn qua thương thiên, khóe miệng hiện ra một tia quỷ quyệt nụ cười. Thiên cung, quả nhiên xảy ra vấn đề đây. Như vậy, ta Huyễn Thiên Thần tộc cơ hội, có phải hay không nhanh đến rồi? Mây hồng. Lửa giận hình thành mây biển, bao phủ bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều là nóng hổi lửa. Trong ngọn lửa, một vị mang theo mặt nạ nham thạch kiếm khách, khoanh tay, đứng im lặng hồi lâu đứng bất động. Thẳng đến ở chung quanh hắn ba phương hướng, phân biệt xuất hiện một bóng người. Bắt đầu kiếm tôn, người nói thiên cung sẽ cắt giảm hiên viên Long Tông Hằng Tinh Nguyên, triệt để từ bỏ bọn họ, tình huống hiện tại, giải thích thế nào? Ẩn Long Điện trở về, tăng lên hiên viên Long Tông thiên bảng bài danh, cái này không có gì. Thứ hạng là hư. Lập tức điều chỉnh Hằng Tinh Nguyên phun trào, lúc này mới có vấn đề. Hằng Tinh Nguyên thể lượng, mới quan hệ đến nhất phương thế lực mệnh mạch. Thiên cung muốn không phải nắm trong tay cái này mệnh mạch, cũng không thể trọng yếu như vậy, cơ hồ không người khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Rất rõ ràng, Thiên cung coi như không thay đổi hiên viên Long Tông cùng Vô Mộng Tiên Quốc Hằng Tinh Nguyên phun trào, lấy cục diện trước mắt, cũng sẽ không có người kháng nghị. Ngược lại điều chỉnh. Vô Mộng Tiên Quốc khả năng thì có ý kiến. Các ngươi gấp cái gì? Bây giờ gấp chính là Vô Mộng Tiên Quốc, mà lại theo ta được biết, liền thứ ba, Vô Tự Thần Điện, Hằng Tinh Nguyên phun trào, cũng giảm xuống một số, cái kia một bộ phận cũng xứng cho hiên viên Long Tông. Thiên cung đây là tại cắt giảm những thứ này dị tộc thực lực. Bắt đầu kiếm tôn nói. Cắt giảm, trong thiên cung bộ, nhiều nhất cũng là xuất thân cái này hai cái thế lực người. Bên trái trong biển lửa. Có một cái cẩn trọng bóng người nói ra. Chỉ cần vào thiên cung, xuất thân không có ý nghĩa, ta có một cái thúc gia gia không phải cũng tiến vào thiên cung. Sau khi đi vào, cả đời không qua lại với nhau, căn bản đừng hy vọng bọn họ có thể thiên vị, thiên cung có ý chí của mình. Bắt đầu kiếm tôn nói. Hắn một phương diện nói như vậy, lại một phương diện lôi kéo Lý Thiên Mệnh bọn họ, chỉ nhìn bọn họ lấy nở vào thiên cung, có thể vì chính mình nói chuyện, nói rõ hắn bây giờ nói. Sợ là mình đều không xác định. Ba vị, dù sao ta cảm thấy, thiên cung có thể là muốn cho hiên viên Long Tông, thêm một mồi lửa, hoặc là đánh lên, hoặc là yên tĩnh lại, hiện tại không nóng không lạnh, ngược lại đối vạn tông không có chỗ tốt, chuyện này tạm thời thiêu không đến trên người chúng ta, coi như trời sập xuống, có hiên viên Long Tông đỉnh trước lấy, chúng ta đại khái có thể trước tính quan kỳ biến. Bắt đầu kiếm tôn nói. Chỉ hy vọng như thế đi, đối diện một người đáp lại nói. Trước đó vài ngày, ta nhìn Đế Tôn là muốn thông qua từng bước xâm chiếm, một chút xíu nuốt mất hiên viên Long Tông, có thể gần nhất một tin tức, ta cảm giác Đế Tôn cũng không thể chịu đựng loại kia dài đến mấy chục đời người từng bước xâm chiếm. Gần nhất hiên viên Long Tông bên kia, nhất định sẽ có đại biến. Bắt đầu kiếm Tôn nói. Người nói đúng lắm, 15 triệu, thần nữ hộ vệ đội, sự tình a. Phía bên phải người bỗng nhiên nói. Ta cũng nghe nói. Là Lý Dược Sư cái kia ba chi quân đoàn. Trật tự thiên tộc bên trong lớn nhất âm ngoan một nhóm người, chuyên môn phụ trách cho Đế Tôn đốt giết nhục lướt.
Bắt đầu kiếm tôn gật gật đầu, nói, một khi những người này thêm vào, Vạn Long Thần Sơn so sánh thực lực, trật tự thiên tộc liền sẽ chiếm cứ có lợi một phương, lại thêm Long Tuyển ưu thế, Hiên Viên Long Tông tình cảnh sẽ càng khó khăn. Rất rõ ràng, một khi cho đế tôn tìm tới cơ hội, lấy cớ, hắn có thể sẽ hung hăng trọng thương Hiên Viên Long Tông một lần, trước tiên đem người thu phục, đánh cho tàn phế, sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm, tẩy não, tối thiểu có thể tiết kiệm 9 phần 10 thời gian. Cái này, mới là Thái Dương đế tôn phương thức làm việc. Cơ hội, lấy cớ. Thái Dương đế tôn dành nhất về tìm Đường Hoàng lý do, cái gì muội muội bị lăng nhục, thì giết Long Quân Hiên A, muội muội bị bắt cóc, thì phái ra 15 triệu người bảo hộ nữ nhi A, vạn nhất Vạn Long Thần Sơn chết nhân vật mấu chốt, là hắn có thể đối Hiên Viên Long Tông phát động tổng tiến công. Cho nên nói, Hiên Viên Long Tông lần này, tai kiếp khó thoát. Ai bảo Long Uyển Oánh to gan lớn mật, bắt cóc Lý Vô Song, đổi ba cái Long Hoàng đâu. Tuy nhiên cầm lại một chút tay cầm, nhưng lại đưa tới 15 triệu đại quân. Lời cũng không thể nói, coi như không có Lý Vô Song, đế tôn cũng có thể tìm tới lý do, đây là hắn sở trường không phải sao. Vấn đề là, chúng ta nên làm như thế nào? Ba người đều nhìn về Bắc Đầu Kiếm Tôn. Có thể làm thế nào a? Vô Mộng Tiên Quốc cùng Vô Tự Thần Điện, xưa nay không lên tiếng, ta tổ kiến một lần Vạn Tông Liên Minh, để một cái cây cho quấy nhiễu, Thiên Cung một ngày không đứng ra, Hiên Viên Long Tông liền phải tự sanh tự diệt. Bắc Đầu Kiếm Tôn nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Kiếm Tôn, người cũng đừng đem chính mình tạo thành người tốt, cái gọi là liên minh, cũng không phải tổ kiến đến giúp đỡ Hiên Viên Long Tông. Có người cười khẩy nói. Nói cũng đúng a, cảm tạ các ngươi nhắc nhở ta, hại ta kém chút bị chính mình cảm động. Bắc Đầu Kiếm Tôn vui vẻ nói. Cười trong chốc lát, hắn khoát tay áo, nói thật, Hiên Viên Long Tông vẫn luôn là chúng ta Vạn Tông người đứng đầu, bọn họ nội tình. Không phải hai đại dị tộc thế lực có thể so sánh, hãy chờ xem, trật tự thiên tộc muốn bắt lấy bọn hắn, thế tất cũng muốn bị cắn ngược một cái, ai thua ai thắng cái kia còn chưa nhất định đây. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Sau đó ngươi Thiên Thần Kiếm Tông, thừa cơ ngồi phía trên. Đừng nói như vậy, Hiên Viên Long Tông muốn là rơi xuống, các vị đang ngồi ở đây, đều có thể đi lên dò xét một cái thân vị, đều có chỗ tốt. Tốt nhất Vô Mộng Tiên Quốc cùng Vô Tự Thần Điện cũng khó chịu, thêm vào chiến đoàn. Cắt giảm một số thế lực, dạng này chúng ta còn có thể trèo lên trên vừa bò. Bắc Đầu Kiếm Tôn cười nói. Kiếm Tôn, nói thật, lần trước tại Thanh Vân diệt mấy trăm ngàn chiến thần tộc tinh anh, ta còn tưởng rằng lần này, bọn họ liền có thể rơi xuống đến thứ năm đây. Có người âm thanh lạnh lùng nói. Bắc Đầu Kiếm Tôn cái kia thất tinh trong mặt nạ, lóe ra hàn quang. Kỳ thật, đây mới là hắn hôm nay, hết thảy khó chịu nơi phát ra. Bởi vì... Hắn vốn cho rằng lần này, bọn họ Thiên Thần Kiếm Tông liền có thể tại dưới sự lãnh đạo của hắn, leo lên thiên bảng thứ tư đâu. Đã từng hắn vừa làm trời cao thần tông chủ thời điểm, chiến thần tộc đem bọn hắn rơi xuống thứ tư ngai vàng, hắn thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí thiên thần trong đại lục, ngàn người chỉ trỏ. Từ đó, hắn nằm mộng cũng nhớ trở lại thứ tư, thậm chí, giết tiến trước ba. Thiên bảng đệ nhất, cái kia càng là cả đời mộng tưởng. Ta Thạch Kiếm tộc Thiên Tư Ngạo Thiên. Nếu có chí cao hằng tinh nguyên, nhất định cả tộc cường thịnh, không thua bởi Hiên Viên. Vạn Long Thần Sơn, Trắng Nguyên Long Phong. Hô! Lý Thiên Mệnh thật sâu thở ra một hơi. Liền cái này giọng điệu đều là nóng hổi, thậm chí cuối cùng còn đốt ra hỏa diễm. Có thể thấy được, hấp thu cuồn cuộn hằng tinh nguyên lực lượng về sau, thân thể của hắn, đến cỡ nào nóng rực. Thật, biến hóa quá lớn. Theo Thanh Vân Đại Lục đến Vạn Long Thần Sơn. Quả thực cũng là một cái ở trên trời, một cái tại đất. Giờ phút này Vạn Long Thần Sơn hằng tinh nguyên, cơ hồ tiếp cận vô thiên chi cảnh mức độ, hơn nữa còn cũng bằng không thiên hỏa trụ bên trong cuồng bạo như vậy. Nó tạo phúc không chỉ là một người, mà chính là vạn vạn ức con dân. Nói như vậy, thiên bảng bài danh, thật sự là quá trọng yếu. Hắn đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt, toàn thân trên dưới như nhiệt hỏa lưu ly, phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Ông. Một chút nắm tay, tinh luân nguyên lực lưu chuyển, liền có thể phát ra tiếng oanh minh. Ổn định tại tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, so với lần trước quyết đấu diệp thần, muốn đến có thể mạnh hơn không ít. Chỉ là đáng tiếc, còn không thể tại trật tự chi địa, sử dụng thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Đi ra đình viện, Dạ Lăng Phong đang đứng tại cửa ra vào. Thế nào Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, liền hỏi. Oánh gì để cho chúng ta đi qua một chuyến,
nói là có khẽ nói tin tức. Dạ Lăng Phong nói. Đi. Long Uyển Oánh cần phải tại Thánh Long Hoàng bên kia, hai người tại ngọn núi hình rồng bên trong bay qua, tiến về Tiểu Thánh Long Phong. Tiểu Thánh Long Phong xem như, 7.000 địa Long Sơn, tư nguyên tốt nhất Sơn Phong, hoàn toàn bao phủ tại hàng tinh nguyên bên trong, giống như là một tòa thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng nơi này cũng không phải là Thánh Long Hoàng trước kia hành cung, hắn chân chính hành cung tại, 3.000 thiên Long Phong, chính giữa, Đại Thánh Long Phong, chỗ đó mới là Hiên Viên Long Tông hạch tâm, Vạn Long Thần Sơn cao nhất một ngọn núi. Nghe nói, Hiên Viên Long Tông cương vực hiện tại hàng tinh nguyên, so lúc trước Vô Mộng Tiên Quốc còn cao, đạt đến lịch sử lớn nhất cao cấp. Tương đương đem Vô Mộng Tiên Quốc cùng Vô Tự Thần Điện số lượng, đều chuyển cho Hiên Viên Long Tông. Lý Thiên Mệnh nói, cái kia hai cái tông môn, đoán chừng sẽ rất không thoải mái đi. Dạ Lăng Phong nói, nhưng cũng không biết, bọn họ sẽ hướng lên trời cung kháng nghị, vẫn là hướng trật tự thiên tộc kháng nghị. Lý Thiên Mệnh cười cười. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đi tới Tiểu Thánh Long Phong, hai người cùng đi nhập một tòa đại điện bên trong, nơi này là hiện tại Hiên Viên Long Tông hạch tâm chi địa, chỉ có Thất Long Hoàng cùng Dương Sách tại cái này. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, tới. Long Uyển Oánh hướng bọn họ vẫy tay. Oánh Di, Ngân Trần nói, có 15 triệu trật tự thiên tộc, hộ tống, cửu nguyệt thần nữ tới. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, đế tôn có ý tứ gì, các ngươi thảo a? Long Uyển Oánh hỏi. Hiểu, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hộ tống một từ, thì đầy đủ nội hàm. Nói trắng ra là, cũng là quang minh chính đại dở trò lưu manh. Lý do này, thời gian dài cũng không thể chịu được đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cho rằng, Thái Dương đế tôn rất không có khả năng, để cái này 15 triệu quân đoàn, một mực ở lại đây. Lý Khinh Ngữ cuối cùng cũng sẽ trở về, không phải vậy sẽ chậm trễ cửu nguyệt thần nữ tu hành. Là như vậy, nhưng người ta đế tôn, lại có mới đối sách. Long Uyển Oánh bất đắc dĩ nói. Cái gì? Hắn sớm đã đem cửu nguyệt thần nữ, ban hôn cho, ẩn Long Điện, hậu nhân Long Nhân Xá, việc này các ngươi biết a? Chỉ là hôn kỳ không có định mà thôi, lần này nghe người liên lạc nói, đế tôn dứt khoát muốn đem cửu nguyệt thần nữ, gả cho, Hiên Viên Long Tông, đến Vạn Long Thần Sơn. Như vậy cái này 15 triệu người, có thể một mực tại cái này, bảo hộ, nàng, hắn muốn nói là đồ cưới đều được. Chúng ta ngay từ đầu đều không nghĩ tới, theo truyền gia cửu nguyệt thần nữ muốn, gả cho, Long Nhân Xá ngày nào đó, Thái Dương đế tôn ngay tại âm mưu thâm độc chúng ta Hiên Viên Long Tông. Nói cách khác, vì để cho cái này hơn 10 triệu người, càng thêm quang minh chính đại lưu tại nơi này trèo chống ẩn Long Điện, cái gọi là hôn kỳ cũng sẽ không quá lâu. Hôn ước việc này. Lý Thiên Mệnh bọn họ đã sớm biết, chỉ là đây chẳng qua là cái ước định, Lý Khinh Ngữ quá nhỏ, xa không đến xuất giá thời khắc. Mà bây giờ, chuyện này, rõ ràng đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta dự tính, Thái Dương Đế Tôn rất có thể sẽ đem hôn lễ, tại chúng ta Vạn Long Thần Sơn cử hành, dùng cái này đem thiên bảng đệ nhất, Hiên Viên Long Tông, triệt để cắt đứt ra Thái Dương Vạn Tông, thành vì bọn họ trật tự thiên tộc, con rể tông môn. Công khai để trật tự thiên tộc tại chúng ta Vạn Long Thần Sơn. Thậm chí chúng ta tất cả cương vực bên trong hoạt động. Lâu dài đi xuống, đây đối với chúng ta vô cùng nguy hiểm. Long Uyển Oánh nói. Cái này Thái Dương đế tôn, thẳng vô sỉ, thẳng âm hiểm a. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Tối cường giả không từ thủ đoạn, xác thực rất đáng sợ. Hôn lễ này nếu là thật tại Vạn Long Thần Sơn cử hành, Thái Dương Vạn Tông, có cần phải tới chúc mừng. Thái Dương đế tôn, sẽ không đích thân đến. Vấn đề trọng yếu nhất là. Cái gọi là ban hôn, Lý Khinh Ngữ đồng ý không? Lấy Lý Thiên Mệnh đối nàng giải, nàng sẽ không đồng ý. Dạ Lăng Phong cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, làm Lý Thiên Mệnh quay đầu thời điểm, bất ngờ nhìn đến hắn đỏ sậm trong hai mắt, ma khí lăn lộn. Trong đại điện, bầu không khí rất là nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh đứng tại Dạ Lăng Phong bên cạnh. Gặp hắn hiếm thấy tâm tình tức giận, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngoài miệng khẽ mỉm cười một cái. Ca. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu, nơi ngực nguyên thủy chi môn, xoay tròn tốc độ nhanh rất nhiều. Khóe mắt nhiều hơn mấy đầu màu đỏ sậm, huyết gân, để ánh mắt của hắn, có vẻ hơi âm lãnh. Không có việc gì, khốn cảnh đều là đến đánh vỡ. Lý Thiên Mệnh ghé vào lỗ tai hắn nói. Thế nhưng là lần này, muốn đánh phá loại này khốn cảnh, đó là cùng Thái Dương đế tôn ý chí trực diện đọ sức. Cái này cùng Thanh Vân Đại Lục khác biệt. Thái Dương đế tôn rõ ràng là muốn dùng cửu nguyệt thần nữ, đem thiên bảng đệ nhất tông môn, trở thành hắn phụ thuộc.
ai dám ngăn cản, đều là cùng hắn chính diện đối nghịch. Ta không sợ. Dạ Lăng Phong nói. Bọn họ thấp giọng thảo luận thời điểm, Thất Long Hoàng bên kia cũng tại tiếp tục nói chuyện với nhau. Thánh Long Hoàng nói. Lý Dược Sư mang 15 triệu người, tăng thêm hiện tại 15 triệu, muốn chân chính đối với chúng ta tạo thành hủy diệt tính đả kích, vậy cũng rất không có khả năng. Liền sợ, bọn họ lấy hôn lễ, thần nữ vì lấy cớ, tiếp tục người tới. Trật tự thiên tộc chính là không bao giờ thiếu đỉnh phong quân đoàn, muốn là lại đến 30 triệu, 40 triệu, một ngày nào đó, có thể triệt để đè sập chúng ta. Bọn họ tùy tiện mượn cớ, đều có thể lấy, nội loạn, làm lý do, đại biểu ẩn long điện chỗ để ý đến chúng ta. Đây đều là đại phiền toái. Mấu chốt là, thiên cung, vạn tông, đều không làm, chúng ta cần độc lập ứng chiến. Thương Long Hoàng cau mày nói. Thiên cung bên kia, có tin tức sao? Thánh Long Hoàng hỏi. Ta đi qua mấy lần, đều tránh không gặp, Nguyên Long bà đều không phản ứng chúng ta. Tử Long Hoàng bất đắc dĩ nói. Trận này cục diện, quả thực không thể tưởng tượng. Ta cũng không tin, 30 triệu, 40 triệu, càng ngày càng nhiều trật tự thiên tộc quân đội, vào ở Thái Dương Vạn Tông hạch tâm chi địa, những tông môn khác, thật đứng ngồi có thể an sao. Bắt đầu kiếm tôn làm cái liên minh, nhưng cũng là muốn cho thiên thần kiếm tông trèo lên trên thôi. Những người này, nói trắng ra là, đều không sai, sai là vạn tông như này không đoàn kết, chúng ta lại không có sớm phát giác. Thiên cung biểu hiện, càng là không hợp thói thường, ta cũng hoài nghi thiên cung có tay cầm tại Thái Dương đế tôn trên tay, cho nên đem chúng ta bán. Thất Long Hoàng một người một câu. Mỗi một câu, tựa hồ cũng là khốn cảnh. Tốt một cái Thái Dương đế tôn, thực sẽ lập nhân thiết lập, lập xuống thích muội muội người thiết lập, liền có thể lung tung nổi giận giết người, hiện tại lại đối với người trong thiên hạ triển lãm hắn đến cỡ nào ái nữ nhi, liền có thể xuất động mấy chục triệu người bảo hộ. Tử Long Hoàng cắn răng nói. Loại lời này, Long Uyển Oánh cũng đã nói. Đều là Thái Dương đế tôn thói quen. Hắn thật yêu thương muội muội, nữ nhi sao? Nói thật, chưa hẳn. Tối thiểu nhất, tại Lý Thiên Mệnh xem ra, Lý Khinh Ngữ là hắn nhặt được. Là có thể theo liền lợi dụng. Thánh Long Hoàng, nếu như đế tôn thật muốn tại Vạn Long Thần Sơn cử hành hôn lễ, lưu lại cái này hơn 10 triệu người, thậm chí tiếp tục tiếp viện, chúng ta làm sao bây giờ? Long Uyển Oánh nói. Đơn giản, đem nàng muốn gả người, giết không được sao? Một cái thanh âm đột ngột, ở trong đại điện vang lên. Mọi người ra bên ngoài xem xét, nguyên lai là vẫn rất ít nói chuyện Dạ Lăng Phong. Câu nói này để Lý Thiên Mệnh cũng sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn xem thiếu niên này, lúc này mới nhớ tới, kỳ thật Dạ Lăng Phong cũng không phải một hài tử ngoan a. Hắn tại nhiên hồn kết giới bên trong lớn lên, nhìn tận mắt 80.000 tộc nhân diệt vong, trong lòng là có hung sát cùng huyết tính. Long nhân xá, nói cũng phải, thân phận của hắn tuy nhiên cao, nhưng dù sao không phải đế tôn con. Đương nhiên, tùy tiện giết, cũng dễ dàng dẫn phát xung đột, cho đối phương tìm tới chiến tranh lấy cớ, nhất định phải có vạn vô nhất thất cơ hội. Thánh Long Hoàng nhìn nhiều Dạ Lăng Phong liếc một chút, sau đó nói. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, việc này không thể xúc động, coi như thật muốn làm như vậy, cũng muốn cơ hội thích hợp cùng lý do. Một khi chúng ta không chiếm ý, rất dễ dàng cho đối phương tìm tới cơ hội, trở thành dẫn chiến lấy cớ. Long Uyển Oánh nhắc nhở. Oánh Di, ta minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói như vậy, bọn họ trưởng bối sẽ đem người trẻ tuổi bảo hộ đến không tệ. Chúng ta trưởng bối xuất thủ, hoặc là mời người ám sát, đều rất cứng ngắc, động cơ cũng quá rõ ràng, nhất định muốn là một loại nào đó ngoài ý muốn. Long Uyển Oánh suy nghĩ nói. Bọn họ bắt đầu suy nghĩ sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Bỗng dưng tưởng tượng lời nói, tương đối khó khăn, còn cần thay đổi tại chuyện cụ thể. Oánh Di, chúng ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, Ngân Trần bố xong chưa? Long Uyển Oánh hỏi. Nhanh. Lại 2 ngày nữa, sẽ có 10 triệu, chiếm lĩnh cái kia 3.000 ngọn núi. Cứ như vậy, mỗi to bằng một ngọn núi khái sẽ có mấy ngàn con vô hình con rán. Có thể Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy không đủ. Tối thiểu nhất cái này vô hình con rán số lượng, muốn đạt tới đối phương nhân số mấy chục lần, mới có ở khắp mọi nơi hiệu quả. Vẫn là khuyết thiếu mỏ quặng. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong rời đi trước. Trên đường. Dạ Lăng Phong nắm chặt song quyền, chậm rãi buông ra, cắn răng nói, khẽ nói nhất định chịu không ít khổ đầu. Buông lỏng một chút,
đợi nàng đến, liền biết. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh ca, chúng ta chỉ là tiểu bối, có biện pháp cải biến loại này hằng tinh nguyên đại cục sao? Dạ Lăng Phong quay đầu nhìn lấy hắn hỏi. Có chút khó, bất quá dứt khoát một chút, chúng ta tới trật tự chi địa, chính là vì mang đi khẽ nói, nàng chỉ muốn tới, tối thiểu nhất chúng ta còn có cơ hội. Coi như thực sự ra chuyện, ta nhìn hiện tại loại cây hấp thu hằng tinh nguyên cũng rất không tệ, nói không chừng chúng ta còn có thể dựa vào Cửu Long Đế Táng chạy đây. Đương nhiên, đây là lạc quan tình huống, trước mắt lời nói, đi một bước nhìn một bước, tối thiểu nhất vấn đề này, người nói không sai, giết cái này cái gọi là Long Nhân Xá, vấn đề thì giải quyết dễ dàng. Lý Thiên Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Giết người, có rất nhiều loại biện pháp, nhất là có thể thời khắc nắm chắc kỳ hành tung tình huống dưới. Dạ Lăng Phong nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh nắm ở bờ vai của hắn, nói, có chuyện gì, chúng ta cùng một chỗ chịu trách nhiệm. Ừm. Dạ Lăng Phong trọng trọng gật đầu. Thế mà, ánh mắt hắn bên trong âm trầm sát cơ, vẫn luôn không có tiêu tán, ngược lại dần dần sinh sôi, càng ngày càng mạnh. Bạch Nguyên Long Phong. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong vừa ngự phong tới, liền nghe được Sơn Phong vị trí, Thư Ngọc Các trước có chút ồn ào. Còn có tranh đấu thanh âm. Tới này Vạn Long Thần Sơn một đoạn thời gian. Phàm là nghe được loại thanh âm này, Lý Thiên Mệnh thì minh bạch. Đây là ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc bên kia người trẻ tuổi, tới khiêu khích, ước chiến. Bọn hắn thủ đoạn cùng mánh lưới tầng tầng lớp lớp, mục đích đúng là vì đả kích Hiên Viên Long Tông người trẻ tuổi. Để bọn hắn tự ti, đọa lạc. Bên kia là Long Lang Lung chỗ tu luyện A. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tựa như là. Bởi vì Lý Khinh Ngữ sự tình, hai người bọn họ đối ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc người trẻ tuổi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thậm chí. Còn có địch ý mãnh liệt. Long Lang Lung trước kia không ở tại cái này, là Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này về sau, Long Uyển Oánh mới khiến cho hắn đặc biệt tới. Mục đích chính là để Lý Thiên Mệnh chiếu ứng một chút hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm Thánh Long Hoàng cháu trai, Long Lang Lung đã bị đả kích cực kỳ thảm rồi. Hiện tại Vạn Long Thần Sơn không có gì kết giới, khắp nơi không đề phòng, đối phương người trẻ tuổi khắp nơi tán loạn. Có lúc, thật bắt bọn hắn không có cách nào. Đi xem một chút. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, Dạ Lăng Phong liền đã hướng bên kia mà đi. Trong nháy mắt, hai người tại Thư Ngọc Các bên trong rơi xuống, liền nhìn đến Lâm Tiêu Tiêu đã ở nơi này. Tại bên người nàng tiểu thiếu niên, chính là Long Lang Lung. Nắm giữ Thánh Long Thiên Phú thiếu niên, trên tay còn có Cửu Long Đế Kiếm. Bất quá hôm nay xem xét, hắn rõ ràng không có trước kia giống như hăng hái dáng vẻ. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, đã mất đi bộ phận thần thái. Mà bên cạnh hắn còn có không ít đệ tử trẻ tuổi, sắc mặt đều so sánh lo lắng. Thiên Mệnh, ca. Long Lang Lung mặt lộ vẻ sầu khổ. Bọn họ trước đó thì đã gặp mặt. Lý Thiên Mệnh xuống thời điểm, liền thấy bên ngoài có một đám đệ tử tụ tập. Lúc này thời điểm, tiếng cười vui của bọn họ, đều đã truyền đến bên trong tới. Ai đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Long Vương Dục. Long Lang Lung cắn răng nói. Minh Long Hoàng dòng chính cháu trai, 43 tuổi, tinh tướng thần cảnh cấp 10, lần trước cũng là hắn nhục nhã ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Làm sao ngươi biết? Long Lang Lung ngơ ngác nhìn hắn. Bí mật. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nói thật, là bởi vì Ngân Trần. Có nó tồn tại, mấy ngày nay đại lượng tin tức, tràn vào Lý Thiên Mệnh não hải. Lang Lung, hắn đại ngươi hơn 20 tuổi, ngươi đừng thua cứ như vậy sợ. Phải biết, người thế nhưng là Hiên Viên Long Tông mặt mũi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết, thế nhưng là cũng bởi vì điểm này, hắn đàng hoàng bố bẫy dập để cho ta tiến bộ, vì mặt mũi, ta lại không thể không nghênh chiến. Long Lang Lung giận dữ nói. Nói trắng ra là, đứa nhỏ này cũng là quá ngay thẳng. Đối rõ ràng có tuổi tác ưu thế, hắn còn đi lên ngạnh kháng, không hiểu được biến báo, khẳng định phải gặp ương. Đánh cho đánh, đánh như thế nào? Cùng ai đánh, đó là học vấn. Hắn lần này lại muốn ngươi làm cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói, để ăn mừng Hiên Viên Long Tông Vinh Đăng Thiên Bảng đệ nhất, bọn họ dự định tổ chức một cái thịnh đại chúc mừng thịnh hội, đều là tông môn đỉnh phong thân phận đệ tử trẻ tuổi mới tham ngộ cùng, muốn ta mang người tham gia. Long Lang Lung nói. Không tham gia như thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ vô lại ở bên ngoài, chế giễu ta trước đây từng chịu đựng sỉ nhục. Nói chúng ta mạch này người đều là bột mềm.
Long Lang Lung tức giận nói. Không cần hắn nói, bên ngoài những cái kia khó nghe chửi rủa, Lý Thiên Mệnh cũng nghe đến. Hiên Viên Long Tông đối các đệ tử giáo dục, đều quá mức chính phái, ngay thẳng. Đến mức, đụng lên loại này dây dưa đến cùng lưu manh, xác thực so sánh ăn thiệt thòi. Đối phương đều đến có chuẩn bị, tối thiểu có đủ thực lực. Minh Long Hoàng cháu trai, thân phận còn không thấp, làm thí nghiệm A. Lý Thiên Mệnh đối Dạ Lăng Phong nhíu lông mày. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Lang Lung, hôm nay vì ngươi xuất khí. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thiên Mệnh ca. Hiên Viên Long Tông mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi xông tới, ánh mắt nóng rực nhìn lấy hắn. Lý Thiên Mệnh đi đầu, mang theo một đám thanh niên nối đuôi nhau mà ra. Có dạng này người dẫn đầu, khí thế lập tức liền dậy. Dù sao, hắn là đánh bại qua Lý Hạo Thần nhân vật. Ông, Lý Thiên Mệnh mở cửa lớn ra, bên ngoài mười mấy người trẻ tuổi nhất thời đồng loạt nhìn tới. Bọn họ vừa mới còn đang đàm tiếu, giờ phút này nụ cười còn cứng ngắc ở trên mặt đây. Nhóm người này, một nửa là Trật Tự Thiên Tộc, một nửa là Ẩn Long Điện. Trong đó cầm đầu người trẻ tuổi, thân mặc áo bào lục, thân hình cao lớn, trên mặt họa vài đạo màu xanh thẫm đường vân, cả người giống như rắn độc yêu dị, giống như nữ không phải nữ, lộ ra yêu khí, liền bờ môi đều là màu xanh thẫm. Hắn chính là Long Vương Dục. Hơn 40 tuổi, tinh tướng thần cảnh cấp 10, kỳ thật đã tương đối khá. Ẩn Long Điện kế thừa Trật Tự Thiên Tộc khống chế cương vực vũ trụ thần nguyên tư nguyên, tiểu bối thậm chí có thể tại đế tôn thiên hồn chỗ đó tu luyện, điều kiện là vô cùng tốt. Cho nên, liền Long UU, Long Vương Dục nhóm người này, tính toán thành tựu đều không so thánh Long Thiên Phú Long Lang Lung kém. Cái kia thầm hai mắt màu xanh lục, trực tiếp cùng Lý Thiên Mệnh đụng vào nhau. Cái gì tụ hội, mời ta sao? Lý Thiên Mệnh phủ đầu thì hỏi. Mời, vấn đề là, người dám đi không? Long Vương Dục tròng mắt hơi híp, chợt cười lạnh nói. Dám đi à, nhưng tối thiểu nhất, mời người đến đúng quy cách, người đúng quy cách sao? Lý Thiên Mệnh ngang đầu hỏi. Có đủ hay không, là muốn thử một chút sao? Long Vương Dục hỏi. Đúng, thử một lần, nhưng, phổ thông luận bàn không có ý gì, trực tiếp tới điểm kích thích đi, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử thế nào? Các ngươi không phải rất ưa thích khiêu khích à, thủ đoạn dùng gần hết rồi. Nhưng là quyết sinh tử không sao cả dùng, ta muốn thấy nhìn, các ngươi có hay không can đảm này. Nếu là không có can đảm này, khác lão đến mất mặt xấu hổ, hiểu không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Soạt. Phía sau hắn Hiên Viên Long Tông là đám thanh niên, lập tức liền nhiệt huyết sôi trào. Thật là dám a. Long Lang Lung cảm khái. Nhưng hắn biết rõ, kỳ thật đây là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Lần này không còn là đối phương khiêu khích. Mà chính là Lý Thiên Mệnh khiêu khích. Đây là phản chơi một vố. Ngươi dám tiếp sao? Long Vương Dục, ngươi không phải mới vừa kêu gào thẳng hung sao? Hiện tại làm sao tịt ngòi rồi? Đừng nói thực lực có khoảng cách, ngươi khi dễ Long Lang Lung thời điểm, tại sao không nói ngươi lớn hơn 20 tuổi, cao hơn tứ ngũ giai? Phân sinh tử, cái này có chút quá kích thích. Long Vương Dục bọn họ, bình thường đều sẽ không như thế chơi. Bởi vì bọn hắn vẫn là lấy nhục nhã, chèn ép làm chủ, cũng không dám quá mức. Cái này đến phiên đối diện tĩnh mịch đi xuống. Đừng lên làm, hắn miểu sát qua tinh tướng thần cảnh cấp 9 Lý Hạo Thần, Dục ca, người cầm xuống Lý Hạo Thần cũng khó khăn, đừng tiễn chết. Chớ vì đánh nhau vì thể diện mất mạng, Lý Thiên Mệnh có người đối phó hắn, bọn họ còn đang suy nghĩ phương pháp đâu, người trước khác quấy rối. Người chung quanh, đều đang nhắc nhở Long Vương Dục. Long Vương Dục cắn răng. Loại này rụt đầu tư vị, có chút không quen. Nhưng là, vì an toàn, hắn vẫn là tiếp nhận người khác cách nhìn. Ha ha, hắn cười cười, nói. Ngươi là có thể đánh bại Lý Hạo Thần nhân vật, ta tự nhận không địch lại, sẽ không tiến chết rồi, đến đón lấy có là cùng ngươi phân sinh tử người, khi đó, phải xem ngươi có dám hay không. Cái này rõ ràng là nhận sợ. Nói đến dễ nghe đi nữa, khí thế đều mất đi. Cút đi. Vô dụng thứ hèn nhát. Ngươi tối thiểu đại Lý Thiên Mệnh 20 tuổi, liền nghênh chiến lá gan đều không có. Trật Tự Thiên Tộc cũng không người sao. Không những liền đế tôn chi tử Lý Hạo Thần, đều bị hắn một chiêu miểu sát, hiện tại liền dám nghênh chiến người đều không có, còn đùa nghịch cái gì uy phong. Long Lang Lung bọn họ thật vất vả bắt được cơ hội, hiếm thấy châm chọc vài câu. Lý Thiên Mệnh đánh bại Lý Hạo Thần sự tình,
là đối phương vĩnh cửu đau điểm. Cùng tuổi vô địch, tiểu bối vô địch. Đây là bọn họ không thể sửa đổi sự thật. Long Vương Dục nhíu mày. Lý trí nói cho hắn biết hiện tại lấy đi, cũng là tâm lý loại kia khó chịu tư vị, vẫn cảnh ở trong lòng. Lý Thiên Mệnh, đừng cao hứng quá sớm, ta nói, sớm muộn có người thu thập ngươi, cùng ngươi quyết sinh tử. Nói xong, Long Vương Dục ra hiệu mọi người cùng hắn đi. Xám xịt rời đi. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói, đừng đi a, ta còn chưa nói, hôm nay cùng ngươi quyết sinh tử người là ta. Cũng đừng trước dọa đến sợ chết khiếp, tốt a. Siêu. Đám người bọn họ, quay đầu âm lãnh nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Đó là ai đâu? Long Vương Dục lạnh giọng hỏi. Lý Thiên Mệnh đẩy Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu một thanh, nói, thì hai vị này, tối cao chiến tích là đánh bại qua Lý Nhược Thi cùng Long U U, thiên tư đều nghiền ép các ngươi ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc, số tuổi cũng chưa tới ngươi một nửa, ngươi tùy ý chọn một cái. Long Vương Dục hít mắt, không nhúc nhích, đánh giá Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu. Muốn ta, bình thường sẽ không chọn nữ, dù sao đánh bại nàng, cũng không thể chứng minh ngươi Long Vương Dục, không phải một cái rác rưởi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Để hắn chọn. Đây thật ra là chiến thuật tâm lý. Không phải lựa chọn nghênh chiến hay không. Mà chính là tùy tiện ngươi chọn lựa người. Đây mới gọi là đại khí. Minh Long Hoàng cháu trai, liền một cái tuổi đếm không tới ngươi một nửa đế tinh bảng thứ bảy, ngươi cũng không dám chọn a. Cái kia còn đến trang cái gì bức, sợ chết ngươi đừng đến a. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai nói. Dục ca, cẩn thận có bẫy. Người khác vội vàng nói. Kế khích tướng. Cái này không phải liền là bọn họ dùng sao. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh, có chút quá tuyệt. Hắn căn bản không phải chính mình xuất chiến, mà chính là Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu hai vị. Bọn họ tối cao chiến tích, là đánh bại qua tinh tướng thần cảnh cấp 7. Được, ta chọn nàng. Long Vương Dục hít sâu một hơi, tại Hiên Viên Long Tông đệ tử ánh mắt đùa cợt bên trong, chỉ hướng Lâm Tiêu Tiêu. Ha ha! Lý Thiên Mệnh sau lưng, mọi người cười to. Tự nhiên là chế giễu. Hai người bên trong, lựa chọn xem ra hơi yếu một chút Lâm Tiêu Tiêu, nói rõ Long Vương Dục bản thân là sợ hãi. Bọn họ còn lâu mới có được xem ra cứng như vậy khí. Được a, Minh Long Hoàng cháu. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Hắn cùng mọi người cùng nhau cười. Tiêu Tiêu, đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem, ẩn Long Điện hơn 40 tuổi đệ tử, là mặt hàng gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ỷ lớn hiếp nhỏ thứ hèn nhát thôi. Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt một cái nói. Long Vương Dục bọn người, sắc mặt càng khó coi hơn. Chờ một chút. Long Vương Dục khẽ cắn môi, duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Dạ Lăng Phong, hung ác tiếng nói. Ta thay đổi chủ ý, ta lựa chọn, để hắn đi chết. A, à, Lý Thiên Mệnh cho hắn giơ ngón tay cái lên, hiểu ý cười một tiếng. Nói cho cùng, cái này Minh Long Hoàng cháu, cũng là sĩ diện. Lý Thiên Mệnh nổi danh bên ngoài, dù là hắn số tuổi là Lý Thiên Mệnh gấp 2, Long Vương Dục cũng không dám phía trên. Có thể, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, dựa vào cái gì? Tối thiểu nhất tại trật tự chi địa, tên của bọn hắn, còn không có vang dội đến hù sợ Long Vương Dục trình độ. Long Vương Dục bên người, có mấy người trẻ tuổi liếc nhau một cái. Rất nhanh, thì có người phát truyền tin thạch, đoán chừng là đem cái này, sinh tử ước chiến, sự tình nói cho trưởng bối. Bất quá! Làm Long Vương Dục chỉ hướng Dạ Lăng Phong một cái kia nháy mắt, cái này không đáng chú ý thiếu niên tóc đen, vậy mà hướng thẳng đến Long Vương Dục đánh tới. Trực tiếp động thủ. Long Vương Dục tại chỗ nhíu mày. Đối thủ quả quyết, nằm ngoài dự đoán của hắn. Tránh ra. Loại này bị miệt thị cảm giác, để hắn phá lệ khó chịu. Hắn vung tay lên một cái, liền để bên người những cái kia vướng bận người hầu giải tán lập tức. Rầm rầm rầm. Màu xanh lá cây đậm khí lãng, theo hắn trên thân quyển bay lên. Tại hắn đối diện, thiếu niên tóc đen kia Dạ Lăng Phong sau lưng, xoắn tới một trận cuồng phong, đột nhiên hóa thành một cái ba đầu sáu tay, cùng loại đại tinh tinh cự thú. Cái này cự thú rõ ràng cũng không phải là thức thần, cũng không phải cộng sinh thú, nhưng tựa hồ có cái này hai đại chiến đấu thể ưu thế. Giống giống, chính là hồn ma. Hồn ma trên thân cái kia cuồng bạo, hung hãn khí lãng, bao phủ ra. Nhất thời tạo thành nhất định chấn nhiếp. Nó có chút cùng loại diệp thần thủ linh, có thể hấp thụ Dạ Lăng Phong lực lượng, càng ngày càng mạnh, nhưng trên bản chất lại cùng thủ linh có khác nhau. Quyết đấu sinh tử,
ngươi còn ngoài định mức tìm trợ thủ, ngươi không là quỷ thần tộc a? Long Vương Dục híp mắt, ánh mắt hơi có vẻ mỉa mai. Dựa theo bọn họ logic, trừ ra cộng sinh thú cùng thức thần, cũng không tính là bản thể chiến đấu lực. Trợ thủ. Dạ Lăng Phong nhếch miệng, để hồn ma trở về. Về sau, hắn càng là dứt khoát, trong tay quất ra cái kia màu đen thập phương trấn ma trụ, nhìn chằm chằm Long Vương Dục. Cái kia thầm hai mắt màu đỏ càng thêm quỷ quyệt, tại bộ ngực hắn khải giáp phía dưới, nguyên thủy chi môn chuyển động, càng thêm cấp tốc, vòng xoáy màu đen cơ hồ ảnh hưởng phụ cận hàng tinh nguyên. Nguyên thủy tinh tướng, buông xuống. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy màu đen cuốn lên phong bạo, toàn bộ tụ tập tại Dạ Lăng Phong trên thân. Nguyên bản đâm thành một chùm tóc đen, nhất thời lung tung phấn khởi. Tơ máu dần dần xâm nhiễm tròng trắng mắt, để hắn giờ phút này, sinh ra một loại cảm giác hết sức khủng bố. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Người này tình huống như thế nào? Giống như có chút dọa người a, mấu chốt là rất quỷ dị. Quỷ thần tộc, quả nhiên cổ quái. Cái kia Long Vương Dục. Mọi người nhìn về phía Long Vương Dục, chỉ thấy hắn sắc mặt càng thêm âm hàn. Thân là quỷ thần tộc, lại ngay cả cơ bản nhục thân cường độ đều không có, ngược lại cố lộng huyền hư đến dọa người. Đây vốn là một câu giễu cợt, Long Vương Dục lại không xùy cười rộ lên. Điều này nói rõ hắn tuy nhiên mạnh miệng, có thể càng đối lý thiên mệnh, sinh tử ước định, có dự cảm không hay. Dù sao, cái này là đối phương nói lên tiết tấu, luôn luôn đối bọn hắn có lợi. Dục ca, muốn không rút lui trước. Cút, bị một cái, Tiểu Phong, dọa đến không đánh mà lui, Long Vương Dục gánh không nổi cái mặt này. Rầm rầm rầm, ở dưới chân núi. Năm đầu, bát sực quỷ nhãn minh long, vọt tới, cùng nhau đi tới Long Vương Dục sau lưng. Đây là năm đầu toàn thân đều là màu xanh biếc quỷ hỏa tối tăm thần long, mỗi một đầu đều có 8 cái to lớn cánh thịt, âm lửa đốt cháy phía dưới bọn họ, phát ra thâm trầm giống lên một tiếng. Vừa mới đến, bốn phía nhiệt độ thì bắt đầu giảm xuống, hiển nhiên cái kia xanh biếc quỷ hỏa cực kỳ băng hàn. Càng dọa người chính là, mỗi một đầu thần long 8 cái trên cánh, đều có một cái đốt cháy xanh biếc cự nhãn. Mỗi một con mắt đường kính đều có hơn 100 mét, mà cái này xanh biếc trong con mắt lớn, lại có vô số đường kính chỉ có không đến 1 cm xanh biếc mắt nhỏ, tựa như là sinh trưởng ở trên cánh côn trùng mắt kép. Làm nó nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong thời điểm, Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu cái này Long Vương Dục lòng tự tin, đến từ chỗ nào. Nếu như không có thần hồn tháp, hắn nhìn nhiều vài lần cái này năm đầu thần long, cùng nhau hết thảy 40 con bích con mắt màu xanh lục, hắn cũng phải choáng váng, thần hồn rối loạn. Vù vù, cái kia bát sực quỷ nhãn minh long bắt đầu phun lửa. Quỷ hỏa phun một cái, lạnh lẽo thấu xương luồng khí lạnh bao phủ, xanh biếc trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Long Vương Dục minh hỏa, chẳng những có thể đóng băng nhục thân, còn có thể đóng băng thần hồn, cái kia cộng sinh thú, bát sực quỷ nhãn, đối thần hồn cũng có rất lớn lực sát thương. Cái này một số, Lý Thiên Mệnh đều biết. Hắn tuy nhiên vừa tới cái này, nhưng nơi này mỗi cái bí mật của người. Đã chậm rãi chạy không khỏi ngân trần hai mắt. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới cho Long Vương Dục, chọn lựa thích hợp nhất địch nhân. Cái kia chính là giờ phút này sát cơ mãnh liệt Dạ Lăng Phong. Thiên viên Long Tông người trẻ tuổi, bị khi nhục lâu như vậy, làm vì một phần của bọn hắn con, giờ đến phiên chúng ta, phản chơi một vố. Lý Thiên Mệnh nói, vòng xoáy màu đen bên trong, Dạ Lăng Phong đứng tại trong gió lốc. Hắn rên khẽ một tiếng. Tại cái kia quỷ hỏa cùng xanh biếc cự nhãn bao phủ trong vòng vây, cái kia một đôi thầm hai mắt màu đỏ, càng thêm dữ tợn. Bốn cảnh đế hồn, thành sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai biệt lắm, tương đương với tiểu xong rồi. Nói cách khác, luận thần hồn cường độ, ta khả năng đã tiến vào trật tự chi địa trước ba. Dạ Lăng Phong nói. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh đều rất muốn nhìn một chút, kế thừa nguyên thủy ma tôn truyền thừa, tu thành bốn cảnh đế hồn Dạ Lăng Phong. Hiện tại mạnh đến mức nào? Giờ phút này, hắn một người nhất côn, đối mặt Long Vương Dục một người ngũ long. Hắn thần hồn cường đại, vô hình ở giữa đã phóng thích. Loại này cường đại nhìn không thấy, tuy nhiên lại có thể khiến người ta dần dần cảm nhận được tê cả da đầu. Giống như chung quanh toàn bộ không gian, bổ sung lấy một cỗ trưởng khống thiên địa linh hồn lực lượng. Lại hoặc là nói, Dạ Lăng Phong thần hồn, đã bành trướng đến bao trùm lấy toàn bộ chiến trường. Đinh đinh đinh. Đúng vào lúc này, từng cây huyết sắc gai nhọn, tại thập phương trấn ma trụ, phía trên mọc ra. Trong tích tắc về sau, thập phương trấn ma trụ,
biến đến có điểm giống màu đỏ thẫm lang nha bổng. Nhưng kỳ thật, cái kia huyết sắc gai nhọn bộ phận, đều là Dạ Lăng Phong bốn cảnh đế hồn kéo dài. Nó là một loại linh hồn thể. Mà thập phương chấn ma trụ là trật tự thần binh. Đây là một loại kết hợp, đem thập phương chấn ma trụ, cưỡng ép biến thành nắm giữ khủng bố linh hồn lực sát thương thần binh. Đây là Dạ Lăng Phong tại tu luyện bốn cảnh đế hồn quá trình bên trong, giác tỉnh toàn tân thần thông toái hồn thiên thứ. Toái hồn thiên thứ, bám vào tại thập phương chấn ma trụ phía trên. Ong ong, làm cái này vòng xoáy màu đen bên trong thiếu niên, chuyển động trong tay gậy gộc thời khắc, tại chỗ mỗi người thần hồn, đều nghe được để chúng nó nhói nhói thanh âm. Lên, Long Vương giục tay cầm một cây trường thương, một người ngũ long bạo sát. Vô tận màu xanh biếc quỷ hỏa chiếu nghiêng xuống. Siêu siêu. Năm đầu bát dực quỷ nhãn minh long, xếp thành một hàng, mỗi một đầu thần long tám cái cánh lớn triển khai, 40 con ánh mắt hình thành một cái vòng tròn, cấu tạo thành một cái siêu cấp cự nhãn, bọc tại Dạ Lăng Phong trên đỉnh đầu. Long Vương dục ngay tại quỷ này mắt chính giữa. Chết. Đã lập xuống sinh tử ước, Long Vương dục có thể không lưu tình. Xuất thủ cũng là sát chiêu. Bát dực quỷ nhãn minh long thần thông quỷ hỏa, đầu tiên chút xuống đến Dạ Lăng Phong trên thân. Như thế công kích, đủ để gây nên Long Lang Lung bọn người kinh hồn bạt vía. Có thể ở đây đợi thời khắc, một đạo hắc ảnh đột nhiên ngút trời. Hắn tựa như là hoàn toàn không nhận cái kia xanh biếc cự nhãn ảnh hưởng như thế, phút chốc đến bọn họ trước mắt. Né tránh qua Long Vương dục tiến công về sau, Dạ Lăng Phong trong tay thập phương chấn ma trụ đột nhiên biến lớn. Hắn thay phiên cái kia mang theo toái hồn thiên thứ thập phương chấn ma trụ, đột nhiên quét ngang, trực tiếp bổ vào một đầu bát dực quỷ nhãn minh long trên thân. Xoẹt! Trong tưởng tượng khả năng tồn tại huyết nhục vẩy ra, cũng không có phát sinh. Cái kia toái hồn thiên thứ, tại cái kia bát dực quỷ nhãn minh long trên thân thổi qua đi, cũng không có gảy ra máu tươi. Thậm chí có thể nói, một côn này xem ra mềm yếu bất lực. Thế nhưng là ngay một khắc này, bị trúng đích bát dực quỷ nhãn minh long. Đột nhiên phát ra một tiếng buồn bã hô. Ánh mắt nó trong nháy mắt ảm đạm. Ngay sau đó, nó trên thân ngọn lửa xanh lục dập tắt, tám cái trên cánh to lớn quỷ nhãn hóa thành toái phiến, toàn thân khí tức đột nhiên tiêu tán, trực tiếp từ trên trời nện xuống, ầm vang một tiếng chấn rơi trên mặt đất. Tại nổ ra một cái hố sâu về sau, vậy mà rốt cuộc không có động tĩnh. Chết rồi. Cơ hồ tất cả mọi người, trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Một hồi nhìn xem cái kia trong hố sâu thần long, một hồi nhìn xem bầu trời phía trên chiến trường. Lúc này thời điểm, liền Long Vương Dục đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hắn một thân cứng ngắc rơi xuống, rũ cục lấy đầu, hai tay run rẩy. Ách! Trên đỉnh đầu, truyền đến kéo dài oanh minh cùng kêu thảm. Dục ca, nhanh chiến đấu. Chớ ngồi ì ở đó, còn lại cộng sinh thú cũng nhanh hết rồi. Dục ca, chạy mau. Hắn người hầu nhóm triệt để hốt hoảng. Long Vương Dục kinh ngạc ngẩng đầu, bất ngờ nhìn đến thiếu niên kia, chính nắm mang theo huyết sắc gai nhọn gậy gộc, ngay tại đổ sát hắn cộng sinh thú. Thì trong chớp nhoáng này, lại có một đầu bát dực quỷ nhãn minh long, chịu mấy cái côn về sau, chậm rãi mất đi âm thanh, ầm vang nện xuống tới. Theo tâm linh câu thông bên trong truyền đến, đều là thê thảm tuyệt vọng. Hắn, tại Long Vương Dục trong mắt, thiếu niên tóc đen kia, dùng binh khí của hắn. Tối thiểu thi triển một loại lục cảnh thần quyết công pháp. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, tại cái kia trước mặt thiếu niên, đều giống như chê cười. Dục ca, chạy mau, người trung sáo, người này rất đáng sợ. Cho đến lúc này, tinh tướng thần cảnh cấp 10 Long Vương Dục, cái này mới giật mình tỉnh lại. Hắn khẩn cấp triệu hồi còn lại ba đầu thần long, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Khuôn mặt đã trắng xám. Đáng sợ là, Dạ Lăng Phong đuổi theo. Ngăn lại hắn. Giết người. Mấy chục người nhất thời xuất thủ, la to. Thế nhưng là, làm cái kia trong tay thiếu niên huyết sắc chủy thủ, đột nhiên hóa thành bay đầy trời châm thời điểm, bọn này ngăn trở người toàn bộ nhói nhói, chỉ có thể né tránh. Chỉ nháy mắt, Dạ Lăng Phong thì đuổi theo. Rầm rầm rầm. Bị truy đuổi về sau, Long Vương Dục chạy trốn không được, chỉ có thể xoay người lại chiến đấu. Ta là Minh Long Hoàng cháu. Người dám giết ta cộng sinh thú, người nhất định phải chết. Long Vương Dục quá sợ hãi. Không phải hắn nhát gan, mà là tại Dạ Lăng Phong trong hai mắt, hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Ta muốn giết, thì là các ngươi đám người này. Một tiếng như quỷ mị thanh âm, nghe được thần hồn nhói nhói. Ong ong,
Dạ Lăng Phong trong tay thập phương trấn ma trụ, biến đến huyễn ảnh trùng điệp, đầy trời đều là huyết sắc gai nhọn. Vô tướng côn pháp vạn pháp vô tướng. Đây là hắn mới học một chiêu, đạt tới lục cảnh thần quyết độ cao. Toái hồn thiên thứ cùng thập phương trấn ma trụ uy lực, triệt để bạo phát đi ra, hình thành đầy trời vô tướng vô ảnh màu đỏ thấm trường côn. Phù hợp thần hồn lực sát thương về sau, một chiêu này biến đến cực kỳ chí mạng. A! À, hét thảm một tiếng. Ầm ầm. Thập phương trấn ma trụ đập vào Long Vương Dục trên ót. Hắn còn đang đào tẩu, thế nhưng là giờ khắc này lại trừng to mắt, quỳ trên mặt đất. Hắn đưa lưng về phía Dạ Lăng Phong, mặt ngó về phía Ẩn Long Điện phương hướng, về sau mềm mại ngã xuống đất. Đừng giết. Cái cuối cùng, ta chữ, đều không nói ra miệng, mặt thì chôn ở trên bùn đất. Long Vương Dục, chiến tử. Duy nhất để hắn tại tử vong trước đó, tâm lý một chút lên một chút gợn sóng là, hắn đã thấy, 3000 Thiên Long Phong bên kia, có trưởng bối hướng tới bên này. Đáng tiếc, đã chậm. Hắn muốn hô một câu báo thù cho ta, đều hô không ra miệng. Trực tiếp thần hồn tán loạn. Gọn gàng mà linh hoạt. Siêu siêu siêu. Thập phương trấn ma trụ, trở lại Dạ Lăng Phong trong tay. Trên đó toái hồn thiên thứ, lúc này mới thu về. Hắn đảo lộn một ra tay bên trong trường côn, quay đầu một khắc này, những cái kia Ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời đều thất kinh, ngược lại hướng Lý Thiên Mệnh bên này chạy. Chỉ là, bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thiên Mệnh khóe miệng cười lạnh, lập tức lại bị hù ngây người tại chỗ. Tiền hậu giáp kích. May mắn lúc này thời điểm, trường bối của bọn hắn nhìn đến Long Vương Dục tử vong, đã khí thế hung hăng, ra tốc chạy đến. Đương nhiên, bọn họ làm sao có thể có thất Long Hoàng nhanh. Động thủ thời điểm, Lý Thiên Mệnh thì cùng Long Uyển Oánh nhắc nhở qua. Cho nên, lúc này mới vừa đánh xong đâu, thất Long Hoàng tăng thêm Dương Sách, đều đứng tại phụ cận, nhìn tận mắt Dạ Lăng Phong giết Long Vương Dục. Bọn họ cũng không có ngăn cản. Cái này, chỉ là lần đầu tiên phản kích. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Dạ Lăng Phong. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. PS, không có ý tứ, tuần này như xe bị tuột xích, ban ngày đi bệnh viện treo một chút, trở về tương đối trễ, chỉ có thể kiên trì viết đến nhiều như vậy. Buổi tối tĩnh dưỡng một chút, tranh thủ thứ ba bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Thất Long Hoàng bọn họ đều không ngăn cản Dạ Lăng Phong trảm giết Long Vương Dục, điều này nói rõ bọn họ đồng dạng cho rằng, đây là cho đối phương người trẻ tuổi, một cái, phản chấn nhiếp, cơ hội. Theo Long Lang Lung các loại hiên viên Long Tông tiểu bối đệ tử tinh thần sa sút ý chí đến xem, bọn họ mấy trăm ngàn người trẻ tuổi, trong khoảng thời gian này bị áp bách cùng nhục nhã, thực sự quá nhiều. Thậm chí, thì vào giờ phút này, toàn bộ Vạn Long Thần Sơn bên trong, các nơi đều tại người trẻ tuổi tại tranh đấu. Trên cơ bản, đều là Ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc người trẻ tuổi tại mang tiết tấu, chiếm cứ ưu thế. Không phải nói hiên viên Long Tông đệ tử kém, mà là đối phương tụ tập mặt trời Bắc bán cầu tinh anh đệ tử, bình quân tầng thứ cao. Hiên viên Long Tông, chỉ là một cái tông môn. Mà đối diện, là chiếm cứ nửa cái mặt trời trật tự thiên tộc. Vì chèn ép hiên viên Long Tông người trẻ tuổi, bọn họ không từ thủ đoạn. Nam đệ tử, bị đánh là chuyện nhỏ, bị nhục nhã, bị giết cộng sinh thú, đều rất phổ biến. Nữ đệ tử, kia liền càng khó chịu. Đối phương có thể vô lễ đùa giỡn, dùng cái này kích phát còn lại hiên viên Long Tông đệ tử phẫn nộ. Đương nhiên, đối phương cũng thua thiệt qua. Chỉ là, Long Vương Dục loại thân phận này cấp bậc, tại chỗ bị giết loại sự tình này, còn là lần đầu tiên phát sinh. Truyền tin thạch không ngừng từ nơi này bay ra ngoài. Cái chết của hắn, lập tức liền sẽ truyền khắp Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh là thẻ tốt một chút. Giờ phút này, Lý Dược Sư xuất lĩnh 15 triệu đại quân, còn chưa tới đạt. Hắn liệu định đối phương, chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm. Ong ong, thật lớn một đám Ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc cường giả, đảo mắt liền tới Long Vương Dục bên người. Tiểu Dục, chỉ nhìn một chút, liền có thể kết luận, hắn đã không có. Trong lúc nhất thời, cực nặng sát khí, theo đám người này thân bên trên truyền đến. Cả tòa Bạch Nguyên Long Phong bầu không khí, trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Đệ tử trẻ tuổi nhóm cảm nhận được âm hàn cùng sát cơ, vội vàng hướng trưởng bối sau lưng tránh đi. Long Vương Dục ra ra, Minh Long Hoàng, ngay tại đám người đứng đầu. Thậm chí, liền Long Vương Dục phụ thân, Long Uyên Các cũng ở bên cạnh. Một cái phụ thân, một cái ra ra. Bọn họ liếc mắt liền thấy rũ cục lấy đầu, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích Long Vương Dục,
tự nhiên là tròn mắt tận nứt, giận tím mặt. Long Uyên Các vội vàng ôm lấy nhi tử, đáng tiếc đã không cứu nổi. Hắn gào rú một tiếng, cái kia tràn đầy tơ máu hai mắt, để mắt tới Dạ Lăng Phong. Cơ hồ không nói hai lời, thì hóa thành một đạo âm u quỷ ảnh, hướng về Dạ Lăng Phong đánh tới. Dạ Lăng Phong thì đã sớm trốn đến Thánh Long Hoàng phía sau bọn họ đi. Đứng lại! Minh Long Hoàng đứng tại một đám các cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, hô Long Uyên Các một tiếng. Thanh âm của hắn nghe tỉnh táo, mà trong đó sát nghiệp, phẫn nộ, vẫn là không cách nào che giấu. Chung quanh ẩn Long Điện các cường giả, cả đám đều sắc mặt khó coi. Thánh Long Hoàng, người hiền viên Long Tông người, công nhiên giết ta tôn nhi. Xử lý như thế nào, người nói đi. Minh Long Hoàng con cháu rất nhiều, cũng không kém Long Vương Dục một cái. Nhưng, tôn nhi cũng là tôn nhi. Giết hắn, cái kia chính là động thổ trên đầu Thái Tuế. Phải biết, cùng loại bực này thân phận người trẻ tuổi, hiền viên Long Tông bên này, đều còn chưa có chết đây này. Ta hiền viên Long Tông người, các ngươi cũng không phải hiền viên Long Tông sao? Thánh Long Hoàng mặt không biểu tình hỏi. Khác đập chữ, đem người giao ra, lấy mệnh đền mạng, bằng không. Minh Long Hoàng chỉ Dạ Lăng Phong, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thất Long Hoàng, có tương đương rõ ràng uy hiếp. Không phải vậy như thế nào, người ẩn Long Điện muốn liên hợp trật tự thiên tộc, tại Thái Dương Vạn Tông trên địa bàn, hướng chúng ta hiền viên Long Tông khai chiến sao? Thánh Long Hoàng lắc đầu cười lạnh. Dừng một chút về sau, hắn tiếp tục nói. Minh Long Hoàng, đừng nói giỡn, dựa theo các ngươi trước đó thuyết pháp, đây hết thảy đều là người tuổi trẻ tiểu đả tiểu nháo mà thôi, dù sao bọn họ số tuổi này, làm việc cũng là xúc động, một lời không hợp quyết sinh tử rất bình thường. Tại chỗ những đứa bé này đều có thể làm chứng, bọn họ là lập xuống sinh tử ước lại tranh đấu, thua, chết rồi, đều chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Cũng không thể. Chúng ta hiền viên Long Tông người trẻ tuổi thua, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, các người trật tự thiên tộc người thua, liền muốn thượng cương thượng tuyến A. Thánh Long Hoàng, đưa tới không ít phụ họa. Đúng, đúng, Minh Long Hoàng tôn nhi không ít, chết cái này một cái, đối với ngươi mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, không cần thiết tức giận. Long Uyển Oánh nói, những lời này nói ra miệng, rõ ràng mang ý nghĩa trưởng bối muốn chỗ dựa. Sau đó... Long Lang Lung cùng người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mọi người cùng nhau lao nhau, liền bắt đầu làm chứng. Đúng a, là Long Vương Dục chính mình chọn lựa Tiểu Phong sư huynh, làm sinh tử ước đối thủ. Chúng ta đều chính tai nghe được, mà lại ta còn ghi chép, các người có muốn nghe hay không nghe. Ta cũng ghi chép, một số cỡ nhỏ tiểu kết giới, có thể ghi chép thanh âm cùng hình ảnh. Cái này kỹ năng lục đạo kiếm thần đều biết, tại chỗ đệ tử trẻ tuổi đương nhiên lành nghề. Chứng cứ vô cùng xác thực. Mặc kệ là Thánh Long Hoàng bọn hắn mà nói, vẫn là người tuổi trẻ nâng chứng nhận, còn có Long Vương Dục người hầu nhóm cái kia buồn khổ sắc mặt, đều bị Minh Long Hoàng bọn người vạn phần khó chịu. Hiện tại đúng lúc là Lý Dược Sư Đại Quân đến trước thời kỳ mấu chốt. Còn không phải động thủ thời điểm. Thẻ tại cái điểm này, mà lại, Lý Thiên Mệnh chỉ là dùng phương thức của bọn hắn phản chơi một vố. Coi như ăn quả đắng, bọn họ trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Cho nên nói, dùng Lý Vô Song cứu ra ba cái Long Hoàng, vẫn hữu dụng. Bằng không, hiền viên Long Tông làm bất luận cái gì phản kích, đều muốn cân nhắc ba vị này Long Hoàng an nguy. Như hôm nay loại chuyện này, là thật không dám làm. Đây chính là Thất Long Hoàng bọn họ không có ngăn cản lý do. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh là thiên cung đệ tử. Coi như chân chính kẻ giết người không phải hắn, ẩn Long Điện cũng không cách nào tùy tiện xử lý. Minh Long Hoàng tiền bối, sớm một chút mang Long Vương Dục trở về đi, không phải vậy thi thể muốn lạnh. Bất kể nói thế nào, nóng hổi điểm xuống táng, nói không chừng đầu thai còn có thể mau một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Ngươi! Ẩn Long Điện một đám người nhất thời lửa giận ngập trời. Hiên viên Long Tông là hiên viên Long Tông, Ẩn Long Điện là Ẩn Long Điện, trật tự thiên tộc là trật tự thiên tộc, mỗi người cũng khác nhau, khác cứng rắn lôi kéo cùng nhau, bất kể là ai tới quấy rối. Khi dễ chúng ta huynh đệ tỉ muội, đây chính là xuống tràng. Lý Thiên Mệnh cũng không e ngại ánh mắt của bọn hắn, mà chính là cùng đám người này tranh phong đối lập. Có lẽ không ít người, đều muốn cho Lý Thiên Mệnh cảnh cáo. Có thể, Minh Long Hoàng khoát khoát tay, để bọn hắn đừng nói trước. Hắn biết rõ hôm nay, cái này thua thiệt liền phải nuốt xuống. Cho nên, hắn chỉ nói ba chữ.
chờ xem. Sau khi nói xong, hắn âm lãnh cười một tiếng, quét Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong liếc một chút. Ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Đơn giản là đem bọn hắn, đã xem như to gan lớn mật chết người. Chỉ là, hắn căn bản không biết, cầm giữ có mấy ngàn vạn ngân trần phân thân Lý Thiên Mệnh, đối an nguy của mình trưởng khống, cẩn thận tới trình độ nào. Rất tốt, các ngươi dám giết người. Hiên Viên Long Tông, chờ xem, các ngươi sẽ có ngàn vạn người, cho dục ca chôn cùng. Là các ngươi trước khai sát giới, đừng trách chúng ta, không quản các ngươi người nào chết rồi, đều oán hận Lý Thiên Mệnh đi. Rời đi thời điểm, Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc các đệ tử, mang biệt khuất, oán hận, phẫn uất rời đi. Loại thời điểm này, bọn họ lại không tự xưng, Hiên Viên Long Tông. Bọn họ trước khi đi ngoan thoại, lại để cho Hiên Viên Long Tông các đệ tử, lâm vào trình độ nhất định lo lắng bên trong. Ra ra, như bọn họ nói, mở sát giới về sau, bọn họ càng hung, làm sao bây giờ a? Long Lang Lung hỏi. Không có việc gì. Thánh Long Hoàng vỗ vỗ đầu của hắn, sau đó nói. Tiếp đó, có 15 triệu Trật Tự Thiên Tộc đến lúc đó Vạn Long Thần Sơn, sẽ triệt để lâm vào hỗn loạn. Chúng ta vốn là dự định, muốn đem trong tông môn chỗ có đệ tử trẻ tuổi, đi vào, Hồng Liên giới Long kết giới, bên trong. Trong kết giới hằng tinh nguyên tuy nhiên không mạnh, cũng không có gì tư nguyên, ngăn cách, nhưng tối thiểu nhất có thể bảo chứng các ngươi an toàn. Cái này rõ ràng không phải kế hoạch lâu dài. Thời gian dài phong cấm bọn họ, rất ảnh hưởng bọn họ tu hành. Nếu như Vạn Long Thần Sơn còn đầy đủ ổn định, xác thực không có cái này tất yếu, nhưng bây giờ, Thái Dương Đế Tôn rõ ràng muốn cho Hiên Viên Long Tông một chút nhan sắc nhìn. Đã như vậy, tạm thời thống nhất trốn đi, là rất có cần phải. Chỉ cần tông môn chịu đựng được. Việc này ta lập tức đến an bài. Long Uyển Oánh nói. Được, bọn nhỏ giao cho ngươi. Thánh Long Hoàng nói. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh cũng thở dài một hơi. Nếu như vậy, ngắn thời gian có thể giải quyết người trẻ tuổi bị khi nhục sự tình. Ra ra, tông môn gặp nạn, chúng ta muốn cùng Hiên Viên Long Tông đồng sinh cộng tử, không muốn làm con rùa đen rút đầu. Long Lang Lung cắn răng nói. Ngươi có tác dụng quái gì? Thương Long Hoàng vỗ một cái đầu của hắn, trừng mắt cười nói. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh đứng chung một chỗ. Oánh gì? Đối phương xác định đang nổi lên một trận tranh đấu a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tín hiệu rất rõ ràng, dù sao lại tăng thêm 15 triệu người, nếu là không đến chèn ép chúng ta, không cần tăng giá cả. Chúng ta lần trước cầm Lý Vô Song, chấn nhiếp một lần bọn họ, sợ là làm cho đối phương minh bạch, muốn thời gian dài từng bước xâm chiếm chúng ta tiền đề, là đầu tiên đem chúng ta đánh cho tàn phế, không lực phản kháng. Long Uyển Oánh nói. Nếu như là thời gian dài từng bước xâm chiếm, khả năng tiếp tục mấy trăm năm hơn ngàn năm. Nếu như vậy, Hiên Viên Long Tông đệ tử trốn vào một cái phong bế chi địa, xác thực không cần thiết. Hiện tại xung đột đang ở trước mắt, đem bọn hắn trước bảo vệ, ngược lại là chuyện tốt. Trước lúc này, có thể giết một cái Long Vương Dục, thật to hả giận.